Nghe Hạ Hà nói như thế thì Hạ Y Na vừa tức vừa thẹn, nàng vốn là tức giận mắt nhìn Hạ Hà liếc mắt một cái, sau đó đối Bùi Vũ Phu, nói. Bùi thúc, nhất định Tết này phải tới a. Bùi Vũ Phu cười gật đầu. Thấy Bùi Vũ Phu gật đầu, Hạ Y Na lại là không có lập tức từ biệt với Bùi Đông Lai mà tiến lên cầm Tần Đông Tuyết, cười nói. Đông Tuyết, nếu cậu có rảnh thì hãy cùng hắn tới Xuân Thành đi. Sẽ cố gắng. Tần Đông Tuyết cười khổ lời một câu. Thấy Tần Đông Tuyết lời một cách miễn cưỡng thì Hạ Y Na cũng biết không phải Tần Đông Tuyết không muốn đi mà là thân phận của Tần Đông Tuyết quá đặc thù, cho dù nàng muốn đến thì chắc gì lớn của Tần gia đã cho phép. Sau khi chào Tần Đông Tuyết thì Hạ Y Na lại cùng Quý Hồng, Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi nói lời từ biệt, cuối cùng ánh mắt mới nhìn Bùi Đông Lai. Nàng chỉ nhìn Bùi Đông Lai một cái thật sau rồi cùng ết rời đi. Nhật xuất Đông Lai, ca đúng là một đại lừa gạt. Chân Hạ Y Na vừa mới bước đi thì tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi liền bước lên, vẻ mặt bỉ nhìn vào Bùi Đông Lai. Nè, Uyển Nhi, rằng để gặp mặt Đông Tuyết tỷ tỷ chậm một ít nhưng dù sao cũng gặp rồi, tại sao lại còn nói là lừa gạt nữa. Bùi Đông Lai liền cười, nói Tần Đông Tuyết. Đây là Uyển Nhi là gái của Liễu tỷ. Người ta còn nhỏ chỗ nào nữa? Có lẽ là chứng bản thân không còn nhỏ nữa nên Đông Phương Uyển Nhi đã ưỡn lên nhìn vào Bùi Đông Lai, sau đó liền nở ra nụ cười như mía lùi với Tần Đông Tuyết. Đông Tuyết tỷ tỷ, lần đầu tiên gặp chị chính là ảnh chụp điện thoại của Nhật Xuất Đông Lai, lúc ấy thì liền giật mình. Hiện giờ nhìn thấy mặt thì phát hiện ra so với hình thì ở bên ngoài lại đẹp hơn, quả là tiên nữ hạ phạm, đẹp không gì so sánh được. Lời nói của Đông Phương Uyển Nhi đã khiến mọi cười to, Tần Đông Tuyết cũng khẽ cười, vốn là muốn nói cái gì nhưng mà không đợi nàng nói ra thì Đông Phương Uyển Nhi đã nói. Đông Tuyết tỷ tỷ, tỷ có thể cho biết rằng tỷ chăm sóc da mặt ra sao không? Chăm sóc da? Nghe được Đông Phương Uyển Nhi nói như thế thì mọi đều nhiên. Tiểu nha đầu, Đông Tuyết tỷ tỷ mới 19 tuổi, cần gì phải chăm sóc? Bùi Đông Lai tức giận giáo huấn. Đại lừa gạt. Đi qua một bên. Đông Phương Uyển Nhi mất liền nhìn Bùi Đông Lai một cái, sau đó nhìn bộ dạng thánh khiết, cao quý của Tần Đông Tuyết thì lòng liền hâm mộ lẫn tị. Bùi Đông Lai cười khổ nói. Tiểu nha đầu, ca ca ta khi nào lại lừa gạt cô bé như? Hừ. Đông Phương Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, nói. Không phải nói năm sẽ ăn Tết cùng với mụ mụ và lãnh vũ ca ca sao? Kết quả lại muốn đi Yên Kinh, còn không nói là gạt ta à? Bùi Đông Lai không phản bác được. Uyển Nhi. Liễu Nguyệt thấy thế thì sắc mặt liền vẻ mặt cô cứng rắn, kêu một tiếng, ý bảo Đông Phương Uyển Nhi lại bên nàng. Mụ mụ. Bị Liễu Nguyệt nói như thế thì Đông Phương Uyển Nhi không vui. Nhật Xuất Đông Lai kia vốn chẳng là nói không giữ lời gì cả, huống chi mụ mụ không phải muốn hắn ở lại Đông Hải ăn Tết sao? Người rằng còn không biết sao? Bá. Nghe được Đông Phương Uyển Nhi nói như thế thì đột nhiên Liễu Nguyệt cả sắc mặt hơi đổi. Uyển Nhi, làm sao cháu biết mụ mụ của cháu vọng Đông Lai ca ca ăn Tết ở Đông Hải? Quý Hồng liền bước lên, vẻ mặt nũng nịu nhìn vào Liễu Nguyệt cùng Tần Đông Tuyết, một bộ dáng cuộc vui. Tần Đông Tuyết cũng nhìn ra được này, nàng mỉm cười bước lên, cúi vuốt đầu của Đông Phương Uyển Nhi, nói. Uyển Nhi, Tết này tỷ cùng với Đông Lai ca ca sẽ lại Đông Hải. Thật sao? Đông Phương Uyển Nhi liền chớp mắt, dường như không Tần Đông Tuyết sẽ làm như vậy. Không riêng gì Đông Phương Uyển Nhi, cả Liễu Nguyệt, thậm chí Quý Hồng cũng theo vài phần quái dị nhìn vào Tần Đông Tuyết. Tỷ tỷ luôn luôn không gạt tự nhiên là thật. Tần Đông Tuyết gật đầu cười sau đó tháo chiếc vòng xuống, nói. Uyển Nhi, đây là lần đầu tỷ tỷ gặp cũng không có vật gì, chiếc vòng này coi như là quà mừng năm mới, tặng cho đó. Cảm ơn Đông Tuyết tỷ tỷ. Nhưng mà mụ mụ lại nói cho biết không thể nhận lễ vật của khác. Khi nói thì ánh mắt của Đông Phương Uyển Nhi nhìn Liễu Nguyệt ở bên cạnh. Uyển Nhi, cứ nhận đi, đây là ý tốt của Đông Tuyết. Sắc mặt của Liễu Nguyệt hơi phức tạp nhìn Tần Đông Tuyết một cái. Còn không mau cảm ơn Đông Tuyết tỷ tỷ đi. Cảm ơn Đông Tuyết tỷ tỷ. Đông Phương Uyển Nhi nói một tiếng cảm ơn. Tần Đông Tuyết lại mỉm cười. Vuốt nhẹ đầu Đông Phương Uyển Nhi một cái rồi lui về bên cạnh Bùi Đông Lai. Hoàng thân quốc thích quả nhiên đều rất không đơn giản. Thấy tất cả này thì khóe miệng của Quý Hồng lộ ra nụ cười chua xót, thầm lòng một câu, cảm xúc lẫn lộn. Ân nhân,
Tôi Tiểu Vũ cùng Uyển Nhi về Đông Hải, nếu như Tết này có rảnh thì hãy cùng Đông Lai đến đó. Ánh mắt của Liễu Nguyệt tỏ ra cảm kích và tôn kính nhìn vào Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu gật đầu cười. Đông Lai ca, đừng quên còn phải dạy công phu cho a. Đông Phương Lãnh Vũ liền nói. Biết rồi. Bùi Đông Lai đồng ý. Sau đó Đông Phương Lãnh Vũ liền kính chào Bùi Vũ Phu rồi cùng Liễu Nguyệt, Đông Phương Uyển Nhi rời khỏi. Vũ Phu, ta sẽ không đi Yên Kinh cùng ông, ta cùng Tiểu Hồng về Đông Hải ăn Tết. Sau khi ba Liễu Nguyệt rời đi thì cô Độc Phong Ảnh nói. Ta muốn dùng khoảng thời này giúp nó tiến vào cảnh giới ám kính đại thành. Được. Bùi Vũ Phu cũng biết cô Độc Phong Ảnh Quý Hồng như cho nên không có ý kiến nào. Quý Hồng vậy thì bước lên chào hỏi Bùi Vũ Phu, sau đó mỉm cười nhìn Tần Đông Tuyết một cái. Chỉ nhìn một cái, rất. Nhưng mà, hai bên đã hiểu rõ ý tứ của nhau. Sau khi thu lại ánh mắt, vì muốn chọc Bùi Đông Lai nên Quý Hồng đã hỏi. Lão bản, Tết này thì còn có dặn dò gì không? Mọi do cô làm chủ. Nghĩ đến tối qua thì Bùi Đông Lai tức giận mắt nhìn Quý Hồng một cái. Khóe miệng Quý Hồng nở ra một nụ cười đắc ý rồi cùng cô Độc Phong Ảnh rời đi. Đông Lai, lái xe tới đây. Đưa mắt nhìn cô Độc Phong Ảnh và Quý Hồng rời đi, Bùi Vũ Phu nói. Được. Bùi Đông Lai liền tới bãi đỗ xe mở xe. Trong lòng Tần Đông Tuyết vừa động, nàng cảm giác được Bùi Vũ Phu sẽ có muốn nói với nàng. Giống như xác định đoán của Tần Đông Tuyết, đợi khi Bùi Đông Lai đi xa thì Bùi Vũ Phu cười nhìn Tần Đông Tuyết. Tần nha đầu, của hạ nha đầu thì có tức không? Bùi thúc, muốn nói không để ý chính là lừa cũng là lừa mình. Đối mặt với câu hỏi của Bùi Vũ Phu thì Tần Đông Tuyết cũng có chút khẩn thật sự mà nói. Nhưng mà Ina đã giá rất nhiều vì Đông Lai, mà cũng tôn lựa chọn của Đông Lai. Nha đầu, ủy khuất cho rồi. Bùi Vũ Phu thở dài, nói. Đông Lai ở một chỗ với là cái phúc của nó cũng là phúc của Bùi gia. Có thể được Bùi thúc cho phép đi vào Bùi gia, làm dâu của thì không cảm thấy ủy khuất. Tần Đông Tuyết có chút kích động. Đông Tuyết, đã lựa chọn ở cùng một chỗ với Đông Lai, như vậy đời này còn nhất định sẽ vì nó mà khổ nhất nhiều. Bùi Vũ Phu vậy thì nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai đi xa, vẻ mặt phức tạp, nói. Con cần phải chuẩn bị tâm lý. Xin Bùi thúc yên tâm, Đông Tuyết không sợ. Tần Đông Tuyết mở miệng, giọng nói kiên định nhưng lại không thể hiểu được ý câu nói của Bùi Vũ Phu. Tết âm lịch mà một ngày Tết quan trọng của người Trung Quốc. Ba ngày cứ thế mà trôi qua, cả nước chuẩn bị đón buổi tối giao thừa. Đèn treo lung linh, câu đối xuân, nơi nơi đều tràn ngập hơi thở vui mừng. Khi hoàng hôn, trong một khu tứ hợp viện ở Yên Kinh. Trong tứ hợp viện, cha cơ Nhật Bảo Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu đang quỳ dưới đất, trước mặt là một mâm cúng. Lạy cho mẹ và gia gia của con đổi đốt pháo. Sau khi gần đốt xong giấy tiền vàng mã thì Bùi Vũ Phu bảo Bùi Đông Lai đi đốt pháo. Bùi Đông Lai gật đầu rồi lại hai cáu, sau đó đứng dậy cầm pháo rồi đốt. Bùm bùm. Tiếng phái vang lên phá tan không khí im lặng trong tứ hợp viện. Bùi Đông Lai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dường như đang tìm kiếm hình ảnh người mẹ của mình. Nhìn cái gì đấy? Bùi Vũ Phu thấy Bùi Đông Lai nhìn trời suy nghĩ xuất thần thì hỏi. Mộ của mẹ và gia gia cùng chôn một chỗ sao? Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ừ. Bùi Vũ Phu gật đầu thừa nhận. Thấy Bùi Vũ Phu gật đầu, Bùi Đông Lai nhớ lại cảnh mẹ mình bị đuổi ra khỏi Diệp gia. Không cho phép chôn trong Diệp gia thì âm thầm nắm tay, ánh mắt nhíu lại. Đi thôi, người Tần gia đang chờ chúng ta. Bùi Vũ Phu đoán được tâm ý chùa Bùi Đông Lai nên vỗ vỗ bả vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai giữ im lặng gật gật đầu, rồi đi theo Bùi Vũ Phu ra khỏi tứ hợp viện. Chấm. Khi màn đêm sắp buông xuống, xe của Bùi Đông Lai đã đến trước cổng Tần gia. Hai gã bảo vệ rơi kiểm cho suốt 2 phút, sau đó mới để cho xe rời đi. Trước của nhà Tần gia, Tần Đông Tuyết và cha mẹ mình là Tần Tranh và Tiếu Ái Linh đã đứng đó cùng đợi cha cơ Nhật Bảo Ùi ra. Rất nhanh, xe đã đi vào bên trong, Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu trước sổ uống xe. Lúc này đây Bùi Đông Lai mặc một chiếc áo kiểu tôn trung sơn đô Liễu Nguyệt chuẩn bị, còn Bùi Vũ Phu tỷ vẫn mặc một chiếc trường bào màu đen. Vũ Phu! Thông gia! Bùi thúc! Mắt thấy Bùi Vũ Phu xuống xe, Tần Tranh! Tiếu Ái Linh vội vàng mang theo Tần Đông Tuyết đi lên chào hỏi.
Bùi Vũ Pha cười đáp lại, Bùi Đông Lai cũng là theo Trần Vân An. Tần Thúc, Tiếu A Di. Vũ Phu, lão gia tử biết được ông và Đông Lai tới đây nên rất cao ứng. Tần Tranh nói xong liền đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói. Tất cả mọi người đang đợi ông và Đông Lai, chúng ta vào đi. Tần lão gia tử quả là để nhiều người quá rồi. Bùi Vũ Pha cười cười, đáp lại một câu. Tần Tranh cười nói. Nên làm mà, khó có cơ hội ông cùng Đông Lai đến đây. Nghe được Tần Tranh nói như thế thì Bùi Đông Lai không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi mình mới bước chân vào khách sạn Yên Kinh, lúc đó mọi người không ai coi trọng mình, nếu không phải Bùi Vũ Phu là cha của mình thì chưa chắc mình có thể đến đây để ăn Tết chung rồi. Đúng như lời của Tần Tranh, trong nhà đặt 6 cái bàn, tất cả thành viên của Tần gia sớm đã ngồi đợi ở trong này. Bá! Mắt thấy Tần Tranh mang theo hai người Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu đi vào thì toàn bộ mọi người Tần gia đều đứng dậy chào đón. Trong đó, Tần Hồng Sơn hướng về phía Bùi Vũ Pha cười cười. Vũ Phu a, cuối cùng thì cháu cùng Đông Lai đã đến đây. Thật có lỗi Tần Thúc. Bùi Vũ Phu xin lỗi. Không sao, không sao. Tần Hồng Sơn khoát tay áo. Cùng Đông Lai ngồi xuống đây đi. Bùi Vũ Phu nghe vậy cũng không có khách khí mà cùng Đông Lai đi vào, ngồi ở phía chủ nhà. Bàn dành cho chủ nhà ngoài Tần Hồng Sơn ra thì còn có Tần Tranh, Tần Phong và những thành viên quan trọng của Tần gia. Bất quá! Năm nay có một ngoại lệ chính là trên bàn này còn có một chỗ dành cho Tần Đông Tuyết. Tất cả chuyện này đơn giản bởi vì Tần Đông Tuyết đã trở thành vị hôn thê của Bùi Đông Lai, chính xác ra là con đâu của Bùi gia. Sau đó, mọi người liền ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Bùi Đông Lai cũng không có để ý ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của mọi người mà là hướng về phía Tần Yến mà cười, chào hỏi. Sở dĩ hắn làm như vậy là bởi vì trước khi có sự xuất hiện của Bùi Vũ Phu thì chỉ có một mình Tần Yến là người ủng hộ chuyện tình của hắn với Tần Đông Tuyết. Mà những người còn lại thì bởi vì hai chữ ích lợi nên đã ra sức phản đối. Sau khi mọi người ngồi xuống thì nhà bếp liền mang thức ăn lên. Ngày xuân mới sắp đến. Năm cũ gần qua, chúng ta cùng nâng chén nào. Thức ăn được bưng lên, Tần Hồng Sơn liền đề nghị nâng chén. Chén thứ nhất, hoan nghênh Vũ Pha cùng Đông Lai đến ăn Tết cùng chúng ta. Nghe được Tần Hồng Sơn nói như thế thì toàn bộ thành viên đời thứ thuộc Tần gia cảm thấy kinh ngạc, dường như bọn hắn không ngờ rằng Tần Hồng Sơn sẽ lấy việc hoan nghênh cha cơ Nhật Bảo Ui Dơ làm lý đô nâng chén, phần đãi ngộ này thật sự quá nặng. Còn một số thành viên đời thứ bé chùa Tần gia thì cảm thấy không có gì kỳ quái bởi vì bọn hắn đã biết được một ít tin tức. Chén thứ hai, lại chúc mừng Đông Lai cùng Đông Tuyết, chúc hai đứa sớm kết hôn. Một chén rượu uống xuống bụng, Tần Hồng Sơn lại đề nghị chén thứ hai. Lúc này đây không riêng gì thành viên đời thứ thuộc Tần gia mà ngay cả một số thành viên đời thứ ba cũng cảm thấy có chút giật mình. Bọn hắn đã thừa nhận một sự thật rằng Bùi Đông Lai bây giờ đã không còn như ngày trước, lúc này thì hắn còn cao hơn so với Tần gia. Điều này có chút châm chọc nhưng mà là sự thật. Cảm ơn Tần dây dơ. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết cảm ơn. Chén thứ ba, ta chúc mọi người ở đây thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi. Tần Hồng Sơn liên tiếp đề nghị uống ba chén rồi mới ngồi xuống. Uống xong ba chén rượu thì mọi người bắt đầu ăn một ít rồi lại bắt đầu mời rượu. Hoặc có lẽ là đôi nhiều người mời rượu, cũng có lẽ là vì nguyên nhân khác nên chỉ có Tần Hồng Sơn, Bùi Vũ Phu và Bùi Đông Lai là uống sạch, còn những người khác chỉ uống một ngụm nhỏ. Sau khi Tần Hồng Sơn sai quá cần câu thì mọi người liền mời Bùi Vũ Phu, ai đến thì Bùi Vũ Pha cũng không từ chối, mỗi lần đều uống sạch. Dù lè như thế, hơn một giờ sau, khi buổi tiệc sắp kết thúc, sắc mặt của Bùi Vũ Pha cũng không đổi sắc. Không riêng gì Bùi Đông Lai mà ngay cả Bùi Vũ Phu uống cả trăm chén rượu cũng rất tỉnh. Đợi sau khi Tần Hồng Sơn tuyên bố bữa cơm đoàn viên kết thúc, không đợi mọi người rời đi thì một tên bảo tiêu ở bên ngoài đi đến bên cạnh Tần Hồng Sơn, nhẹ giọng nói. Thủ trưởng, Thiếu tướng Diệp Cô Thành mang theo một người ngoại quốc đã ngồi ở bên ngoài đợi 30 phút rồi, bọn họ muốn gặp Bùi Vũ Phu. Âu, Tần Hồng Sơn nghe vậy, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi quay qua Bùi Vũ Phu nói. Vũ Phu, Diệp Cô Thành dẫn theo một người ngoại quốc muốn gặp ông thấy thế nào? Diệp Cô Thành, người ngoại quốc, nghe Tần Hồng Sơn nói như thế thì trong lòng Bùi Đông Lai hiệp động, nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Để ta rác sầm, tinh quang trong mắt Bùi Vũ Phu lóe lên, rồi đứng dậy.
Vũ Phu, không cần ra ngoài, để bọn họ vào đây. Tần Hồng Sơn như có suy nghĩ gì, nói. Được. Bùi Vũ Phu khẽ trầm ngâm rồi cũng đồng ý đề nghị của Tần Hồng Sơn. 30 giây sau, trong sự chờ đợi của mọi người, Diệp Cô Thành thân mang một trường bào màu đen cùng một nam nhân người ngoại quốc đi vào. Dracula. Thấy được người đi vào là một trong tứ đại hoàng thân của thần võng thì Bùi Đông La Hiến là ngẩn ra, sau đó ý thức được cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiểu Phong, dẫn mọi người ra ngoài đi. Thấy được vẻ nghi ngờ của mọi người thì Tần Hồng Sơn liền ra nịch, toàn hắn không biết tại sao Diệp Cô Thành lại mang theo người này đến tìm Bùi Vũ Phú, nhưng mà ở án xem ra, chuyện tình có thể kinh động đến Bùi Vũ Pha cùng Diệp Cô Thành, tuyệt không phải là chuyện nhỏ. Vâng, thưa cha. Tần Phong liền trả lời rồi nhìn thoáng qua mọi người trong đại sảnh, nói. Đi ra ngoài đi. Trừ Tần Đông Tuyết ra thì toàn bộ người của Tần gia toàn rất muốn xem thử có chuyện gì, nhưng mà không ê tám ở lại, mà là đứng dậy rời khỏi đây. Dracula thấy người nhà Tần gia rời đi thì căn bản không hiểu, thậm chí hắn cũng không có nhìn thẳng vào Tần Hồng Sơn mà là ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn vào Bùi Vũ Phu. Phú Thần Hoa, ta gọi là Dracula, là thân vương trong thần võng. Đợi người của Tần gia rời đi khỏi thì Dracula liền chủ động mở miệng giới thiệu thân phận, hơn nữa ngữ khí đúng mức. Nghe được Dracula nói như thế thì Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Pha cùng Diệp Cô Thành tỏ ra bình tĩnh, còn Tiếu Ái Linh và Tần Đông Tuyết không hiểu hai chữ thần võng đại biểu cho cái gì cũng có chút nghi ngờ, mà Tần Hồng Sơn cùng Tần Tranh lại biết được thần võng là một tổ chức ngầm lớn nhất châu Âu cho nên sắc mặt liền biến đổi. Ta đi vào Trung Quốc khi có một mục đích chính là nhận được mệnh lệnh của Quy Điên Tôn Thần Chi Quý, lấy danh nghĩa của người khiêu chiến với ngươi. Mắt thấy Bùi Vũ Phu không lên tiếng thì Dracula liền nói rõ ý đồ đến. Khiêu chiến. Nghe được hai chữ này thì Tần Hồng Sơn, Tần Tranh cùng Tiếu Ái Linh đều cả kinh, bọn hắn đều nghe được chuyện Bùi Vũ Phu giết chết Hạ Nhẫn cách đây vài ngày. Qua 4 ngày lại có người khác muốn khiêu chiến với Bùi Vũ Phu. Nếu như nói Tần Hồng Sơn, Tần Tranh, cùng Tiếu Ái Linh chỉ kinh ngạc thì Bùi Đông Lây liền trực tiếp khiếp sợ. Đúng vậy, là khiếp sợ. Phải biết rằng 3 ngày trước Bùi Vũ Phu chỉ dùng 3 chiêu để giết chết Hạ Nhẫn, người đã bước chân vào cảnh giới cương kính. Thế nhưng mà hiện tại Odin, người đứng thứ 2 trên thần bảng, lại chủ động khiêu chiến với Bùi Vũ Phu. Điều này chỉ có 2 giải thích. Thứ nhất, toàn Odin thông qua trận chiến giữa Bùi Vũ Phu và Hạ Nhẫn đoán được thực lực của Bùi Vũ Phu. Lại bởi vì bản hắn tự tin mình có đủ năng lực nên mới khiêu chiến. Thứ hai, chính là đanh lấy danh nghĩa để dụ Bùi Vũ Phu ra nước ngoài, tính kế đối phó Bùi Vũ Phu. Sau khi nghĩ được 2 điểm này thì Bùi Đông Lây liền nhìn về phía Bùi Vũ Phu thì thấy Bùi Vũ Phu vẫn nhìn chằm chằm vào Dracula. Đối mặt với cái nhìn hờ hững nhưng tàn đầy uy nghiêm của Bùi Vũ Phu thì Dracula chỉ cảm thấy khẩn trương, hắn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nói. Trung Quốc các người không phải có câu, hai quân giao chiến không giết sứ giả sao? Ta tin tưởng ngài là người đứng thứ nhất trên thần bảng sẽ không xuống tay với loại tiểu nhân vật như ta. Người quả thật không đáng để ta ra tay. Bùi Vũ Phu thản nhiên nói. Odin còn nói gì không? Odin Tôn Thần Chi Quý còn nói ngài nhất định sẽ chấp nhận lời khiêu chiến. Có lẽ là do áp lực của Bùi Vũ Phu quá lớn nên cách xưng hô của Dracula cũng trở nên tôn kính hơn. Bởi vì thân là đệ nhất trên thần bảng, ngài sẽ thủ hộ Trung Quốc, cũng bảo vệ quang vinh của ngôi vị thứ nhất trên thần bảng. Bá! Lại nghe được Dracula nói như thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bùi Vũ Phu, đợi Bùi Vũ Phu mở miệng. Thời gian, địa điểm. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bùi Vũ Phu từ từ mở miệng. Ách! Mắt thấy Bùi Vũ Phu lựa chọn nghênh chiến thì Bùi Đông Lai cả kinh. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng không biết phải nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn biết được một khi Bùi Vũ Phu làm ra quyết định gì đó thì cho dù trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi. 15 ngày sau tại ngọn núi Uruhu Peak ở châu Phi. Dracula nghiêm mặt, nói. Vốn tôn quý chi thần muốn chiến tại đỉnh Everest nhưng lại sợ quý quốc xuất động bộ đội để quấy nhiễu, ngài không hy vọng trận đấu của mình sẽ bị người bên ngoài làm phiền. Trở về nói cho Odin. 15 ngày sau ta sẽ ở đó gặp hắn. Bùi Vũ Phu trầm ngâm một chút rồi lạnh lùng nói. Nếu hắn đến không đúng hạn hoặc là ngầm dở quỷ kế gì thần võng sẽ biến mất trên bản đồ. Được, được. Dracula xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng trả lời. Để hắn đi đi.
Bùi Vũ Phú nhìn sang Diệp Cô Thành rồi nói. Diệp Cô Thành nghe vậy thì lạnh lùng nhìn Dracula một cái. Một tiếng sau, nếu ta phát hiện ngươi chưa đi khỏi Trung Quốc thì cả đời này ngươi sẽ ở lại Trung Quốc, cút. Đối mặt với lời uyếp của Diệp Cô Thành, cảm nhận được sát khí trong mắt Diệp Cô Thành thì Dracula sợ tới mức vãi ra quần, hắn không dám nói lời nào liền rời đi. Phú Phu, đám người ngoại quốc luôn âm hiểm giả đối, lần này tìm cậu để khiêu chiến, có thể là một cạm bẫy. Sau khi Dracula rời đi thì Tần Hồng Sơn nhìn không được mà mở miệng, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Ngưng trọng là bởi vì từ sau khi phong ba khách sạn Yên Kinh đi qua thì hắn đã đem toàn bộ lợi thế đặt trên người hai cha cơ Nhật Bảo Ùi ra. Nếu như Bùi Vũ Phu xảy ra chuyện gì không hay thì Tần gia cũng sống không dễ chịu. Ngài nên biết, Thần Võng là tổ chức ngầm lớn nhất châu Âu, mà thủ lĩnh của bọn hắn Lào Đanh tự xưng là Thần, ngoại hiệu là Phong Tử kẻ điên chuyên làm những việc khác người. Nếu như ta không nghênh chiến thì hắn sẽ làm ra những chuyện để bức ta phải xuất chiến. Bùi Vũ Phu trầm giọng nói. Tần Hồng Sơn nghe vậy, biết rõ Bùi Vũ Phu không có khả năng thay đổi quyết định, chân mày càng nhíu chặt hơn cũng không nói gì thêm, mang theo vài phần lo lắng, nói. Vậy cậu nhất định phải cẩn thận, một khi phát hiện không đúng, lập tức về nước. Mặc dù Thần Võng là tổ chức ngầm lớn nhất ở châu Âu nhưng trong nước thì bọn chúng sẽ không dám vọng động. Bùi Vũ Phu trầm mặc không nói, Diệp Cô Thành nhẹ nhàng nhìn Tần Hồng Sơn liếc mắt một cái dường như châm chọc sự ngoe uội của Tần Hồng Sơn. Thân là thủ lĩnh của Long Nha thì hắn đã biết được trong 20 năm qua, sở dĩ không có tổ chức nước ngoài nào dám đi vào Trung Quốc cơ hoàn toàn là bởi vì sự có mặt của Bùi Vũ Phu. Bùi Đông Lây lại là không có suy nghĩ này đó, vẻ mặt tỏ ra lo lắng nhìn vào Bùi Vũ Phu, muốn nói nhưng lại thôi. Ở án xem ra. Một trận chiến này đối với Bùi Vũ Pha cũng không phải là chuyện tốt gì. Dường như đã nhận ra lo lắng của Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu liền cười cười giống như đang nói, qua tử rất lợi hại, không cần phải lo lắng. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng Bùi Vũ Phu giết chết Dạ Nhẫn thì trong lòng Bùi Đông Lai cũng giảm bớt lo lắng, hắn đem lời sắp nói nuốt vào trong bụng. Vũ Phu, ta có chuyện muốn nói với ông. Bùi Đông Lai không có mở miệng, Diệp Cô Thành lại mở miệng. Dường như Bùi Vũ Phu có thể đoán được Diệp Cô Thành muốn nói gì, liền gật đầu đáp ứng, sau đó hướng Tần Hồng Sơn, vợ chồng Tần Tranh cùng Tiếu Ái Linh tạm biết, để Bùi Đông Lai ở Tứ Hợp Viện chờ hắn. Làm xong những chuyện này, hai đại tuyệt thế cường giả rời đi Tứ Hợp Viện. Ta cho Ang Odin muốn liên hợp những cường giả trên thần bảng đồng loạt ra tay đối phó ông. Rời Tứ Hợp Viện, Diệp Cô Thành liền mở miệng nói. Bùi Vũ Pha cười nhạt, dường như không thèm để ý. Vô luận là nguyên nhân gì thì trận này nhất định phải chiến. Nếu như đơn đả độc đấu, ta tin tưởng, trên thế giới này không ai là đối thủ của ông. Diệp Cô Thành nhíu mày, nói. Để an toàn thì ta cùng cô độc đi theo ông. Không cần. Bùi Vũ Phu lắc lắc đầu, tinh quang trong mắt lóe lên, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Mắt thấy Bùi Vũ Pha cự tuyệt, Diệp Cô Thành trầm mặc không nói, hắn biết kiêu ngạo của Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu kỳ đầu nhìn về phía Diệp Cô Thành, nói sang chuyện khác, hỏi. Trong lòng ông có xem Đông Lai là cháu của mình không? Mặc dù Diệp Vãn Tình cùng Diệp Cô Thành không có quan hệ huyết thống nhưng từ nhỏ đến lớn Diệp Cô Thành vẫn đối đãi với Vãn Tình như một đứa im ngái, thậm chí ngay cả khi quan hệ của Diệp gia và Diệp Vãn Tình tan vỡ thì Diệp Cô Thành cũng như thế. Ta không để nó tiến vào Long Nha không phải không coi hắn là cháu của mình mà là bởi vì thân phận thật sự của hắn quá mẫn cảm. Diệp Cô Thành hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ý tứ lại rất rõ ràng. Nếu nó đồng ý buông tha hết mọi chuyện thì cảnh cửa Long Nha luôn mở rộng đón nó, đồng thời, vị trí thủ lĩnh Long Nha, ta cũng có thể để cho nó. Không nhất định phải đi vào Long Nha. Bùi Vũ Phu lắc lắc đầu, dừng ở Diệp Cô Thành, gần từng chữ. Ta chỉ cần ông làm cho nó một chuyện. Chuyện gì? Nếu như ta không còn sống trở về thì sẽ có người nói cho ông biết. Được. Diệp Cô Thành ngẩn ra, trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Ông đi đi. Bùi Vũ Phu muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Diệp Cô Thành nghe vậy, không nói lời vô ích, dưới chân bắn ra, giống như là quỷ mị, biến mất trong màn đêm. Thiên không, Bùi Vũ Phu ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bùm, bùm, bùm. Dưới cái nhìn chăm chú của Bùi Vũ Phu, từng bông pháo hoa nở rộ trên trời. Vãn Tình, thời gian quả thật thật nhanh,
nháy mắt 18 năm qua đi thì anh còn ôm em xem pháo hoa đưới chân Tử Cấm Thành, cảnh đó cứ như là hôm qua vậy. Nhìn pháo hốc trên bầu trời, Bùi Vũ Phu tì thào tự nói. Lúc ấy, em nói với anh rằng em nguyện ý ở bên anh suốt cả đời. Đồng dạng, trước khi em đi thì NH đã đáp ứng im để Chô Đông Le ơi xa tranh chấp ở chốn nhân gian này. Trong màn đêm, trên mặt Bùi Vũ Phu lộ ra vẻ bi thương, giọng nói chua xót. Thật xin lỗi vãn tình, anh không thể hoàn thành lời hứa năm đó của im bởi vì Đông Lai không muốn sống cuộc sống như thế, càng bởi vì anh cảm thấy trên đời này có một số chuyện anh mới có thể làm được. Nói xong, Bùi Vũ Phu vô lực mè nhắm mắt lại. Bá! Vài giây đồng hồ sau, hắn mở hai mắt, lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại thần bí. Ngày mồng 6 Tết, tảng sáng, hội sở Hồng Kinh. Diệp Tranh vanh mặc đồ ngủ, đứng ở phía trước cửa sổ lại bấm số điện thoại của Bạch Mi đạo nhân, vẻ mặt có chút không vui. Không vui là bởi vì năm ngày qua, mỗi lần hắn gọi điện cho Bạch Mi đạo nhân kết quả toàn đạo đồng của Bạch Mi đạo nhân nghe máy, nói cho hắn biết trong khoảng thời gian này Bạch Mi đạo nhân đang bế quan nên không cho phép A làm phiền. Mà dựa theo lời nói của tên đạo đồng kia thì ngày hôm nay chính là ngày xuất quan của Bạch Mi đạo nhân. Diệp công tử, ta mới xuất quan. Điện thoại được chuyển. Giọng nói của Bạch Mi đạo nhân vang lên. Ta đã nghe tin tức Bùi Vũ Phu khiêu chiến với Odin. Bạch Mi đạo trưởng, ngài thấy thế nào? Nghe được Bạch Mi đạo nhân nói như thế thì vẻ mặt Diệp Tranh vanh tỏ ra chờ mong, hỏi. Theo ý chủ ngài thì đây là một âm mưu sao? Liệu những cường giả trên thần bảng có liên thủ đối phó với Bùi Vũ Phu không? Lấy cách nhìn của ta thì đây chính là một âm mưu. Tinh quang trong mắt Bạch Mi đạo nhân bắn ra. Trong vòng 200 năm qua, cường giả có thể bước vào cảnh giới cương kính của Trung Quốc chúng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Bùi Vũ Phu chỉ dùng 3 chiêu là có thể đánh bại Hạ Nhẫn người đã bước vào cảnh giới cương kính. Như vậy thực lực của Bùi Vũ Phu y nhất là cương kính đại thành, có khả năng là cương kính đỉnh phong. Odin thân là người đứng thứ hai trên thần bảng, thực lực của người ngày hẳn không thể nghi ngờ, nhưng mẹ nếu hắn nói có lòng tin chiến thắng Bùi Vũ Phu thì ta không tin. Bởi vì y nhất Odin bước vào cảnh giới cương kính đỉnh phong thì mới có thể làm được điểm này. Cương kính đỉnh phong, theo ta được biết thì trong 100 năm qua không ai đạt đến cảnh giới này ngoại trừ cha của Bùi Vũ Phu. Nếu Odin không nắm phần thắng, nhưng trong lúc này lại khiêu chiến với Bùi Vũ Phu thì tự nhiên là hắn sẽ liên thủ với những cường giả khác trên thần bảng để đối phó với Bùi Vũ Phu. Bạch Mi đạo nhân nói rõ rằng, dù sao thì thực lực của Bùi Vũ Phu cũng quá mức cường đại. Cường đại đến nổi làm cho đám cường giả nằm trong top 10 của thần bảng không có hy vọng đuổi theo. Bọn hắn cảm nhận được nguy cơ ớt lớn, kể từ đó lấy thân phận đứng thứ hai của Odin thì chỉ cần hắn phất cờ gieo họ thì toàn bộ những cường giả nằm trong top 10 trừ Long Vương Diệp Cô Thành ra thì toàn bộ những người khác sẽ liên thủ với Odin. Ta nghe nói hắn tính toán đi một mình đến đó. Nghe xong Bạch Mi đạo nhân giải thích thì Diệp Tranh Vanh liền nở ra nụ cười vui mừng. Như vậy dựa theo lời của đạo trưởng thì lần này Bùi Vũ Phu sẽ chết, có đúng không? Lúc này đây, hắn cửu tử nhất sinh. Trong đôi mắt Bạch Mi đạo nhân hiện lên một tia quang mang, vẻ mặt thật kích động. Một khi đã như vậy thì chúng ta cứ yên lặng đợi tin nhật bà áo tử của Bùi Vũ Phu đi. Diệp Tranh Vanh không nhìn được mè nhìn về phía Tử Cấm Thành, cười lạnh. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, chỉ cần thằng cha của mày chết thì tao sẽ trả lại món nợ mà mày đã nợ tao. Đến lúc đó tao muốn cho mày kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai giống như ngày thường, đúng giờ liền tỉnh dậy bắt đầu luyện công buổi sáng. Ra khỏi phòng, Bùi Đông Lai phát hiện được Bùi Vũ Phu đang đứng trước tứ hợp viện, thấy hắn ra thì cười. Qua tử, người muốn đi sao? Thấy được Bùi Vũ Phu thì trong lòng Bùi Đông Lai hừ động, mơ hồ đoán được cái gì vội vàng hỏi. Ừ, Bùi Vũ Phu gật gật đầu. Mỉm cười nói. Đêm nay đi. Nếu không thì cân sẽ cùng đi với người. Bùi Đông Lai lại nói ra những lời này. Ở trong 5 ngày qua thì ngày nào Bùi Đông Lai cũng đề nghị đi chung với Bùi Vũ Phu nhưng mỗi lần đều bị Bùi Vũ Pha cười từ chối. Không tin vào thực lực của ta sao? Bùi Vũ Phu ỏi. Không, không phải. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, nói. Còn muốn nhìn thấy cảnh người giết chết Odin. Thực lực của con quá yếu. Nếu để khiến ta thêm phân tâm mà thôi. Bùi Vũ Phu nói. Con cứ ở đây đi, ta sẽ mua sóng trở về rồi cùng đi Tây Nam.
Được rồi. Lại thấy Bùi Đông Lai từ chối thì Bùi Đông Lai biết rõ không thể thuyết phục Bùi Vũ Phu nữa nên đành thôi, nói. Nếu như có thể thì người hãy đem đầu của Odin về đây. Cần đầu của hắn làm gì? Bùi Vũ Phu lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi. Bùi Đông Lai đó ự một chút, vì tránh để Bùi Vũ Phu lâu lắng nên cuối cùng hắn cũng không có ói chuyện bản thân dung hợp với linh hồn Tiêu Phi. Tiêu Phi của Tiêu gia đã chết trong tay của thần võng, Tiêu gia từng có hơ với con. Còn cũng đã từng thề sẽ có một ngày tiêu diệt cả thần võng, vốn cân muốn tự thân giết chết Odin, người đã không để cho con đi chung thì người hãy mang đầu của hắn về đây để cân tế điện Tiêu Phi. Được. Bùi Vũ Pha cười gật đầu, trong mắt hiện lên một tia quang mang khác thường. Đúng rồi qua tử, buổi tối người mới đi, dậy sớm như thế chẳng phải là muốn cùng cân luyện công sao? Có lẽ là đã quá tin tưởng Bùi Vũ Phu nên Bùi Đông Lai cho rằng trận đấu này người chết sẽ lảo đanh. Bùi Vũ Phu gật gật đầu, lại lắc đầu, nói. Ngày đó ta đã nói với con rằng Bùi Gia Quyền tổng cộng có 3 loại vũ khí, ngày đó ta dạy cho con thất thương là loại thứ nhất, hôm nay ta sẽ đem 2 chiêu còn lại dạy cho công. Ân. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì trong lòng Bùi Đông Lai cảm thấy có chút bất an. 3 loại vũ khí này không có liên quan đến nhau, hôm nay ta sẽ dạy lại cho công, nếu cơ nhiều được thì nó sẽ có ích cho công. Dường như đã thấu hiểu tâm tuổi Bùi Đông lên nên Bùi Vũ Phu giải thích. Ngày đó sở dĩ không dạy hết cho con là bởi vì sợ con phân tâm, không thể chú tâm mà luyện thất thương. Vậy à, Bùi Đông lên gây vậy thì tai ư bất an trong lòng liền biến mất, mang theo vài phần chờ mong hỏi. Là 2 loại vũ kỹ gì thế? Loại thứ 2 của Bùi Gia Quyền chính là lôi đình, tên cũng như ý nghĩa, ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay đó là lôi đình nhất kích, tất phải đánh gục địch nhân. Bùi Vũ Phu nghiêm mặt nói, một chiêu này là năm đó trên chiến trường giết giặc ông nội của con đã sáng chế ra, chú ý một kích giết chết. Uy lực tuyệt luân, là sát chiêu điển hình. Lợi hại vậy sao? Bùi Đông Lai bị lời nói của Bùi Vũ Phu làm cho cả kinh. Ừ, Bùi Vũ Phu gật đầu, nói. Kỳ thật thì lôi đình chính là do thất thương biến thành, thất thương chỉ là một quyền đánh ra ẩn chứa 7 tầng kinh lực liên miên không dứt. Tầng so càng mạnh hơn tầng trước, mà lôi đình lại đem toàn bộ 7 tầng kinh lực tụ lại một chỗ rồi bùng nổ, lôi đình nổ vang, một chiêu chí mạng. Dung hợp 7 tầng kinh lực cùng một chỗ rồi bùng nổ sao? Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai hoảng sợ, toàn hắn chưa luyện thành thục thất thương nhưng mà cũng hiểu được sự tinh diệu cho thất thương nhưng mà cũng có khuyết điểm chính là nếu gặp phải cường giả có thực lực mạnh hơn mình thì chỉ cần đối phương né tránh hoặc bản thân không thể phát kình thì bản thân sẽ gặp nguy. Mà hiện giờ, nếu đúng như lời của Bùi Vũ Phu nói, nếu dùng lôi đình để PKTH thì sẽ khiến đối thủ khó lòng đề phòng, trong nháy mắt sẽ lấy mạng đối phương. Ta sẽ đem phương thức phát kình cùng khẩu quyết nói lại cho công, cần phải ghi nhớ. Sau khi đầm chiêu lôi đình truyền cho Bùi Đông Lai, thì Bùi Vũ Phu liền nhắc nhở. Ta vừa mới nói qua, lôi đình chính là biến chiêu của thất thương cho nên trước khi nắm giữ phương thức phát kình của thất thương thì con không nên tùy tiện luyện tập lôi đình, chỉ cần nghiên cứu mối liên hệ giữa hai bên là được. Vâng, Bùi Đông Lai vốn là muốn thử, nhưng mà nghe Bùi Vũ Phu nói như thế thì lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Sau đó, Bùi Vũ Phu liền dạy cho Bùi Đông Lai loại vũ khí thứ 3. Võ học cũng giống như nước chảy đá mòn, không thể nóng lòng được, sau này còn cần phải nhớ lấy điểm này. Bùi Vũ Phu dặn dò Bùi Đông lên một câu. Hôm nay tới đây thôi, đi theo qua tử uống rượu. Được. Năm 12 tuổi thì Bùi Đông Lai lần đầu tiên uống rượu với Bùi Vũ Phu, uống đến say mềm. Kể từ lúc đó thì Bùi Đông Lai cũng thường uống rượu với Bùi Vũ Phu. Từ sau khi Bùi Đông Lai xuôi nam thì toàn hai người vẫn thường nói uống với nhau nhưng lại chưa có cơ hội để ngồi uống. Lúc này thấy Bùi Vũ Phu mang tới vài chai rượu cùng với mấy món mồi thì Bùi Đông Lai liền cười rồi bước lên cầm lấy. Qua tử, chúng ta không dùng lực để bước cồn ra à. Mở chai rượu ra, Bùi Đông Lai đưa một chai cho Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Pha cười ngây ngô, cầm rượu lên cũng không nói gì. Xô, Bùi Đông Lai hào khí ngất trời mở chai rượu rồi giơ lên. Cong, hai chai rượu va vào nhau. Hai người ngẩng cổ lên rồi bắt đầu uống. Soảng. Bùi Đông Lai đầm chai rượu ném qua một bên, vẻ mặt thích ý, nói. Thống khoái. Đông Lai, trước đây ta không lo được cho cần cơm no áo ấm, thậm chí là vanh hoa phú quý,
chỉ cho cơ Nhật Bà Ẩn cùng với vô số sự xem thường, còn có trách ta không? Bùi Vũ Phu tự ái nhìn vào Bùi Đông Lêm mở rượu, hỏi. Qua tử, người lại nữa rồi. Bùi Đông Lai tức giận chừng mắt nhìn Bùi Vũ Phu liếc mắt một cái. Bùi Vũ Phu ngây ngốc cười, lại hỏi. Thích cuộc sống bây giờ sao? Vâng. Theo bản năng thì Bùi Đông Lai gật đầu, rồi đưa chai rượu thứ hai cho Bùi Vũ Phu. Uống từng ngụm, ăn từng miếng. Có lẽ là đã lâu hai người không có ngồi với nhau nên hai người đều uống một cách tận hứng. Qua tử, đây là rượu gì vậy? Làm sao mà cân lại cảm thấy nóng thế? Đợi sau khi chỉ còn hai chai rượu thì Bùi Đông Lai hỏi. Đây là rượu mạnh nhất do Nam Xuân sản xuất, rượu mạnh, là rượu mè nhà thơ Lý Bạch ưa thích nhất. So với Bùi Đông Lai mè nhói thì mặc dù Bùi Vũ Phu không có vấn tóc lên nhưng mà khuôn mặt cũng có chút hơi hồng. Khi nói chuyện thì Bùi Vũ Phu đưa cho Bùi Đông Lai chai rượu cuối cùng, cười nói. Đông Lai, chúng ta hát bài Tương Tiến Tử của Lý Bạch đi. Được. Trước đây uống rượu với Bùi Vũ Phu thì Bùi Vũ Pha cũng đã từng hát qua bài này, lúc này nghe được Bùi Vũ Phu đề nghị thì Bùi Đông Lai liền cầm lấy chai rượu uống một hơi, cảm xúc dâng lên rồi hát. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến cao đường minh kính bài bạch phát, chiêu như thanh ta mộ thành tuyết. Lời cơ hào hung vang lên khắp tứ hợp viện. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tử, bôi mạc đình. Tới chỗ cao triều, giọng hát Bùi Vũ Phu trở nên lớn, hào khí ngất trời. Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tử, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Cha cầm cùng hát, rung động đến tâm can. Cong, bài hết, tiếng chạm lại vang lên, hai cha con ngồi cười, ngửa đầu lên mà ống. Soảng, rượu hết, bình rơi. Ha ha, Bùi Vũ Pha cười hào hùng, nhẹ lướt đi. Cha. Tương tiến tử, con đợi người trở về. Bên tai y vang lên tiếng cười hào hùng đầy khí phách của Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lên y nhẩn đầu nhìn trời, thì thào tự nói. Ngày 15 Tết là ngày Tết Nguyên Tiêu, khi màn đêm buông xuống, phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa, mọi người cùng nhau đi thả hoa đăng, ngắm đèn. Lúc này đây, trong tứ hợp viện của Tần gia thì mọi người vẫn tề tụ một chỗ. So với hôm 30 có một điểm khác nhau chính là hôm nay chỉ thiếu đi một người đó là Bùi Vũ Phu. Đông Lai a, nếu cha của cháu dám xuất ngoại nghênh chiến thì tự nhiên là nhắm chắc phần thắng. Trên bàn, Tần Hồng Sơn thấy Bùi Đông Lai có chút không an lòng thì mở miệng an ủi. Thời gian của chúng ta so với bên Châu Phơ thì sớm hơn 6 tiếng, hiện giờ bên đó mới khoảng 3 giờ chiều cho nên cháu không cần phải lâu lắng, uống rượu thôi. Vâng. Bùi Đông Lai cười gượng, hắn biết sở di Tần Hồng Sơn lại mời mình đến A Nhật Bà ỡ cơm gia đình tối nay là một mặt Tần Hồng Sơn không thể không có Bùi Vũ Phu mà bỏ rơi mình, càng quan trọng hơn là Tần Hồng Sơn biết được kết quả của cuộc chiến này sẽ được thông báo đến cho bản thân Bùi Đông Lai hắn nên Tần Hồng Sơn cũng muốn biết tin tức. Lúc này đây, trong lòng Bùi Đông Lêu luôn có một loại cảm giác bất an. Sau khi bữa cơm tối kết thúc thì con đầu của Tần Gia Hiền bưng bánh trôi hấp lên. Bùi Đông Lai lại không có cảm giác đoàn viên một chút nào, ngược lại sự lo lắng trong lòng hắn ngày càng đậm. Không riêng gì Bùi Đông Lai mà ngay cả Tần Hồng Sơn, Tần Tranh hai người cũng trầm mặc lại. Trầm mặc là bởi vì bọn hắn cũng có cảm giác không ổn, hiện giờ Tần gia đã đem toàn bộ đặt cược trên người cha cơ Nhật Bà Ùi ra. Nếu như Bùi Vũ Phu xảy ra chuyện gì thì tương lai của Tần gia cũng sẽ thay đổi. Đến lúc đó cho dù Tần gia có dựa vào năng lực trong mấy chục năm qua có thể bảo vệ vững căn cơ nhưng mà nếu muốn tiến thêm một bước nữa trên chính trường thì đó là việc không thể. Thấy được Bùi Đông Lai càng nhíu chặt mày thì bàn tay của Tần Đông Tuyết nắm lấy tay của Bùi Đông Lai, nàng muốn dùng phương thức này để an ủi Bùi Đông Lai. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Tần Đông Tuyết, không đợi Bùi Đông Lai nói gì cũng không đợi Tần Hồng Sơn tuyên bố ai Nhật Bà ánh trôi hấp thì một nam nhân trung niên đi vào. Nam nhân trung niên này là cận vệ của Tần Hồng Sơn, được xưng là đại nội thị vệ. Bá! Thấy được nam nhân trung niên kia xuất hiện thì mọi người liền nhìn về phía trước cửa. Trong đó, toàn bộ thành viên Tần gia đều ý thức được cái gì, chân mày bọn họ nhíu lại, tinh quang trong mắt lóe ra. So sánh với đám người Tần gia mè nhói thì Bùi Đông Lai càng nhíu chặt mày hơn. Bộp, bộp, bộp! Tiếng bước chân của nam nhân trung niên kia liền vang lên trong đại sảnh. Rất nhanh, nam nhân trung niên tên là Trăng Nam Ải kia liền bước đến bên cạnh Tần Hồng Sơn, cúi người, nói nhỏ.
Thủ trưởng, Long Nha bên kia truyền đến tin tức, Bùi Vũ Phu chết trận ở quốc ngoại. Khi nghe được tin tức này thì đồng tử của Tần Hồng Sơn liền tròn xoe, một loại cảm giác kinh ngạc liền đọng lại trên mặt của hắn. Bá! Bởi vì thính lực biến thái của mình nên Bùi Đông Lai đã nghe được câu nói của Trung Nam Ải, lúc này sắc mặt hắn liền biến đổi, rồi đứng lên, mang theo vẻ không thể tin nổi. Ông nói cái gì? Đối mặt với lời chất vấn của Bùi Đông Lai thì Trung Nam Ải không có hề răng, mà Tần Hồng Sơn thì hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm giác, giọng nói phức tạp. Vừa mới nhận tin tức, cha của cậu đã chết ở quốc ngoại. Dầm! Lời nói của Tần Hồng Sơn giống như là một quả bom ném thẳng vào đây, làm cho cả đại sảnh đang im lặng bỗng trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhau, Bùi Vũ Phu đã chết rồi sao? Không thể! Bùi Đông Lai không một chút suy nghĩ, hét lên một tiếng. Reng, reng! Nói xong thì điện thoại của hắn vang lên. Qua tử không thể xảy ra chuyện gì. Thấy được điện thoại rung lên thì Bùi Đông Lai vô cùng kích động rồi lấy điện thoại ra. Ngay sau đó, đồng tử của Bùi Đông Lai lại phóng lớn. Bởi vì, dãy số trên màn hình không phải là số đến từ nước ngoài mà là số của Quý Hồng. Sau khi Bùi Vũ Phu rời khỏi thì Bùi Đông Lai liền phân phó Quý Hồng và Đông binh đoàn Sa Tăng chú ý, thu thập tin tức của Bùi Vũ Phu, hai người luôn luôn không có báo lại cho Bùi Đông Lai mà hiện giờ vào lúc này Quý Hồng lại gọi điện thoại tới đây. Hô, hô, Bùi Đông Lai thở gấp. Sau đó tay phải hắn hơi run run mà nghe máy. Đông Lai, tin tức đã truyền về, Bùi Thúc đã chết ở châu Phi. Giọng nói của Quý Hồng trầm xuống. Lộp bộp, lại nghe được tin cái chết của Bùi Vũ Phu, trong lòng Bùi Đông Lai giống như bị một lưỡi dao cắt vào, vô cùng đau đớn đến tận xương tủy. Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy trắng, thân hình cũng run lên. Mặc dù đám người Tần Hồng Sơn không biết là ai gọi điện tới, mặc dù bọn hắn không biết được đối phương đã nói những gì nhưng mà thấy được biểu hiện của Bùi Đông Lai thì mọi người có thể xác định được đối phương bên kia đã nói cho Bùi Đông Lai biết Bùi Vũ Phu đã chết. Cô lấy tin tức này ở nơi nào? Tin tức này có chính xác không? Đã xác nhận chưa? Sau đó, Bùi Đông Lai liền lớn tiếng chất vấn, dường như hắn không tin Nhật Bảo Bùi Vũ Pha cứ như thế mà chết được. Tin tức là từ một tổ chức tình báo nước ngoài thu được. Đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng cắn chặt môi, trả lời. Chỉ lô nói cho cậu biết, còn chưa kịp xác nhận với những tổ chức tình báo khác. Không xác nhận thì cô nói loạn cái gì, lập tức đi xác nhận đi. Bùi Đông lên gây vậy, đỏ mắt, trầm giọng quát. Được, ngay sau đó. Dưới cái nhìn của toàn bộ thành viên Tần gia thì Bùi Đông Lai lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh rồi bấm một dãy số nhưng bởi vì quá mức kích động nên mỗi lần bấm đều là bấm sai cả. Đông Lai, không nên gấp gáp, Bùi Thúc không có việc gì. Tần Đông Tuyết vươn tay, bắt lấy tay trái của Bùi Đông Lai, muốn an ủi Bùi Đông Lai. Hô! Bùi Đông Lai liền thở ra một ngụm, để cho bản thân tỉnh táo lại rồi bấm số của Jason. Jason giáo quan! Ta mới vừa nghe nói cha ta chết ở châu Phi, tin tức là thật sao? Điện thoại được chuyển thì Bùi Đông Lai liền mở miệng hỏi, mặc dù hắn đã cố gắng khống chế tâm tình nhưng mà giọng nói của hắn vẫn tỏ ra lo lắng, có chút run run. Diêm La, tin tức là thật. Bởi vì Jason biết rõ sự việc quan trọng nên không có gọi Bùi Đông Lai là tiểu Bùi như những lần trước mà là gọi danh hiện của Bùi Đông Lai trong dòng binh đoàn Sa Tăng. Trước đây 5 phút thì ta cũng đã nhận được tin tức. Lúc sau ta còn dùng con đường khác của mình để xác minh tính chân thật của tin tức này, kết quả đều là những câu trả lời giống như, cha của cậu ở châu Phi đã bị Odin cùng với 8 cường giả trên thần bảng vây công, kết quả là cha của cậu chết trận còn đám người Odin toàn bộ đều bị trọng thương. Qua tử đã chết. Qua tử, người thật đã chết rồi. Xôn xao. Cả người Bùi Đông Lai rung mạnh, tay phải run lên, điện thoại vệ tinh liền rơi xuống đất. Bịch. Dưới ánh đèn. Cả người Bùi Đông Lai trở nên cứng ngắc, sắc mặt tỏ ra kinh hãi, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía trước. Cứ ngơ ngác như vậy mè nhìn. Giống như một pho tượng điêu khắc. Cùng lúc đó, sư phụ, Bùi Thúc chết rồi sao? Trong biệt thự ở Đông Hải, Quý Hồng mang theo vài phần không thể tin nổi cô độc phong ảnh. Không trả lời, cô độc phong ảnh khoanh tay đứng ở sát cửa sổ, sắc mặt phức tạp, bên tai không ngừng vang lên giọng nói ngày đó của Bùi Vũ Phu.
Năm đó trước lúc chết thì Vãn Tình đã nói cho ta phải để Đông Le ở xa trốn phân tranh, để nó có được cuộc sống của một người bình thường nên ta đã mây đành ẩn thích 18 năm. Sau đó ta lại phát hiện Đông Lai không cam lòng làm người bình thường, vì thế nhiều lần ta ỏi nó, cuối cùng nó lại chọn con đường hiện tại, điều này đã làm ta thay đổi quyết định. Cường giả, mặc dù là mạnh hơn người bình thường nhưng mà trên lưng đã mang theo số mệnh. Nếu nó đã lựa chọn con đường cường giả thì nó chẳng những phải có thực lực cường đại mà nó cần phải có lòng của một cường giả, có như thế thì nó mới có thể hoàn thành được sứ mệnh của mình. Có một số việc, bản thân nó thích hợp làm hơn ta. Nhưng mà, cơm cần ăn từng miếng, đường cần đi từng bước. Vì thế ông mới đi sao? Phu phu, ta không tin ông chết. Cô độc phong ảnh từ từ mở miệng, giống như là trả lời Quý Hồng cũng giống như là tự nói một mình. Tiểu Tranh, Tiểu Phong, hai đứa theo ta đến thư phòng. Mắt thấy Bùi Đông Le như là bị mất linh hồn thông thường đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích thì Tần Hồng Sơn liền trầm giọng nói với hai người Tần Tranh và Tần Phong. Bá! 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 Tần Hồng Sơn, Tần Tranh cùng Tần Phong ba người lần lượt đứng dậy rồi rời đi. Trong đó Tần Hồng Sơn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Bùi Đông Le một cái, mà là vẻ mặt của hắn tỏ ra ngưng trọng. Còn Tần Tranh thì không nhịn được mè nhìn sang Bùi Đông Lê một cái, đồng thời trong lòng thầm hỏi, Bùi Vũ Phương thật sự chết rồi sao? Không riêng gì Tần Tranh, giờ khắc này, trừ Bùi Đông Lai ra thì toàn bộ mọi người đều tự hỏi. Không có đáp án. Ba người Tần Hồng Sơn rời khỏi, toàn bộ mọi người của Tần gia đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Giờ khắc này, trừ Tần Yến ra thì toàn bộ mọi người đều như có suy nghĩ cái gì đó. Dường như đang tự hỏi sau khi Bùi Vũ Phu chết thì sẽ đem lại phản ứng dây chuyền như thế nào. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Bùi Đông Lai đều tỏ ra vẻ không đồng tình. Đúng vậy. Một chút cũng không có. Trên mặt bọn hắn tràn ngập sự vui sướng khi người gặp họa. Cảm giác kia giống như đang nói, Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, không phải mày rất nghiêu sao? Hiện tại người cha của mày đã mất, bọn tao xem mày còn nghiêu cái gì nữa? Đông, Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai giống như là một cái xác không hồn thì Tần Đông Tuyết đỏ mắt, vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa vào khuôn mặt Bùi Đông Lai. Đông Tuyết, qua qua tử đã chết rồi sao? Hai mắt Bùi Đông Lai đỏ bừng, mờ mịt nhìn về phía Tần Đông Tuyết, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống. Lúc nãy nghe được Tần Hồng Sơn nói Bùi Vũ Phu đã chết thì hắn không tin. Sau đó, nghe Quý Hồng nói thì hắn vẫn không tin. Hắn không tin một người có thể lúc nào cũng tiến vào trạng thái nhập thần, một người dùng ba chiêu để giết chết Hạ Nhẫn sẽ chết. Nhưng mà, từ ở trong miệng Jason biết được Bùi Vũ Phu bị tám cường giả trên thần bảng vây công thì lòng tin của hắn đã biến mất. Đông Lai, Đông Lai. Bên tai y vang lên giọng nói khàn khàn của Bùi Đông Lai, nhìn nước mắt trên mặt Bùi Đông Lai thì Tần Đông Tuyết liền ôm lấy Bùi Đông Lai. Nàng biết được. Người gọi là Bùi Vũ Phu kia có địa vị như thế nào trong lòng của Bùi Đông Lai. Bọn họ là cha công, lại càng giống như bạn bè. Nàng không thể tưởng tượng được khinh gây cái chết của Bùi Vũ Phu thì trong lòng của Bùi Đông Lai sẽ bị đả kích như thế nào. Nàng biết, hắn rất đau, nhất định là ớt đau. Thấy một màn như thế thì cách đó không xa, hai mắt của Tần Yến đỏ bừng, nàng muốn lên an ủi Bùi Đông Lai nhưng cuối cùng nàng lại bỏ qua suy nghĩ này. Mà đám người Tần gia kia thấy một màn như thế thì đều thở dài. Từ trong lòng bọn hắn mẻ nhói thì trừ việc Bùi Vũ Phu bảo vệ cho Bùi Đông Lai ra, trừ quang vinh của Bùi Vũ Phu thì những chuyện làm của Bùi Đông Lai đủ để bọn họ dùng từ kỳ tích để hình dung. Nhưng mà, bọn họ biết được dù Bùi Đông Lai có xuất sắc mấy đi chăng nữa thì trong nửa năm qua hắn cũng đã đắc tội với nhiều thế lực. Cho nên, nếu bây giờ không còn sự chế trở của Bùi Vũ Phu nữa thì bọn hắn có thể nghĩ đến kết cục của Bùi Đông Lai sẽ thê thảm đến mức nào. Chết thì cũng đã chết rồi, có cần phải khóc lên khóc xuống như vậy không? Im lặng trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Bá! Giọng nói vừa vang lên thì trừ Bùi Đông Lai ra thì toàn bộ mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Người vừa lên tiếng là Tần Kha. Nàng rất hận Bùi Đông Lai nhưng mà nàng cũng biết bản thân mình không thể làm gì được hắn. Nhưng mà, hiện giờ nghe nói Bùi Vũ Phu đã chết, thấy được Bùi Đông Lai giống như là một cầm cầu ngồi đây khóc thì nàng liền mát lòng mát dạ, không kìm lòng được mà mở miệng châm chọc. Dường như nàng muốn nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Bùi Đông Lai. Tần Kha, cô nói cái gì đó? Thấy được khuôn mặt xấu xa của Tần Kha,
Không đợi Tần Đông Tuyết mở miệng thì Tần Yến liền lên tiếng, vẻ mặt của nàng tỏ rất tức giận giống như lúc nào cũng có thể bạo phát vậy. Ông nội đã nói Bùi Vũ Phu chết rồi, nhưng mà có một người không tin, là tôi xe hồi, chính xác ra là không thể chấp nhận được sự thật này. Bốp! Ngay sau đó, không đợi Tần Kha Nôi hết lời thì Tần Yến đã nổi giận, bước lên tát vào mặt Tần Kha một cái. Mày câm miệng lại cho tao. Tần Yến, cô! Tần Kha, nếu như cô còn dám nói một câu nữa thì ta sẽ giết cô. Tần Đông Tuyết mở miệng cắt đứt lời nói của Tần Kha, ánh mắt giống như một con đao nhìn vào Tần Kha, giọng nói lạnh như băng. Tây giết cô! Nghe được giọng nói như đinh đóng cột của Tần Đông Tuyết, cảm nhận được sát khí của Tần Đông Tuyết thì Tần Kha liền sợ tới mức đem lời nói kia nuốt lại vào bụng, mẹ những người khác thì tỏ ra khiếp sợ nhìn vào Tần Đông Tuyết. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Đông Tuyết nhìn về phía Tiếu Ái Linh, mặt không đổi sắc, nói. Mẹ, cần cùng Đông Lai đi trước. Tiếu Ái Linh nghe vậy, lập tức đi đến trước người Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết, sắc mặt phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai, nói. Đông Lai! Hô! Nghe được tiếng kêu của Tiếu Ái Linh thì Bùi Đông Lai nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi. Sau đó, hắn mở mắt ra, vẻ bi thương trên mặt hắn đã biến mất, nếu có thì chính là sự bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Thấy một màn như vậy thì Tiếu Ái Linh không nói gì nữa. Dì Tiếu, dì, cảm ơn hai người. Bùi Đông Lai kẽ gỡ bàn tay của Tần Đông Tuyết ra rồi bước đến trước mặt Tần Yến và Tiếu Ái Linh cúi đầu. Làm xong chuyện này, hắn liền chủ động nắm lấy tay Tần Đông Tuyết, mang theo Tần Đông Tuyết bước ra ngoài. Đông Tuyết! Mắt thấy Tần Đông Tuyết muốn đi theo Bùi Đông Lai thì vợ của Tần Phong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiếu Ái Linh, thấy Tiếu Ái Linh không phản ứng thì bà ta liền hô to. Tôi sinh ra là người Bùi gia, chết là quỷ của Bùi gia. Nghe thấy tiếng hô kia thì Tần Đông Tuyết không có dừng bước, thậm chí cũng không quay đầu lại. Nàng nắm chặt bàn tay của Bùi Đông Lai. Nói xong, nàng và Bùi Đông Lai biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ái Linh, làm sao cô có thể để cho Đông Tuyết đi cùng hắn? Mắt thấy Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết rời đi thì vợ của Tần Phong liền nổi nóng. Không chỉ một mình bà ta mà vẻ mặt của các thành viên Tần gia cũng tỏ ra lo lắng. Ở bọn hắn xem ra mất đi Bùi Vũ Phu ôi thì đối mặt với những địch nhân kia thì Bùi Đông Lai chỉ có một con đường chết. Cho nên, khơ thấy Tần Đông Tuyết theo sát Bùi Đông Lai như vậy thì nhiều y sẽ tạo ảnh hưởng đối với Tần gia. Đối mặt với câu hỏi kia thì Tiếu Ái Linh khẽ thở dài, nói. Nó yêu chính là Bùi Đông Lai chứ không phải là gia thế Bùi gia. Mọi người ngạc nhiên. Trong thư phòng tứ hợp viện Tần gia, ba người Tần Hồng Sơn, Tần Tranh, Tần Phong sau khi gây được cái chết của Bùi Vũ Phu Tỳ liền bắt đầu bàn bạc. Cha, Toàng Long Nha và Đông Lai đã xác nhận cái chết của Bùi Vũ Phú nhưng mà con đề nghị chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, cần phải bình tĩnh ngồi xem tình thế phát triển. Tần Tranh nói ra quan điểm của mình. Tần Phong khó hiểu hỏi. Vì sao? Có hai nguyên nhân. Tần Tranh nghiêm mặt nói. Thứ nhất, khi còn sống thì Bùi Vũ Phu đã là một truyền kỳ. Con không tin nhắn sẽ khinh địch như vậy. Nếu như hắn không chết, mà chúng ta lại mù quáng thay đổi kế sách thì vĩnh viễn sẽ mất đi thế lực phía sau màn của Bùi Vũ Phu ủng hộ, thậm chí chúng ta sẽ phải chịu sự trả thù của Bùi Vũ Phu. Thứ hai, nếu là Bùi Vũ Phu đã chết thì chúng ta cũng không cần nóng lòng mà hãy để thời gian chứng minh. Bùi Vũ Phu ẩn lại hiểu được, một khi hắn chết thì cần của hắn sẽ bị trả thù như thế nào. Kể từ đó ngay khi Đông Lây Lâm vào tuyệt cảnh thì nếu như hắn không hiện thân thì chứng minh hắn đã chết rồi. Đến lúc đó, chúng ta tính toán cũng không muộn. Ta cũng nghĩ như vậy. Nghe Tần Tranh nói như thế thì Tần Hồng Sơn mở miệng tỏ thái độ. Cùng lúc đó, trong căn cứ Long Nha, Long Vương Diệp Cô Thành đứng trong màn đêm, không ngừng suy nghĩ cái chết của Bùi Vũ Phu. Reng, reng, điện thoại vang lên. Diệp Cô Thành lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là Diệp Thạch. Bùi Vũ Phu thật sự chết rồi sao? Điện thoại được chuyển, giọng nói của Diệp Thạch mang theo vài phần vui mừng mà ỏi. Ừ, nhận thấy được vẻ hưng phấn trong giọng nói Diệp Thạch thì Diệp Cô Thành nhíu mày rồi trả lời, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Reng. Sau đó, không đợi Diệp Cô Thành cất điện thoại thì tiếng chuông khác lại vang lên. Lúc này, không phải là cuộc gọi đến. Là tin nhắn. Vũ Phu, là ông sao? Thấy nội dung tin nhắn thì Diệp Cô Thành lâm vào trầm tư.
Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác đã đến tháng 3, nhiệt độ ở Đông Hải đã bắt đầu tăng trở lại. Trên đường phố, Ngô Vũ Trạch đang ngồi trên chiếc Camry, hắn cũng không có xăm soi mấy cô gái ngoài đường, mà là cau mày, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Không riêng gì hắn, mà Cổ Văn Cảnh cùng Trang Bích Phàm cũng tỏ ra nặng nề. Tất cả chuyện này bởi vì bọn họ biết được chuyện xảy ra của Bùi Đông Lai. Sau khi biết được tin Bùi Vũ Phu chết thì ba người liền đến biệt thự quận Gôn, từ sau khi Từ Yên Kinh về thì Bùi Đông Lai luôn ở lại đây, đây chính là biệt thự mà Hạ Hà mua lại cho Hạ Y Na. 40 phút sau, ô tô đi vào biệt thự quận Gôn. Trước cửa biệt thự, thấy được ba người Ngô Vũ Trạch đến thì Hạ Y Na liền bước lên chào hỏi. Đông Lai sao rồi? Xuống xe thì Ngô Vũ Trạch vội vàng hỏi, mà hai người Trang Bích Phàm, Cổ Văn Cảnh cũng tỏ ra lo lắng nhìn vào Hạ Y Na. Vẫn như vậy, cả ngày tự giam mình ở trong thư phòng. Hạ Y Na khẽ cắn môi, đôi mắt có chút phiếm hồng, sau khi nàng biết được tin tức Bùi Vũ Phu chết thì nàng cùng Hạ Hà liền đi tới Đông Hải. Nhưng mà, ở trong 10 ngày qua, mặc dù Bùi Đông Lai không có lộ ra vẻ bi thương nhưng mà Thủy Chung vẫn không rời khỏi nhà. Mỗi ngày đều giam mình ở trong thư phòng, hút rất nhiều thuốc, trầm mặc ít nói, giống như là một người khác. Bởi vì nàng đã từng chịu tang cho cha của mình nên nàng hiểu được tâm tình lúc này của Bùi Đông Lai. Khi đó nghe được tin Hạ Hà mất đi thì bên cạnh nàng vẫn còn Tống Hân là mẹ của nàng, nhưng mà Bùi Đông Lai mất đi Bùi Vũ Phu thì sẽ không còn người thân nào. Cho nên, nàng biết được Bùi Đông Lai vô cùng đau lòng, nhưng mà phần đau lòng ấy đã được Bùi Đông Lai giấu đi. Nghe được Hạ Y Na nói như thế, thấy được bộ dạng buồn bã của Hạ Y Na thì ba người Ngô Vũ Trạch đều cảm thấy xót xa. Cậu ta đang ở thư phòng, tớ mang mọi người đi vào. Hạ Y Na điều chỉnh cảm xúc rồi đi trước dẫn đường. Mấy phút sau, ba người Ngô Vũ Trạch gặp được Bùi Đông Lai trong thư phòng. Bùi Đông Lai ngồi trên ghế, miệng ngậm thuốc, trước mặt hắn là gạt tàn chứa đầy tàn thuốc, Tần Đông Tuyết ngồi bên cạnh hắn. Cũng không ngăn cản hắn mà lại yên lặng làm bạn với hắn. Đông Lai. Thấy bộ dạng phờ phạc của Bùi Đông Lai thì ba người Ngô Vũ Trạch đều cảm thấy có chút áp lực. Ngồi đi. Bùi Đông Lai bóp tắt thuốc lá, ý bảo ba người ngồi xuống. Mọi người nói chuyện với nhau đi, tớ cùng Y Na đi pha trà. Tần Đông Tuyết đứng dậy rồi nói. Bùi Đông Lai giữ im lặng gật gật đầu. Sau khi Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na rời đi thì ba người Ngô Vũ Trạch muốn nói cái gì nhưng mà sau khi hé răng ra thì bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì bọn hắn đều biết, luận về tâm lý, luận về tố chất thì Bùi Đông Lai lại mạnh hơn bọn hắn. Văn Cảnh, ca không có mặt, lão hiệu trưởng có nói gì không? Không khí áp lực, Bùi Đông Lai mở miệng nói trước. Cổ Văn Cảnh lắc lắc đầu, nói. Ông nội để cho ca chuyển lời với chú. Trên thế giới này không có việc gì là làm không được, chờ sau khi chú làm xong việc của mình thì chú có thể đi học lại, cũng có thể bỏ học mà làm những chuyện chú thích. Bất kể chú làm cái gì thì ông nội luôn ủng hộ chú. Nghe được Cổ Văn Cảnh nói như thế, trong đầu hiện ra hình ảnh thân quen của Cổ Bồi Nguyên, nhìn thấy được ba người anh em tốt ngồi trước mặt thì Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp. Văn Cảnh, giúp ca chuyển lời cảm ơn đến lão hiệu trưởng. Trong lòng rất ấm áp, Bùi Đông Lai nói. Cũng cảm ơn các chú. Đông Lai. Nghe được Bùi Đông Lai nói cảm ơn thì Ngô Vũ Trạch liền phát hỏa. Chú đã từng giúp ca và Trang Bích Phàm nhiều lần, lúc ấy chú cũng không cho bọn ca nói cảm ơn với chú. Hiện giờ chú gặp khó khăn, bọn ca lại không thể giúp chú, chỉ có thể lo lắng suông, thế mà chú lại nói cảm ơn. Chú có coi bọn ca là anh em hay không? Hô! Nghe được lời của mắng và răn dạy của Ngô Vũ Trạch thì thân thể Bùi Đông Lai khẽ run lên. Hắn phun ra một hơi rồi cười khổ nói. Thật xin lỗi. Đông Lai. Không đợi Bùi Đông Lai đem nói cho hết lời, Ngô Vũ Trạch lại quát. Bọn ca đến đây không phải là để nghe lời cảm ơn cùng xin lỗi của chú. Bùi Đông Lai trầm mặc. Bởi vì cha của ca còn sống nên ca không thể hiểu được tâm tình bây giờ của chú. Ngô Vũ Trạch thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, cắn chặt răng, nói. Nhưng mà, chú không nên giống với đàn bà. Cả ngày cứ giam mình trong phòng, không dám đối mặt với sự thật. Có ngông nghênh, không có ngạo khí, có dã tâm, đừng nói suông, đính mức, không kiêu ngạo không nóng nảy. Đây chính là những lời đánh giá của lão hiệu trưởng đối với chú. Nói xong, Ngô Vũ Trạch trở nên vô cùng kích động.
Nhưng mà ở trong lòng bọn ca đây thì những lời đánh giá kia vẫn còn chưa đủ. Bởi vì chú chính là tấm gương học tập của bọn ca, là mục tiêu để bọn ca đuổi theo, càng là niềm kiêu ngạo của bọn ca. Bọn ca có một người anh em như chú cũng đủ để bọn ca cảm thấy kiêu ngạo rồi. Chúng ta không muốn thấy chú là một người không có ý chí chiến đấu, không có hào khí. Hai tay Ngô Vũ Trạch ấn vào bàn, tức giận mà giống lớn. Thân là anh em của chú, chúng ta muốn nhìn thấy một người vì người con gái của mình mà phấn đấu, cố gắng đi lên. Ở trước khó khăn cũng không cúi đầu, cũng không chịu thỏa hiệp, đối mặt với địch nhân cũng không lùi bước, đó mới chính là Bùi Đông Lai. Vũ Trạch, tuy rằng chúng ta là anh em không cần phải nói lời cảm ơn nhưng mà hôm nay ca phải cảm ơn các chú. Bùi Đông Lai lại rút ra một điếu thuốc, tự giễu cười. Kỳ thật ca đều không phải giống như lời của các chú, bởi vì các chết của cha ca mà cảm thấy sụp đổ, cũng không phải bởi vì nghĩ đến sự trả thù của đám người kia. Vậy chú, nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì cả ba người Ngô Vũ Trạch thầm mắng mình hồ đồ. Sau đó vẻ mặt tỏ ra nghi ngờ nhìn vào Bùi Đông Lai, không biết vì nguyên nhân gì mà Bùi Đông Lai lại tự giam mình ở trong phòng cả 10 ngày. Mấy ngày nay ca vẫn suy nghĩ về một vấn đề. Bùi Đông Lai phun ra một ngụm khói, trầm giọng nói. Nhưng mà cho đến bây giờ ca vẫn chưa hiểu ra. Vấn đề gì? Lúc này đây mở miệng chính là Cổ Văn Cảnh. 20 năm trước, cha của ca tại Hắc Đạo và giới võ học của Trung Quốc có thể hô phong hoán vũ, nhưng mà bởi vì mẹ của ca mà người đã tự phế đi một chân, hơn nữa cũng bởi vì một câu nói của mẹ ca mà người đã cam lòng bỏ đi hết thảy, mang ca trở về núi lớn để quy ẩn. Bùi Đông Lai một bên hút thuốc, một bên nói. Năm trước, người lại vì ca mà rời núi. Ngay từ đầu thì người vẫn một mực lặng lẽ ở sau lưng mà chú ý đến từng bước chân của ca, thẳng cho đến khi ca bước vào khách sạn Yên Kinh thì người mới hiện thân. Dùng một phương thức không thể tưởng tượng được để hạ nhục Diệp gia. Năm trước, giới võ học Nhật Bản muốn rửa mối nhục 20 năm trước nên đã xuất động, hai thầy trò Y Hạ Nhẫn hướng về hai cha con của ca mà khiêu chiến. Nói tới đây, vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra phức tạp, chân mày cũng nhíu lại. Trận chiến ấy thì ca cửu tử nhất sinh, nhưng mà trong lúc ấy, bởi vì quang vinh của giới võ học Trung Quốc, cũng bởi vì uy nghiêm của Bùi gia mà người không có ra tay cứu ca, cứ tùy ý để cho ca tự sinh tự diệt. Bá! Nghe Bùi Đông Lai nói những lời này thì sắc mặt ba người Ngô Vũ Trạch biến đổi, vẻ mặt khiếp sợ. Cảm giác kia giống như những lời này nếu không phải là từ chính miệng Bùi Đông Lai nói ra thì đánh chết bọn hắn cũng không tin. Trên đời này có người cha nào nhẫn tâm thấy con mình chết mà không cứu đâu. Không những thế, đêm 30 Tết, người đã nhận được chiến thư. Lấy trí tuệ của người thì có thể nhìn ra đó chính là một âm mưu quỷ kế, nếu người nghênh chiến thì rất có thể sẽ táng thân ở nước ngoài. Thậm chí, người cũng đã nghĩ đến việc một khi bản thân người mất đi ở nước ngoài thì ở trong nước bản thân ca sẽ bị các thế lực khác tiến hành trả thù, mạng ở sớm tối. Nói tới đây, Bùi Đông Lai hung hăng bóp tắt tàn thuốc, vẻ mặt hơi kích động. Nhưng mà, cho dù biết hết tất cả chuyện này thì người vẫn lựa chọn nghênh chiến, một mình đi ra nước ngoài, cuối cùng lại bỏ mạng ở bên ngoài. Lại nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì ba người Ngô Vũ Trạch trực tiếp bị sợ ngây người. Ca biết, nếu người không nghênh chiến thì người sẽ ném đi mặt mũi của giới võ học, ném đi mặt mũi của người Trung Quốc, hơn nữa những thế lực ngầm kia sẽ làm ra những chuyện cực đoan, vì không muốn chuyện đó xảy ra nên người chấp nhận rời đi. Nói tới đây, Bùi Đông Lai vô lực nhắm mắt, giọng nói run rẩy. Nhưng mà các chú nói, người không phải là quân nhân cũng không phải là công bộc của nhân dân, thế nhưng mà không tiếc mạng sống của mình và con trai của mình để bảo vệ quốc qua. Các chú nói đi. Người làm như vậy là đáng giá sao? Đáng giá sao? Ba người Ngô Vũ Trạch thầm hỏi lương tâm của mình. Không có đáp án. Nhưng mà bọn hắn không kìm lòng được mà tỏ ra khâm phục vì hành động của Bùi Vũ Phu. Hiện giờ người đã chết, người đã lấy được sự khâm phục của các chú, đồng thời người còn nhận được sự khinh thường của nhiều người. Những người đó sẽ cho rằng người đã làm ra một chuyện quá ngu xuẩn. Châm chọc hơn là trong số những người này lại có không ít người hưởng thụ đặc quyền. Nếu nói bảo vệ quốc gia thì bọn hắn cần phải đi làm, mà bây giờ bọn hắn không những quan tâm đến ích lợi của mình, đã không đi làm thì thôi, lại còn xem người như là một kẻ thiếu não. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai liền đứng dậy, hai tay nắm chặt, giống như là một con sư tử bị chọc giận, khàn giọng gầm lên. Các chú nói cho ta biết, có đáng giá không?
Bởi vì từ nhỏ sinh ra bần hàn, Bùi Đông Lai từ nhỏ chịu đủ sự lạnh nhạt. Bởi vì không muốn để cho người khác nhìn Bùi Vũ Phu bằng ánh mắt xem thường nên Bùi Đông Lai đã cố gắng. Cố gắng, tiếp tục cố gắng. Bởi vậy mà thành tích học tập của hắn luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Thẳng cho đến khi bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Phi trong cơ thể hắn, khiến cho tâm lý của hắn bị quấy nhiễu, thành tích học tập bị xuống dốc, trở thành trò cười trong Trầm Thành Nhất Trung. Một năm đó càng khiến cho hắn cảm nhận được sự thật của cuộc đời. Sau đó, khi hắn dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi xong thì bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng tính cách của Tiêu Phi cho nên hắn đã hiểu được ý nghĩa của từ bảo vệ quốc gia. Nhưng mà, hiện tại, sau khi Bùi Vũ Phu mất đi thì một ít thứ trong linh hồn của Tiêu Phi đối với Bùi Đông Lai đã biến thành mơ hồ, thế cho nên trong hơn 10 ngày qua thì hắn vẫn tự nhốt mình ở trong phòng. 10 ngày qua, hắn vẫn không nghĩ được. Các chú nói cho ca biết, có đáng giá không? Tiếng gào thét của Bùi Đông Lai giống như là tiếng sấm, nổ vang khắp cả thư phòng. Ngoài cửa thư phòng, Tần Đông Tuyết đang bưng trà vào nghe vậy thì liền chau mày, sau đó nhìn sang Hạ Y Na rồi lắc đầu. Thấy Tần Đông Tuyết lắc đầu thì Hạ Y Na cũng không hỏi nhiều mà cùng Tần Đông Tuyết rời đi. Trong thư phòng, đối mặt với câu hỏi của Bùi Đông Lai thì Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh, Trang Bích Phàm cũng không biết trả lời như thế nào. Trước đây, nếu dựa vào sách giáo khoa, dựa vào những gì bọn hắn học được từ miệng của những thầy, cô giáo thì bọn hắn cho rằng Bùi Vũ Phu làm như vậy là đáng giá. Nhưng mà thời đại bây giờ đã khác, người có tiền, có quyền lực là người được lên tiếng cho nên bọn hắn cảm thấy được Bùi Vũ Phu làm như vậy là không đáng. Cùng lúc này, trong thư phòng của Tần gia, Tần Hồng Sơn, Tần Tranh cùng Tần Phong đang ngồi lại với nhau. Cha, tối hôm qua đã triển khai hội nghị. Trải qua một thời gian thì hội nghị đã quyết định bắt đầu tiến hành hành động quét đen đánh ác tạo hắc đả ác trong phạm vi cả nước. Tần Phong hướng Tần Hồng Sơn hỏi. Đây chính là màn khởi đầu của Diệp gia sao? Ừ. Tần Hồng Sơn gật gật đầu. Bùi Đông Lai ở trên lôi đài đã đánh khiến cho Diệp Thiên trở nên tàn phế, khiến cho người ở Diệp gia không có cơ hội chen chân vào Long Nha. Điều này đã vượt qua giới hạn của Diệp gia, trong khách sạn Yên Kinh. Bùi Vũ Phu hiện thân rồi lại hạ nhục Diệp gia, lúc ấy Diệp gia giận mà không dám nói gì. Hiện giờ, tin Bùi Vũ Phu đã chết truyền ra hơn 10 ngày, mà vẫn không thấy Bùi Vũ Phu hiện thân, nói vậy thì người của Diệp gia đã cho rằng Bùi Vũ Phu đã chết nên bắt đầu muốn lấy lại vốn. Cha, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tần Phong hỏi. Tần Hồng Sơn không, mà là nhìn về phía Tần Tranh, hỏi. Tiểu Tranh, nói cách nghĩ của con đi. Cha. Tuy rằng hiện tại Bùi Vũ Phu vẫn chưa hiện thân, cũng không có tin tức chứng minh hắn còn sống nhưng mà cá nhân con cho rằng chúng ta không nên nóng vội mà tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt. Vẻ mặt Tần Tranh tỏ ra cơ trí, nói. Thế lực sau lưng Bùi Vũ Phu hoàn toàn chưa trồi lên mặt nước, điểm này chúng ta không thể đoán trước được. Nhưng mà đối với lửa giận bây giờ của Diệp gia sẽ khiến cho Bùi Đông Lai phải lâm vào tuyệt cảnh, tới khi đó nếu như Bùi Vũ Phu vẫn không có xuất hiện thì điều đó đã chứng minh rằng hắn đã chết. Sau đó chúng ta làm ra kế sách để ứng phó cũng không muộn. Như vậy có phải là quá cẩn thận hay không? Tần Phong đưa ra nghi ngờ. Chúng ta có thể nghĩ đến, chắc Diệp gia cũng nghĩ được. Ta sợ đến lúc đó, cho dù chúng ta có muốn hòa hoãn với Diệp gia thì Diệp Thạch cũng sẽ không nguyện ý, trừ khi chúng ta trả một cái giá lớn. Diệp Thạch tuyệt sẽ không làm như vậy. Tần Tranh khẳng định, trừ mối thù của Diệp gia với Bùi gia thì vẫn còn đó Bạch gia. Diệp Bạch hai nhà tranh đấu không phải là ngày một ngày hai, lần trước Phong Ba tại khách sạn Yên Kinh, hành động của Bạch gia đủ để mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên căng thẳng hơn. Kể từ đó, Diệp gia lựa chọn chúng ta làm đồng minh hay địch nhân thì không cần nói cũng biết. Tiểu Tranh A, Tần gia có con tiếp nhận, ta cũng yên tâm rồi. Tần Hồng Sơn nghe vậy thì không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Nghe Tần Hồng Sơn nói như thế thì trên mặt Tần Phong không có một chút điểm không cam lòng nào. Nếu có thì chính là tự trách vì bản thân đã không nhìn xa trông rộng như Tần Tranh. Cùng lúc đó, Nạp Lan Trang Viện, gia chủ của Nạp Lan gia là Nạp Lan Dịch Đức triệu tập Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Ngũ Khải cùng toàn bộ thành viên của Nạp Lan gia, dự hội nghị gia đình. Dựa vào tin tức ở Yên Kinh truyền đến thì mặt trên chuẩn bị hành động tảo hắc rồi. Nạp Lan Dịch Đức ngồi ở ghế thái sư, trầm giọng nói. Tin tức Bùi Vũ Phu đã chết cũng đã hơn 10 ngày rồi mà đến bây giờ hắn vẫn còn chưa hiện thân,
chắc là Diệp gia đã cho rằng Bùi Vũ Phu đã chết, do đó muốn thông qua con đường tảo hắc để thực hiện trả thù đối với con trai của Bùi Vũ Phu. Từ sau khi quan hệ giữa Nạp Lan gia và Bùi gia tan vỡ thì Nạp Lan gia luôn lo lắng Bùi gia trả thù, mọi người trong Nạp Lan gia luôn cảm thấy bất an. Hiện giờ, nghe Nạp Lan Dịch Đức nói như thế thì tất cả mọi người đều âm thầm thở phào, trên mặt còn lộ ra nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Ngày hôm nay bọn hắn đã đợi rất lâu rồi. Tuy rằng hành động tảo hắc lần này hướng về phía Bùi Đông Lai nhưng mà để tránh cho phiền toái không cần thiết và để giảm bớt tổn thất nên vài ngày tới tạm dừng công việc làm ăn đi, đồng thời để cho người ở phía dưới nên thành thật một chút. Nạp Lan Dịch Đức làm ra chỉ thị. Trường Sinh, con nói cho người ở phía dưới biết nếu có người tranh thủ thời gian này mà gây ra phiền toái cho Nạp Lan gia chúng ta thì Nạp Lan gia chúng ta cũng không sợ phiền hà đâu. Vâng thưa cha. Nạp Lan Trường Sinh vội vàng lên tiếng, theo sau lại hỏi. Cha, tiểu tử Bùi Đông Lai kia hiện đang nắm hắc đạo ở vùng Tam Giác Trường Gia và Nam Cảng, hiện giờ bên trên đã động thủ, hắn rớt đài là điều tất nhiên. Cha nói, chúng ta có nên lợi dụng cơ hội lần này để xuôi Nam không? Đây cũng chính là nguyên nhân của cuộc họp này. Trong con ngươi Nạp Lan Dịch Đức lóe ra một tia tinh quang, Nạp Lan Dịch Đức muốn xuôi Nam cũng không phải là ngày một ngày hai. Hiện giờ đây chính là một cơ hội trời cho, Nạp Lan Dịch Đức có thể buông tha sao? Cùng lúc đó, Nạp Lan Minh Châu không tham dự hội nghị của Nạp Lan gia cũng không vì thế mà buồn lòng, ngược lại nàng giống như là ăn phải thuốc nàng vô cùng hưng phấn. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây, mày nằm mơ cũng thật không ngờ thằng cha què của mày lại đi nhanh như vậy. Hưng phấn rất nhiều, Nạp Lan Minh Châu đang nhớ đến cảnh tượng Bùi Đông Lai hạ nhục nàng. Bên ngoài có thần võng, hội tam hợp, trong nước có Diệp gia, Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, không có Bùi Vũ Phu che chở thì trên đời này còn chỗ nào để cho mày dung thân nữa đây? Ha, ha, ha. Nói xong, Nạp Lan Minh Châu không nhịn được mà cười to lên, cười rất đắc ý. Đột nhiên, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Ân. Ngay sau đó, khi thấy được số gọi đến thì cả người Nạp Lan Minh Châu ngây ra, nàng trừng to hai mắt. Cả người giống như là một pho tượng nhìn vào màn hình điện thoại. Bởi vì, chủ nhân có dãy số này chính là Diệp Tranh Vanh. Hô, hô, khiếp sợ qua đi, Nạp Lan Minh Châu liền cảm thấy vui mừng, nàng giống như là bị điện giật vậy, thân thể run lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Diệp, Diệp thiếu, kích động rất nhiều, tay của Nạp Lan Minh Châu run lên rồi bấm nút nghe máy. Nạp Lan Minh Châu. Ta để cho Nạp Lan gia cô một cơ hội xuôi Nam. Câu nói của Diệp Tranh Vanh giống như là một quả bom tấn. Ông, nghe được Diệp Tranh Vanh nói như thế thì Nạp Lan Minh Châu lại sợ ngây người, quên cả trả lời. Đô, không biết qua bao lâu, khi Nạp Lan Minh Châu còn chưa lấy lại tinh thần thì Diệp Tranh Vanh đã cúp điện thoại. Diệp, Diệp thiếu còn chưa quên ta. Nghe trong điện thoại vang lên tiếng đô. Đô, thì Nạp Lan Minh Châu giống như là kẻ điên, hưng phấn mà nhảy loạn lên. Sau đó, nàng liền đi đến biệt thự số 1 của Nạp Lan Sơn Trang. Đông Hải, khu biệt thự quận Gôn. Ba người Ngô Vũ Trạch đã đi về, trong phòng chỉ còn lại Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Bên Yên Kinh truyền đến tin tức, mặt trên đã bắt đầu tiến hành hành động tạo hắc, hẳn là do Diệp gia làm khó dễ, đặc biệt hướng về phía chúng ta. Trong thư phòng, Quý Hồng nói lại tin tức vừa nhận được cho Bùi Đông Lai nghe, nàng tỏ ra vô cùng tức giận. Tức giận vì hành vi tiểu nhân của Diệp gia. Không trả lời, Bùi Đông Lai đứng dậy, từ từ đi đến cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cả bầu trời mông mông bụi bụi, giống như biểu hiện cơn bão sắp đến. Qua tử, năm đó người vì chuyện của mẹ mà bị người của Diệp gia khai đao. Bởi vì người không thể bảo vệ được mẹ nên trong lòng tự trách. Cuối cùng bởi vì câu nói của mẹ mà người buông tha hết thảy, mang ta về núi lớn, âm thầm thủ hộ quốc thổ 18 năm. Đứng trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời kia giống như là nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai từ từ mở miệng. Hiện giờ, người vì muốn bảo vệ quốc thổ này mà đã táng thân ở nước ngoài. Diệp gia chẳng những không cảm ơn người mà ngược lại bọn hắn còn cho rằng người là người ngốc nhất trên thế gian này. Hơn nữa bọn hắn lại bắt đầu khai đao, muốn diệt sạch Bùi gia chúng ta. Qua tử ngốc, làm như vậy không đáng, thật sự không đáng. Nhìn vào, Bùi Đông Lai cười mắng Bùi Vũ Phu giống như năm đó, sau đó hắn nheo mắt lại,
sát ý ngập trời. Quả tử, con sẽ không trách người nhưng mà con cũng không vì cái gì gọi là bảo vệ Quyết gia chó má kia cả, ai muốn làm thịt con thì con sẽ không từ thủ đoạn. Ngay cả chết con cũng muốn kéo bọn hắn chôn cùng. Sáng sớm khi sắc trời tảng sáng thì Bùi Đông Lai thay một bộ võ phục, bắt đầu luyện công buổi sáng. Giống như lúc trước, Bùi Đông Lai chạy quanh biệt thự một vòng rồi dừng lại ở bồ hồ nhân tạo. Lúc này đây, sắc trời đã tảng sáng nên cũng đã có nhiều người trong khu biệt thự này rơi tập thể dục, thấy được Bùi Đông Lai hiển tỏ ra bình tĩnh luyện công buổi sáng thì bọn họ tỏ ra nghi ngờ. Không có để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, Bùi Đông Lai bắt đầu tập Bùi Gia Quyền. Sau khi luyện xong bài quyền thì Bùi Đông Lai cũng không ở trong biệt thự nữa mà là lần đầu tiên ra khỏi khu biệt thự sau vài ngày. 40 phút sau, Bùi Đông Lai lái chiếc Audi A4L kia tới Đại học Đông Hải. Sau khi đỗ xe xong thì Bùi Đông Lai liền đi đến chỗ của cổ Bồi Nguyên. Trên đường đi thì có nhiều người tươi cười, chào hỏi hắn. Đối mặt với những lời chào hỏi như vậy thì Bùi Đông Lai cũng không có tỏ ra tự cao tự đại mà cũng cười rồi chào hỏi lại. Bùi Đông Lai đi đến tầng cao nhất, lập tức đến trước cửa văn phòng. Cửa phòng làm việc lộ ra một khe ở. Xuyên qua khe ở thì Bùi Đông Lai có thể thấy được cổ Bồi Nguyên vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, lúc này cổ Bồi Nguyên không có phê duyệt văn kiện mà nhìn chằm chằm vào tờ báo. Cốc, cốc, Bùi Đông Lai thấy thế, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, cổ Bồi Nguyên để tờ báo xuống rồi nhìn về phía cửa phòng. Két. Ở cái nhìn chăm chú của cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai đẩy cửa vào. Ân, thấy Bùi Đông Lai vào thì cổ Bồi Nguyên liền trợn tròn mắt. Lão sư, ở cái nhìn đầy kinh ngạc của cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai đi vào rồi cúi chào. Thật không ngờ cậu sẽ tới đây, ngồi đi. Khi nói chuyện thì cổ Bồi Nguyên tháo kính xuống, ý bảo Bùi Đông Lai ngồi xuống. Bùi Đông Lai cười cười. Ngựa quen đường cũ đi đến trước bình trà rồi lấy ra một lá trà long tĩnh rồi rót nước vào, sau đó mới ngồi xuống. Tiểu tử, có phải là đến tìm ta để hỗ trợ không? Thấy Bùi Đông Lai ngồi xuống, cổ Bồi Nguyên cười khổ hỏi. Bùi Đông Lai gật đầu cười. Thấy được Bùi Đông Lai gật đầu thì cổ Bồi Nguyên ngẩn ra, sau đó có chút nghi ngờ nhìn vào Bùi Đông Lai ôi giận dữ nói. Đông Lai! Nếu như cậu vì những chuyện hôm nay mà đến tìm ta để giúp đỡ thì chuyện này ta cũng bất lực. Lão sư, cháu biết. Bùi Đông Lai lắc nhẹ đầu, nói. Cháu đến tìm ngài không phải muốn ngài ra mặt cho cháu. Âu, vẻ nghi ngờ trên mặt cổ Bồi Nguyên càng đậm. Vậy cậu muốn ta giúp cậu chuyện gì? Cháu muốn đưa vị hôn thê của mình đến đây học, Đại học Thanh Hốc bên kia lúc nào cũng để nàng ra đi, cháu muốn ngài tiếp nhận nàng ấy. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì cổ Bồi Nguyên cả kinh há to mồm, theo sau đỡ khóc sở cười nói. Đông Lai, cậu muốn đi cửa sau hay là muốn ta giúp đây? Bùi Đông Lai cười mà không nói. Tên Trần Tử viết kia cam tâm để cho đệ tử bảo bối của mình đến nhập môn hạ của ta sao? Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, cổ Bồi Nguyên lại hỏi, dường như hắn có chút không tin Trần Tử viết kia sẽ buông tha Tần Đông Tuyết. Lão sư! Nếu như cháu quyết tâm muốn điên kinh, bái Trần Tử viết làm thầy thì ngài có thể ngăn cản không? Bùi Đông Lai cười cười hỏi lại. Ách, cổ Bồi Nguyên bĩu bĩu môi, vốn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại thôi bởi vì hắn biết được nguyên nhân Tần Đông Tuyết đến Đông Hải này hoàn toàn là vì Bùi Đông Lai. Tần nha đầu rời khỏi Yên Kinh hơn phân nữa là bởi vì chuyện Tần ra với cậu phải không? Cổ Bồi Nguyên không trả lời thẳng Bùi Đông Lai, mà là mang theo vài phần bất đắc dĩ ỏi han. Bùi Đông Lai cười khẽ. Tần gia không có nửa cháy thêm dầu là được rồi, còn về phần giúp đỡ thì cháu chưa bao giờ nghĩ qua. Đông Lai, Diệp gia sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu. Cổ Bồi Nguyên nhíu mày, nói. Cậu đã liên hệ với đám người tại khách sạn Yên Kinh năm đó chưa, bọn hắn có ra mặt dùm cậu không? Không có. Bùi Đông Lai lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói. Trên người này có mấy người nguyện ý làm việc cho người chết đây? Huống chi đây không phải là loại chuyện lấy lòng người khác. Vậy thì làm sao cậu lâu liệu được? Mặc dù giọng nói Bùi Đông Lai tỏ ra bình tĩnh nhưng mà cổ Bồi Nguyên có thể cảm nhận được vẻ bi thương và giận dữ trong lòng Bùi Đông Lai. Vua cũng thua thằng liều. Bùi Đông Lai hơi hơi nheo mắt lại, chậm rãi cấp ra trả lời thuyết phục. Chấm. So sánh với Bùi Đông Lai mè nhói thì thân là người cầm quyền của tập đoàn Đông Hải thì trong một tuần qua Quý Hồng liên tục sứt đầu mẻ chán.
Nàng dựa vào lời của Bùi Đông Lai mà dùng thời gian ngắn nhất đem toàn bộ những điểm đen của tập đoàn Đông Hải ném hết ra ngoài, tránh cho hành động tảo hắc sau này sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Đông Hải. Bởi vì công việc vô cùng vất vả cho nên khuôn mặt của nàng hiện ra vẻ mỏi mệt, nhưng mà nàng không chút lãnh đạm, vẫn tiếp tục xem những báo cáo hàng ngày của công ty. Reng, reng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Quý Hồng bỏ tờ báo cáo xuống rồi cầm lấy điện thoại thì thấy số gọi đến là ở bên Yên Kinh. Thấy được số này thì trong lòng Quý Hồng vừa động, nàng mơ hồ đoán được cái gì nhưng mà không dám khẳng định, vì vậy nàng nghe máy. Alo, là ta. Trong điện thoại truyền ra một giọng nói không còn uy nghiêm mà hơi phức tạp. Nghe được giọng nói này thì Quý Hồng cười lạnh. Oa, Diệp Bị Thư lại chủ động gọi điện cho tôi, mặt trời mọc ở phía Tây rồi sao? Nghe được Quý Hồng nói như thế, cảm nhận được ý tứ châm chọc của Quý Hồng thì Diệp Cấm cũng không có bùng nổ mà mói. Tiểu Hồng, Bùi Vũ Phu đã chết, cần của hắn Bùi Đông Lai cũng không thể gắng gượng được bao lâu nữa. Nếu cần cùng ở một chỗ với hắn thì hậu quả sẽ khó lường, vẫn là câu nói kia, chỉ cần con nguyện ý trở về nhận người cha đây thì cánh cửa Diệp Gia Yuan chào đón con. Ha, ha, nghe Diệp Cấm nói như thế thì Quý Hồng cười to lên. Diệp Bí Thư thân án. Nếu như tay nhờ không lầm thì trước đây ngài cũng có ói câu này với ta, nhưng mà lại cùng cược một chuyện, có đúng không nhỉ? Bá! Sắc mắt Diệp Cấm hơi đổi. Ta nhớ được Diệp Bí Thư đã nói qua nếu như Tần gia đồng ý để Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ở khung một chỗ thì ông sẽ đến trước mộ mẹ ta, quỳ xuống nhận sai. Quý Hồng tràn đầy vẻ châm chọc mà ỏi. Diệp Bí Thư, không biết là ngài có quên chuyện này hay không? Sắc mặt Diệp Cấm vô cùng khó coi. Không phản bác được. Diệp Cấm, so với mấy người bán cá tía ông có biết xấu hổ hay không? Quý Hồng thấy Diệp Cấm không lên tiếng thì cười lạnh, nói. Không phải là mông và mặt của ông đã đổi vị trí chôn hao rồi chứ? Con! Đối mặt với lời vũ nhục của Quý Hồng thì sắc mặt Diệp Cấm trở nên xanh mét, sau đó hắn cố nén cơn giận trong lòng, nói. Con sẽ hối hận. Bá! Nói xong. Diệp Cấm không đợi Quý Hồng trả lời liền cúp điện thoại. Vương bát đản. Vẻ mặt Quý Hồng đầy hận ý mà cúp điện thoại, sau đó vừa để điện thoại lên bàn thì nó lại rung lên. Quý Hồng tưởng Diệp Cấm gọi tới, nàng có chút không kiên nhẫn mà cầm lấy điện thoại, kết quả thấy được người gọi đến là thành viên thu thập tình báo của Phong Diệp. Quý tiểu thư, mới vừa nhận được tin tức, Diệp Tranh Vanh xuôi nam đến Giang Lăng đảm nhận chức vụ. Mặc khác Nạp Lan Ngũ Khải cũng âm thầm mang theo người Nạp Lan ra đi vào Giang Lăng. Điện thoại được chuyển, giọng nói của tên thu thập tình báo tỏ ra ngưng trọng. Bọn hắn hẳn là ướng về Bùi Thiếu mà đến. Ta đã biết. Quý Hồng lên tiếng rồi từ từ cúp máy, bên tai không ngừng quanh quẩn những câu nói của Diệp Cấm, trong đầu hiện ra được ánh mắt không bao giờ khuất phục của Bùi Đông Lai thì cười lạnh. Diệp Cấm, ông nói rằng Bùi Đông Lai không có tư cách chơi ván bài này. Như vậy thì ông hãy mở tô mắt ra mẹ nhìn, hãy chờ xem Bùi Đông Lai sẽ từ từ mà đùa chết thằng con ngu ngốc kia của ông. Màn đêm buông xuống, một chiếc Mercedes-Benz S600 chạy vào khu biệt thự Tử Kim Sơn, đi đến biệt thự của Nạp Lan Ngũ Khải thì dừng lại. Khi xe dừng lại, tên đại hán phụ trách lại xe liền đi xuống rồi mở cửa sau ra, cung kính đợi nhân vật trong xe bước ra. Xuống xe là một người khoảng 30 tuổi, thân mặc một bộ Âu phục Armani. Trên tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, nhìn qua thì giống như một nhân sĩ nhưng mà nếu nhìn kỹ lại thì có thể thấy được so với nhân sĩ bình thường thì hắn có điểm khác biệt, đó chính là hơi thở trên người hắn giống với hơi thở của người trong giang hồ. Mà thực tế hắn vốn là người trong giang hồ. Hắn gọi là Từ Mãng, từng là người tâm phúc của Dương Sách. Sau đó, từ khi Dương Sách bị Bùi Đông Lai làm rớt đài, vì muốn bảo toàn tính mạng nên hắn đã bất đắc dĩ mà thần phục Bùi Đông Lai. Trở thành người phát ngôn cho Bùi Đông Lai ở Giang Lăng. Từ sau khi thần phục Bùi Đông Lai thì Từ Mãng bắt đầu thay đổi bản thân. Hắn bắt đầu mua sắm những loại y phục nổi tiếng, đồng hồ, tuy rằng hắn là con chó của Bùi Đông Lai nhưng mà so với Dương Sách thì bây giờ hắn lại được nhiều tiền hơn. Đối với cuộc sống như thế thì hắn vô cùng hài lòng, thậm chí đã có suy nghĩ không khỏi đến chuyện giang hồ nữa. Nhưng mà, Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Ngũ Khải đã thay đổi cuộc sống của hắn. Cũng gián tiếp thay đổi vận mệnh của hắn. Phù! Từ Mãng thở ra một hơi, có chút không yên đi vào biệt thự. Đại sảnh trong biệt thự, Nạp Lan Ngũ Khải ngồi trên ghế salon, hắn cũng học cách của Nạp Lan Trường Sinh,
trên tay có cầm một tẩu thuốc. Ngũ gia, thấy được Nạp Lan Ngũ Khải thì Từ Mãng liền hành lễ, giọng nói vô cùng tôn kính. Có tin tức của tên tiểu tử Bùi Đông Lai kia ở Đông Hải rồi sao? Nạp Lan Ngũ Khải phun ra một ngụm khói rồi hỏi. Không có, hắn vẫn ở Đông Hải. Từ Mãng cẩn thận mà trả lời, nhưng trong lòng hiểu được Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Ngũ Khải đều hướng về phía Bùi Đông Lai mà tới, mà Bùi Đông Lai mất đi sự che chở của Bùi Vũ Phu, hơn phân nửa là chết trong tay của hai người này. Nếu không phải nguyên nhân này thì hắn cũng không phải bội Bùi Đông Lai. Tiếp tục chú ý nhất cử nhất động của hắn, một khi hắn rời khỏi Đông Hải thì báo lại cho ta. Nghe được câu trả lời của Từ Mãng thì Nạp Lan Ngũ Khải trầm ngâm rồi làm ra chỉ thị. Không còn chuyện gì nữa thì đi đi. Vâng, Ngũ gia. Từ Mãng trả lời rồi khom lưng rời đi. Ngũ gia, người kia có thể phản bội Dương Sách, phản bội Bùi Đông Lai, một ngày nào đó hắn cũng sẽ phải bội chúng ta. Đợi khi Từ Mãng đi khỏi thì một tên đại hán khôi ngô đi ra từ phía sau Nạp Lan Ngũ Khải, nhắc nhở. Nạp Lan Ngũ Khải cười nhẹ, dường như không để Từ Mãng ở trong lòng. Tên Từ Mãng này hiện tại chỉ là con chó của chúng ta mà thôi, đợi sau khi tác dụng của hắn không còn thì sẽ không để hắn sống. Ngũ gia, ngài nói tên Bùi Đông Lai kia có đến không? Tên đại há khôi ngô kia do dự một chút rồi hỏi, khi hỏi thì ánh mắt lóe lên một tia chiến ý dày đặc. Hắn gọi là Hải Đông Viên, là vũ khí bí mật của Nạp Lan gia, trong ít năm qua, hắn luôn luôn đảm nhận làm cận vệ cho Nạp Lan Dịch Đức, lần này theo Nạp Lan Ngũ Khải xuôi nam là vì đề phòng Bùi Đông Lai ám sát Nạp Lan Ngũ Khải. Tên Vương Đát Bản kia là một người tâm cao khí ngạo, luôn không khuất phục, hiện giờ Giang Lăng đã nằm trong tay chúng ta, nói vậy hắn sẽ không cam lòng. Cảm nhận được chiến ý của Hải Đông Viên thì Nạp Lan Ngũ Khải nói. Nghe nói tên tiểu tử Bùi Đông Lai kia đã đánh chết thiên tài võ học Nhật Bản ở Nam Châu, thực lực không thể coi thường, cậu không thể khinh thường. Xin Ngũ gia yên tâm, người Nhật Bản chỉ là một đám người nhìn được mà dùng không được. Tên Bùi Đông Lai kia có mạnh thế nào đi chăng nữa, gặp phải tôi thì tôi sẽ bóp chết hắn. Hải Đông Viên từ nhỏ đã được Nạp Lan gia nhận nuôi, một thân công phu luyện đến cực hạn, lần này là lần đầu tiên rời khỏi Đông Bắc xuôi Nam, hơi có tư thế của nghé con không sợ cọp. Tiểu Viên, cậu theo ta xuôi Nam không phải là để giết chết Bùi Đông Lai, mà là để tên Vương Bát Đản kia chó cùng rứt dậu đến ám sát ta. Còn về phần giết hắn thì không cần chúng ta động thủ, có người hận hắn hơn so với Nạp Lan gia chúng ta. Chỉ cần có chứng cứ hắn giết người thì lấy thực lực người ấy, đùa chết hắn cũng giống như là bóp chết một con kiến. Nghe được Hải Đông Viên nói như thế thì Nạp Lan Ngũ Khải nhíu mày, hắn biết rõ lần này Nạp Lan gia có thể xuôi Nam hoàn toàn là nhờ Diệp gia. Chỉ cầm Bùi Đông Lai phạm sai lần, có nhược điểm bị Diệp Tranh Vanh nắm lấy thì Diệp Tranh Vanh giết chết Bùi Đông Lai chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Chấm. Màn đêm buông xuống, một chiếc Audi A6 có biển số Thụy Ủy Giang Lăng xuyên qua một con đường, đến một bãi đỗ xe trước nhà hàng rồi dừng lại. Sau khi xe dừng lại thì Diệp Tranh Vanh cùng với lái xe của hắn đi vào nhà hàng. Một phút sau, Diệp Tranh Vanh đứng trước một phòng ăn VIP, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra một giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Két. Nương theo một tiếng vang nhỏ, Diệp Tranh Vanh đẩy cửa vào thì thấy được Dương Viễn đang ngồi ở trong phòng, hút thuốc. Dưới ánh đèn, có thể thấy được đầu hắn đã bạc đi rất nhiều. Tất cả chuyện này đơn giản là bởi vì Dương Sách, người mà hắn đối đãi như con ruột đã bị Bùi Đông Lai giết chết. Ngại quá, để Dương thư ký chờ lâu rồi. Đi vào phòng. Diệp Tranh Vanh mở miệng chào hỏi, giọng nói vô cùng khách khí. Như vậy là bởi vì Diệp Tranh Vanh rõ được ở Nam Tô này thì Dương Viễn đã cắm rễ lâu rồi, là một đại biểu trong quan trường của Nam Tô, vì thế hắn nhất định phải tạo mối quan hệ thật tốt với Dương Viễn. Hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là đối phó với Bùi Đông Lai. Không sao, tôi cũng mới đến. Dương Viễn bóp tắt tàn thuốc, nói. Ngồi đi Diệp thị trưởng. Nếu như Dương thư ký không để ý thì gọi tôi là Tiểu Diệp là được rồi. Diệp Tranh Vanh ngồi xuống, mỉm cười nói. Nghe được Diệp Tranh Vanh nói như thế thì trong lòng Dương Viễn không khỏi cảm thấy phong cách người của Diệp gia, đồng thời không khỏi nhớ đến cái chết của Dương Sách. Tiểu Diệp, trước đây cậu có nói cho cần khiến tên tiểu tử kia mất đi Nam Tô thì hắn sẽ chó cùng rứt dậu mà đi vào Nam Tô, nhưng mà đã hơn một tuần rồi mà tên tiểu tử kia vẫn chưa xuất hiện, có phải là hắn sẽ không tới không? Vừa nghĩ đến Dương Sách,
Trong lòng Dương Viễn liền có chút đau đớn, trong lời nói tràn đầy vẻ hận ý, cảm giác kia hận không thể làm thịt Bùi Đông Lai để trả thù cho con mình. Cảm nhận được hận ý trong giọng nói của Dương Viễn, Diệp Tranh Vanh cười nhẹ, nói. Ở trong trí nhớ của tôi thì Bùi Đông Lai là một kẻ xạo quần không muốn cúi đầu trước kẻ khác. Lần này tuy rằng hắn thông minh khi đem những của cải trong Hắc Đạo rút khỏi tập đoàn Đông Hải, tránh để cho tập đoàn Đông Hải bị cuốn vào vòng xoáy này, tránh được một kiếp nạn nhưng mà trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Cho nên, tôi đã để cho Nạp Lan ra xuôi nam chiếm lấy Nam Tô, làm cho sự nhẫn nại trong lòng hắn đạt đến cực hạn. Dương Viễn rút một điếu thuốc, trầm mặc không nói. Một khi hắn không nhịn được thì hắn sẽ đi ra. Trận đấu này, chúng ta là trọng tài lại là cầu thủ, hắn nhất định phải chết. Vẻ mặt Diệp Tranh Vanh tỏ ra tự tin, nói. Nếu hắn buông tha Nam Tô, không đến thì sao? Dương Viễn hỏi. Diệp Tranh Vanh cười nhẹ, một tư thế như nắm đại cục trong tay. Dù hắn có buông tha Nam Tô nhưng tuyệt đối không bỏ qua Đông Hải, ở Đông Hải thì tôi vẫn có thể đùa chết hắn. Tiểu Diệp, chỉ cần cậu giúp tôi báo thù thì tôi cam đoan, chỉ cần cậu ở Giang Lăng này vài năm thôi thì cậu có thể giải được bài thi đưa cho mặt trên. Dương Viễn hơi trầm ngâm rồi hứa hẹn. Vậy làm phiền Dương thư ký rồi. Diệp Tranh Vanh chờ những lời này đây. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh không khách khí thì trong lòng Dương Viễn vừa động, đồng thời hiểu được, đối với Diệp Tranh Vanh xuôi nam lần này mà nói thì đùa chết Bùi Đông Lai chỉ là chuyện nhỏ, mà quan trọng hơn chính là con đường làm quan. Bởi vì ở hắn xem ra hiện giờ Bùi Đông Lai ngay cả tư cách làm đối thủ cho Diệp Tranh Vanh cũng không có, Diệp Tranh Vanh chỉ tùy tiện tát một cái là Bùi Đông Lai liền chết ngay. Biệt thự quận Gopler ở Đông Hải, lúc này trong xe, Hạ Hà một thân Âu phục, tay cầm một điếu thuốc lá rẻ tiền, ngồi hút. Khói thuốc vờn quanh khuôn mặt của Hạ Hà làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, bất quá có thể thấy được chân mày của Hạ Hà đang nhíu chặt lại. Đối với Hạ Hà mà nói thì bởi vì có sự trợ giúp của Bùi Đông Lai nên hắn đã trở thành Ngọc Thạch Chi Vương của Trung Quốc, hơn nữa còn là người có quyền nói chuyện ở Tây Nam. Nhưng mà, dù hắn có thân phận như vậy, nhưng mà khi Diệp gia tiến hành trả thù Bùi Đông Lai thì cho dù hắn muốn giúp cũng hữu tâm vô lực. Sở dĩ hôm nay hắn đến Đông Hải là bởi vì hắn nghe được con gái bảo bối của mình là Hạ Y Na nói cho hắn biết rằng Bùi Đông Lai sẽ triển khai phản kích Diệp gia. Lúc nghe được tin này thì hắn liền hoảng hồn. Bởi vì, hắn không tưởng tượng được, không có Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai dựa vào cái gì có thể lay động được Diệp gia. Trong biệt thự, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na ngồi ở bên cạnh Bùi Đông Lai, trong đó Hạ Y Na vì lo lắng Bùi Đông Lai sẽ gặp bất trắc gì nên vẻ mặt lo lắng nhìn vào Bùi Đông Lai, còn Tần Đông Tuyết thì tỏ ra bình tĩnh. Mấy phút sau, Hạ Hà để bảo tiêu của mình ở lại bên ngoài rồi một mình đi vào biệt thự. Sau khi đi vào biệt thự, không đợi Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết chào hắn thì hắn đã vào tới bên cạnh Bùi Đông Lai, tức giận nói. Đông Lai, buông tay đi, đây là lệnh của quốc gia, hiện giờ chúng ta muốn lay động Diệp gia là một việc không thể nào. Đúng à, Đông Lai, chúng ta hãy đem những thứ đó quăng vào mặt Diệp gia đi, chúng ta sống như người bình thường cũng được, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền. Hạ Y Na thấy Hạ Hà nói như thế thì liền phụ họa theo. Hạ thúc, Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi. Bùi Đông Lai bóp tắt tàn thuốc, ngẩng đầu lên nhìn vào Hạ Hà, nhẹ giọng nói. Huống chi, ngài cho rằng cháu còn có đường lui sao? Còn có đường lui sao? Ách! Hạ Hà há to miệng, không phản bác được, hắn biết, Diệp gia mượn thủ đoạn pháp luật để trả thù Bùi Đông Lai, đây là việc không phải vì của cải cua Bùi Đông Lai mà là vì cái mạng của Bùi Đông Lai. Cháu đã bị buộc lên tuyệt lộ. Không đường thối lui. Khi nói chuyện, trong đầu Bùi Đông Lai hiện ra nụ cười ngây ngô của Bùi Vũ Phu, đôi mắt hơi nheo lại. Chỉ có phản kháng mà thôi. Một khi đã như vậy thì con mẹ nó chứ, cậu muốn ta làm cái gì? Mắt thấy tâm ý Bùi Đông Lai đã định, Hạ Hà cũng không khuyên nữa mà hỏi thẳng. Nghe được Hạ Hà nói như thế thì trong lòng Bùi Đông Lai ấm áp, mỉm cười, nói. Cảm ơn thúc, Hạ thúc, thúc không cần phải làm gì. Cháu có thể giải quyết được. Nói xong, Bùi Đông Lai từ từ đứng lên, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na thấy thế cũng đứng dậy theo. Đừng lo lắng, tớ không sao đâu. Bùi Đông Lai mỉm cười nói với Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na. Cậu nhất định phải cẩn thận, tớ vào Đông Tuyết chờ cậu. Mắt Hạ Y Na đỏ lên, cắn môi, cố gắng khống chế tâm tình của mình,
không để nước mắt chảy xuống nhưng mà nước mắt lại ở quanh trong mắt. Bùi Đông Lai gật đầu rồi nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Cùng Hạ Y Na bất đồng, Tần Đông Tuyết không có nói gì với Bùi Đông Lai. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn vào khuôn mặt Bùi Đông Lai. Đông Lai, cậu đã từng bị Nạp Lan Minh Châu hạ nhục, nhưng lúc ấy tớ tin tưởng rằng cậu có thể dùng hành động thực tế để trả lại cho nàng ta hai cái tát. Sau đó, cậu đã hứa với tớ rằng cậu cần thẳng lưng lên, quang minh chính đại đi vào Tần gia mang tớ rời đi, tớ tin tưởng rằng cậu sẽ làm được. Hôm nay, tuy rằng tớ không biết cậu sẽ dùng cách nào để đối phó với Diệp gia nhưng mà tớ biết cậu không phải là kiến càng lay cây. Bùi Đông Lai xoay người rời đi, Tần Đông Tuyết nắm chặt hai tay, trong lòng thầm nhủ. Bên ngoài biệt thự, Quý Hồng Thân mặc một chiếc áo khoác màu hồng đang ngồi trong Rolls Royce Phantom LWB sớm đợi đã lâu, nhìn thấy Bùi Đông Lai đi ra thì liền đẩy cửa xe rồi bước xuống, bộ dạng uể oải dựa vào cửa xe, vẻ mặt dễ thương tươi cười, nói. Quan nhân, từ sau lúc này thì thiếp thân đây là người đầu tiên đi theo cậu xuất chinh. Lẳng lơ, lên xe. Không biết vì sao, thấy được chiêu thức như vậy thì Bùi Đông Lai liền cảm thấy thả lỏng đi rất nhiều, hắn liền cười mắng một câu. Tuân lệnh thưa lão bản thân ái của ta. Quý Hồng lắc lắc thân hình như rắn nước, cười phóng đãng rồi xoay người rời đi. Bùi Đông Lai cười khổ không thôi. Hai phút sau, ô tô chạy nhanh ra khỏi biệt thự quận Gôn, chạy trên đường cao tốc đến Giang Lăng. Giang Lăng, trong khu biệt thự Tử Kim Sơn, Nạp Lan Ngũ Khải ngồi ở trên ghế. Hưởng thụ sự phục vụ của bốn nữ nhân người mãn, trong đó hai người quỳ dưới đất đấm chân cho hắn, một người đứng sau bóp vải cho hắn, còn một người thì đút hoa quả cho hắn. Đột nhiên vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, cận vệ của hắn là Hải Đông Viên liền bước lên đưa điện thoại cho hắn, đồng thời hạ giọng nói. Ngũ gia, là điện thoại của Từ Mãng. Âu, trong lòng Nạp Lan Ngũ Khải vừa động, khoát tay, nói. Đi xuống đi. Vâng ngũ gia. Bốn nữ nhân kia nghe vậy thì liền cúi chào Nạp Lan Ngũ Khải rồi bước xuống. Có tin tức gì sao? Nạp Lan Ngũ Khải đứng lên nghe điện. Vâng ngũ gia, mới vừa nhận được tin tức, Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng rời khỏi Đông Hải, đang trên đường cao tốc đến Giang Lăng. Đầu bên kia điện thoại, Từ Mãng liền báo lại cho Nạp Lan Ngũ Khải. Vậy là đến rồi. Dù là Nạp Lan Ngũ Khải có thể đoán được điểm này nhưng mà nghe được Từ Mãng nói như thế thì hắn liền hưng phấn, sau đó liền an bài. Tiếp tục chú ý theo dõi, một khi hắn đến Giang Lăng thì lập tức báo lại cho ta, cũng dựa theo kế hoạch mà làm. Vâng ngũ gia. Nạp Lan Ngũ Khải liền cúp máy sau đó bấm số của Diệp Tranh Vanh. Nhưng mà, không đợi hắn bấm số của Diệp Tranh Vanh thì điện thoại của hắn lại vang lên, lần này người gọi đến là Nạp Lan Minh Châu. Minh Châu. Bởi vì ngày đó Diệp Tranh Vanh đã gọi điện cho Nạp Lan Minh Châu để Nạp Lan Minh Châu truyền lời nên ở Nạp Lan gia địa vị của Nạp Lan Minh Châu đã được tăng lên đáng kể. Ngũ thúc, cháu mới nhận được tin tức, Bùi Đông Lai kia đã rời khỏi Đông Hải, đang trên đường cao tốc đến Giang Lăng. Giọng nói Nạp Lan Minh Châu tràn đầy hương vị vui sướng khi người ta gặp họa. Ừ, Minh Châu, ta cũng mới nhận được tin tức này, đang định nói lại cho Diệp Thiếu. Vậy thì cháu hãy gọi điện thoại cho Diệp Thiếu đi. Nạp Lan Ngũ Khải cũng có chút hưng phấn, hắn đến Giang Lăng đã nhiều ngày vì chính là để cho Bùi Đông Lai nhảy vào cái hố này, để cho Nạp Lan ra tiêu trừ được cái họa lớn là Bùi Đông Lai. Hiện giờ mắt thấy kế hoạch đã gần như là ổn thỏa thì hắn có thể không hưng phấn sao? Thật đáng tiếc a, không thể tận mắt nhìn thấy được cảnh tên Bùi Đông Lai kia giống như là một con chó chết ngồi xuống cầu xin tha thứ. Nạp Lan Minh Châu mang theo vài phần tiếc nuối nói sau đó trong lòng vừa động, nói. Ngũ thúc, nếu có cơ hội thì thúc nhất định phải quay lại cảnh hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Được. Nạp Lan Ngũ Khải cũng biết được người hận Bùi Đông Lai nhất trong Nạp Lan gia chính là Nạp Lan Minh Châu, hận không thể chặt Bùi Đông Lai thành tám miếng. Lúc này nghe yêu cầu như thế của Nạp Lan Minh Châu thì hắn liền đáp ứng, sau đó lại nói. Được rồi, Minh Châu. Ta cũng nên báo trước lại cho Diệp Thiếu một tiếng rồi sẽ gọi lại cho cháu. Ngũ thúc, thúc không cần gọi cho ta, cháu chờ tin tốt của thúc. Nạp Lan Ngũ Khải như là tiểu nhân đắc chí, cười to rồi cúp điện thoại. Thấy Nạp Lan Minh Châu cúp máy thì Nạp Lan Ngũ Khải liền bấm số của Diệp Tranh Vanh. Diệp Thiếu, dựa vào tin tức chính xác thì Bùi Đông Lai đang trên đường đến Giang Lăng. Điện thoại được chuyển thì Nạp Lan Ngũ Khải liền báo lại, giọng nói vô cùng tôn kính. Ta đã biết.
Diệp Tranh Vanh dùng kiểu nói cao cao tại thượng để trả lời. Sau này không cần nói lại những chuyện này cho ta chỉ cần kết quả, không cần quá trình, nếu như ông không làm được thì ta cũng không để ý mà sẽ thay người. Xin Diệp Thiếu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho Diệp Thiếu một kết quả hài lòng. Trong lòng Nạp Lan Ngũ Khải chấn động, liền vội vàng cam đoan. Không trả lời, Diệp Tranh Vanh trực tiếp cúp điện thoại. Nạp Lan Ngũ Khải xoa mồ hôi lạnh trên trán, sát ý trong mắt hiện ra. Hai tiếng sau, một chiếc Rolls Royce Phantom quân chủ có biển số xe Đông Hải tiến vào Giang Lăng, khiến cho mọi người chú ý. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi chiếc Rolls Royce Phantom cấp quân chủ này. Hắn không hề khiêm tốn nữa. Chiếc Rolls Royce Phantom chạy vào quân khu Giang Lăng, khi đến trước một tòa nhà dành cho tướng quân thì dừng lại. Trước biệt thự, trung cương cảnh vệ viên của Trần Quốc Đào đã đứng đợi ở đây, thấy được chiếc Rolls Royce Phantom chở Bùi Đông Lai vào thì không khỏi ngẩn ra, sau đó liền cười khổ rồi bước xuống chào đón. Đông Lai, thủ trưởng đang đợi cậu ở thư phòng. Khi nói chuyện, trung cương nhìn sang Quý Hồng một cái, dường như đang ám chỉ điều gì. Tôi ở trong xe chờ cậu. Quý Hồng là người thông minh nên có thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt của trung cương, nên đã nói với Bùi Đông Lai một câu. Được. Bùi Đông Lai cũng biết thân phận của Quý Hồng thật sự là có chút không thích hợp khi gặp Trần Quốc Đào, vì thế gật đầu rồi nói. Làm phiền trung thúc rồi. Khách khí cái gì, tôi mang cậu vào. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì trung cương tức giận, liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái rồi dẫn đường đi. Rất nhanh, Bùi Đông Lai cùng trung cương đã đi đến trước cửa thư phòng của Trần Quốc Đào. Trong thư phòng, Trần Quốc Đào đang ngồi trước bàn đọc sách, đang nhìn qua những bản văn kiện bí mật trong mấy ngày nay. Báo cáo. Đứng ở trước của trung cương hô lên. Nghe được tiếng hô của trung cương thì Trần Quốc Đào buông văn kiện trong tay ra rồi ngẩng đầu lên, thấy được Bùi Đông Lai đứng bên cạnh trung cương thì nói. Vào đi Đông Lai. Nghe được Trần Quốc Đào nói thế thì trung cương mỉm cười với Bùi Đông Lai rồi rời đi. Bùi Đông Lai lập tức đi vào, đi đến trước bàn đọc sách của Trần Quốc Đào, hai chân khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực giống như là một cây thương thẳng tắp, cúi chào. Thủ trưởng, khỏe. Con thỏ nhỏ, con ma nó cậu còn biết ta là thủ trưởng của cậu à? Có lẽ sẽ không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại thản nhiên đến thế. Nhìn bộ dạng phấn chấn của Bùi Đông Lai thì trong lòng Trần Quốc Đào âm thầm khen ngợi, nhưng mà hắn không có đem vẻ giật mình biểu lộ trên khuôn mặt mà là cười mắng. Thằng nhóc, sau khi đại bỉ võ kết thúc thì cậu liền chơi trò biến mất với ta, ngay cả ăn Tết cũng không ghé qua nhìn ta một cái, cậu nói đi, trong mắt của cậu còn có một người thủ trưởng như ta không? Thật có lỗi, thủ trưởng, vốn là tính toán trong Tết sẽ ghé thăm ngài nhưng mà bởi vì xảy ra một số chuyện nên không thể. Khụ, khụ. Được rồi, đó cũng xem là một lý do. Ta xem cậu là một thằng nhóc kiêu ngạo, có khó khăn thì mới đến tìm lão già như ta à. Trần Quốc Đào nghiêm mặt giáo huấn. Bùi Đông Lai biết rõ Trần Quốc Đào đang đùa giỡn với mình nên cười khổ nói. Lão thủ trưởng, ngài tiếp tục nói như vậy thì sau này ta sẽ không đi gặp ngài nữa rồi. Cậu cho rằng lão tử đây muốn gặp cậu à, còn uy hiếp lão tử nữa, cút, cút ra cho lão tử. Trần Quốc Đào tức giận mắng. Bùi Đông Lai cười nói. Thủ trưởng, vừa rồi ngài có nói, nếu có khó khăn thì mới tìm ngài đúng không? Hai. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Trần Quốc Đào không khỏi thở dài, nói. Tiểu tử, chuyện Diệp gia lợi dụng chính phủ để trả thù cậu thì ta có nghe qua, ta nói thật cho cậu biết, chuyện này không chỉ nói ta mà cho dù Tiêu lão thủ trưởng có bằng lòng ra mặt giúp cậu thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nghe được Trần Quốc Đào nói như thế thì Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn biết được Trần Quốc Đào nói là sự thật. Diệp gia mượn danh nghĩa dùng hành động tảo hắc chính là đem mũi nhọn chĩa về phía hắn, vô luận là pháp luật hay là luật giang hồ thì cũng không có khẽ hở gì, điều ấy đã khiến cho mấy vị đại lão kia không có gì để nói cả. Mà trước kia sở dĩ Diệp gia không dám làm điều ấy là bởi vì sợ chọc giận Bùi Vũ Phu, sợ Bùi Vũ Phu trả thù mà thôi. Tiểu tử, Diệp gia khai đao với cậu, lão tử tuy muốn giúp cậu nhưng mà hữu tâm vô lực, bất quá Tiêu gia có thể giúp cậu. Trần Quốc Đào thấy Bùi Đông Lai trầm mặc thì liền châm một điếu thuốc rồi hút một hơi, trầm giọng nói. Ngày đó Tiêu lão thủ trưởng giúp cậu, chuyện đó ta có hỏi qua Tiêu Nguyên Thanh, hắn nói qua nguyên nhân không phải là vì cha của cậu. Nguyên nhân cụ thể là gì thì không riêng gì ta mà ngay cả Tiêu Nguyên Thanh cũng không rõ ràng lắm.
Ngày đó khi Tiêu lão thái gia ra mặt giúp Bùi Đông Lai ở khách sạn Yên Kinh thì Bùi Đông Lai cũng tưởng rằng Bùi Vũ Phu ra mặt, sau đó thấy được vẻ mặt nghi hoặc của Bùi Vũ Phu nhìn hắn thì hắn mới biết rằng không phải là do Bùi Vũ Phu mời đến, hơn nữa hắn cũng không biết nguyên nhân trong đó. Lúc này nghe được Trần Quốc Đào nói như thế thì trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi ngạc nhiên. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngày đó vì sao Tiêu lão thủ trưởng lại ra mặt giúp cậu nhưng mà tình thế ngày ấy phức tạp mà Tiêu lão thủ trưởng cũng không ngại đắc tội Diệp gia, nguyện ý giúp cậu điều ấy cho thấy người đã coi trọng cậu. Nếu như Diệp gia muốn diệt sạch cậu thì lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Trần Quốc Đào nhắc nhở nói. Đây cũng chính là nói chỉ cần cậu nguyện ý bỏ hết thảy mọi việc trong khu vực Hắc Kim thì Diệp gia cũng không thể làm gì cậu. Cháu biết. Bùi Đông Lai gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình hiểu được. Tiểu tử, theo như ta nói, cậu không đi được bên thương nghiệp, càng không nên đi cái đại học chó má kia, thành thành thật thật mà tham gia quân ngũ cho ta đi. Trong lòng Trần Quốc Đào vừa động, nhịn không được mà đề nghị. Có lão tử bảo vệ cậu, thêm nữa là Tiêu lão thủ trưởng, cho dù Diệp gia có khó chịu với cậu thì cũng không thể làm gì cậu. Trần gia gia, cảm ơn hảo ý của ngài. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cũng không có cúi chào Trần Quốc Đào, cũng không gọi Trần Quốc Đào là thủ trưởng mà trực tiếp gọi Trần Quốc Đào là Trần gia gia, hơn nữa hắn còn khom người bái một cái thật sâu. Cha cháu từng dạy cháu, nhân sinh trên đời này chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay từ đây cháu đã cảm thấy người nói điều này là không đúng. Cháu cảm thấy cái gọi là phú nhị đại có thể hưởng được một cuộc sống vui vẻ. Sau đó, tự ý nào mà nói thì bản thân cháu cũng trở thành phú nhị đại, trực tiếp hoặc gián tiếp đều là của người cha này cho cháu cả. Hiện giờ, người đã bỏ cháu đi, rốt cuộc thì cháu cũng hiểu được những lời này của người. Dựa vào người bên ngoài chỉ là nhất thời mà thôi, còn dựa vào bản thân mới là điều quan trọng. Lời này của cậu không có nói sai. Trần Quốc Đào nghe vậy, cười khổ không thôi. Hai, dựa theo lời nói của ta thì nếu như cậu tiến vào trong quân thì Diệp gia không thể làm gì cậu, nhưng mà chờ sau khi Tiêu lão thủ trưởng qua đời, ta lui xuống thì mặc dù cậu ở trong quân thì vẫn phải đối mặt với sự chèn ép của Diệp gia, vẫn là bước đi gian nan. Một khi đã như vậy thì cậu hãy buông bỏ những thứ không sạch sẽ đó, thành thành thật thật làm người đi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Quốc Đào lại bổ sung thêm, ở hắn xem ra, hiện giờ chỉ có một cách như vậy. Trần gia gia, lần này cháu đến tìm ngài không phải là muốn ngài ra mặt giúp cháu, cũng không phải là muốn nhờ ngài liên hệ với Tiêu lão thái gia để ra mặt cho cháu, bởi vì cháu biết được những lời ngài nói lúc nãy đều là sự thật. Lúc này đây, Diệp gia dựa vào pháp luật nên không ai có thể làm gì được. Mà nếu như cháu đem toàn bộ của cải của tập đoàn Đông Hải tách ra thì tự nhiên là sẽ không cần ích lợi này. Bùi Đông Lai nói xong, ánh mắt nheo lại, lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, cháu không cam lòng, cháu không nuốt được cơn tức này. Hả? Trong lòng Trần Quốc Đào cả kinh. Cậu muốn làm gì? Trần gia gia, ngài cảm thấy cha của cháu là một người như thế nào? Bùi Đông Lai không có trả lời vấn đề của Trần Quốc Đào mà là hỏi lại một câu. Trần Quốc Đào hơi trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào Bùi Đông Lai. Anh hùng dân tộc. Cháu cũng hiểu người là một anh hùng dân tộc. Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói. Nhưng mà người là một anh hùng không có gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là một từ anh hùng mà thôi. Hơn nữa, khi người vì đất nước, vì dân tộc của mình mà làm tất cả mọi chuyện, cuối cùng bỏ mạng lại ở bên ngoài. Người được cái gì, còn con của người thì lại bị đám người được xưng là quan to kia bắt đầu tiến hành trả thù, bọn hắn muốn đưa con của người rời khỏi cái thế giới này. Ngài nói rằng, cháu sẽ cam tâm sao? Cam tâm sao? Trần Quốc Đào thở dài. Đông Lai, ta có thể hiểu được tâm tình của cậu nhưng mà cậu nhất định phải đối mặt với sự thật. Trần gia gia, chẳng lẽ ngài cảm thấy được cháu không có đối mặt sự thật sao? Bùi Đông Lai nhịn cười không được, liền cười lạnh. Nếu như cháu không đối mặt với sự thật thì hiện giờ cháu đã khiến cho Diệp Thạch phải quy thiên rồi, trừ phi Diệp Cô Thành ở bên cạnh bảo vệ hắn 24/24, nếu không thì hắn sẽ là một cái xác không hồn. Đông Lai, vạn lần không được. Trong lòng Trần Quốc Đào kinh hãi, trực tiếp đứng lên. Bùi Đông Lai điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói. Trần gia gia, cháu biết, cháu đối mặt với sự thật cho nên cháu mới không làm như vậy. Vậy cậu tính toán như thế nào? Vẻ mặt Trần Quốc Đào lo lắng hỏi, hắn đã nhìn ra Bùi Đông Lai sẽ không từ bỏ ý đồ,
mà cùng với Diệp gia người chết ta sống, nhưng mà hắn thật sự không nghĩ ra Bùi Đông Lai sẽ dùng biện pháp gì để đối kháng với Diệp gia. Nếu cháu không thể tạo ra được quy tắc của trò chơi thì như vậy cháu chỉ có thể chấp nhận sự thật là tuân theo quy tắc. Bùi Đông Lai híp mắt, hàn quang trong mắt lóe lên. Tuân theo quy tắc. Đồng tử Trần Quốc Đào mở to ra, vẻ mặt như có suy nghĩ gì, sau đó lại hỏi. Vậy cậu muốn ta giúp cậu cái gì? Diệp Tranh vanh xuôi nam đảm nhận chức vụ, địa phương khác không chọn, cố tình lựa chọn Giang Lăng mục đích là. Đối mặt với câu hỏi của Trần Quốc Đào thì Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lúc trước hắn từng lợi dụng Dương Sách, nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Tường tính kế muốn đối phó với cháu, nhưng cuối cùng lại bị cháu phá cục, hơn nữa còn giết chết Dương Sách. Địa đầu xà của Nam Tô là Dương Viễn phải đưa tang cho con, Dương Viễn coi Dương Sách như là con ruột, bởi vì thế mà hắn hận cháu thấu xương, bất quá chỉ là hận mà không nói gì. Lần này Diệp Tranh vanh xuôi nam cùng Dương Viễn chẳng khác gì là cấu kết với nhau cả. Diệp Tranh vanh cùng với Dương Viễn liên hợp với nhau, cơ bản là có thể khống chế hết cảnh sát ở Nam Tô này, đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, bước thứ hai chính là đem Nạp Lan ra trở thành quân cờ. Bùi Đông Lai nói tới đây thì dừng một chút, rút ra một điếu thuốc đưa cho Trần Quốc Đào rồi châm lửa lên, sau đó hắn cũng châm cho mình một điếu thuốc, hút một hơi, ngồi ở trên ghế rồi nói tiếp. Trong mười mấy năm qua, lúc nào Nạp Lan gia cũng muốn xuôi nam, khuếch trương thế lực, nhưng mà bởi vì những nguyên nhân khác nhau nên bọn hắn không thể làm được. Ngoài ra còn có ân oán giữa Bùi gia và Nạp Lan gia, người của Nạp Lan gia cũng hận không thể giết chết cha con cháu. Cho nên, khi Nạp Lan gia biết được bản thân là quân cờ, là con chó săn của Diệp Tranh Vanh thì bọn hắn cũng bằng lòng phối hợp với Diệp Tranh Vanh để diệt trừ cháu. Đích thật là như vậy. Trần Quốc Đào phun ra một ngụm khói, tinh quang trong mắt lóe lên. Giống như lời của cậu nói, Diệp Tranh Vanh đã nắm hai giới hắc bạch trong tay. Hắn lợi dụng Nạp Lan gia làm mồi, dụ dỗ cậu đến đây để cùng chém giết với Nạp Lan gia trên phương diện hắc đạo, cùng lúc hắn lại âm thầm khống chế cảnh sát Nam Tô. Một khi trong quá trình tranh đấu với Nạp Lan gia, cậu để hắn bắt lấy được nhược điểm thì hắn sẽ đem cậu lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hơn nữa ở con đường làm quan hắn cũng đã dựng thế cho bản thân mình. Nói tới đây, Trần Quốc Đào không biết Bùi Đông Lai sẽ dùng cách gì đối phó với Diệp Tranh Vanh thì càng thêm tò mò. Đông Lai, cậu tính toán làm như thế nào? Lấy đạo của người trả lại cho người. Giọng nói không rét mà run của Bùi Đông Lai vang lên. Lợi dụng quy tắc, lấy đạo của người trả lại cho người. Trần Quốc Đào nhớ kỹ hai câu này, vắt óc suy nghĩ Bùi Đông Lai sẽ dùng cách nào, nhưng mà cho dù hắn cố gắng đi mấy cũng không nghĩ ra được, sau đó liền mắng. Tiểu tử, đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, cậu muốn làm cái gì? Còn nữa, cậu muốn lão tử giúp cậu như thế nào đây? Lúc trước, cháu từng bí mật đến Giang Lang, đã chiếm được một ít đồ vật. Bùi Đông Lai nói ra con bài chưa lật. Mà ngài chỉ cần ngồi im làm một việc. Việc gì? Vẻ mặt Trần Quốc Đào ngạc nhiên. 10 phút sau, khi Bùi Đông Lai rời khỏi phòng của Trần Quốc Đào, bước ra bên ngoài thì những cơn mưa đã ập tới. Thấy được Bùi Đông Lai đi ra thì Quý Hồng liền cầm dù đi lên đón, rồi cả hai đi vào một chiếc xe Jeep. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Trung Cương thì chiếc xe Jeep biến mất trong màn đêm. Cũng giống như những thành phố khác. Ở Giang Lăng cũng có hội sở tư nhân, trong đó hội sở Đường Hối là một hội sở tư nhân có tiếng nhất. Trước đây hội sở Đường Hối này là do một tay Dương Sách xây dựng, nó cùng nhiều hội sở giống như, cũng có chế độ sử dụng VIP, hội viên dựa vào thân phận, địa vị cao thấp, phân biệt thành VIP sơ cấp và VIP cao cấp. Có thể nói đây chính là một nơi để đốt tiền. Nhưng mà, từ sau khi hội sở Đường Hối này được thành lập thì rất nhiều nhân sĩ quyền quý ở Giang Lăng và các nơi này để muốn thành hội viên ở đây. Bởi vì, mọi người đều cần quan hệ. Đây chính là nơi để những nhân sĩ quyền quý kia kết giao, khuếch trương mạng lưới quan hệ của mình để kiếm lấy lợi ích. Lúc 12 giờ đêm, cách trụ sở Đường Hối khoảng 500 mét, ở ven đường xuất hiện 7 chiếc xe công vụ. Trong xe là một mảnh tối đen làm cho người ta không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Bất quá, đối với người có kinh nghiệm mà nói thì bọn hắn chỉ dựa vào lốp xe là có thể suy đoán được trong đó có người hay không. Thậm chí là có thể đoán được trong xe có bao nhiêu người. Địch đội trưởng, sau khi Bùi Đông Lai đi vào Giang Lăng thì liền đến quân khu Giang Lăng, không biết là đêm nay có động thủ với Nạp Lan Ngũ Khải không?
Trong xe, một tên có dáng người khôi ngô, mặc đồng phục cảnh sát hướng về một nam nhân trung niên có dáng người hơi mập hỏi. Bên ngoài mưa lớn như thế, tôi cũng cho rằng hắn sẽ không tới. Đúng vậy, theo tôi thấy thì tên tiểu tử đó đi tìm Trần Quốc Đào, hơn nữa bây giờ còn chưa rời đi, hơn phân nửa là không muốn dùng thủ đoạn hắc đạo rồi, mà hắn muốn thông qua con đường quyền lực để đối kháng với Diệp Tranh Vanh. Địch đội trưởng, tục ngữ nói, thần tiên đánh nhau, nhân dân bị tai ương. Giống như chúng ta chỉ là những con tôm nhỏ, sẽ trở thành vật hy sinh của đám người tranh đấu quyền lực kia sao? Trong lúc nhất thời, trong xe vang lên vài tiếng nghị luận của mấy tên đặc công. Nghe được thuộc hạ của mình nói như thế thì tên đội trưởng đội đặc công là Địch Dũng không khỏi nhíu mày. Sở dĩ hắn dẫn đội đi ra hoàn toàn là dựa vào mệnh lên ở cấp trên. Cái gọi là cấp trên kỳ thật chính là chỉ thị của Dương Viễn. Nói cho các anh em, rút lui. Trầm ngâm một lát, Địch Dũng liền làm ra quyết định. Hắn cảm thấy tên thủ hạ của mình nói có lý, nếu như Bùi Đông Lai dùng cách của Hắc Đạo để đối kháng lại với Diệp Tranh Vanh thì như vậy bọn hắn cũng không để ý mà giúp Diệp Tranh Vanh. Nhưng mà nếu như Bùi Đông Lai tìm đến Trần Quốc Đào thì như vậy trận tranh đấu này sẽ trở nên vô cùng hung hiểm hơn, làm không tốt thì bọn hắn sẽ hãm sâu vào trong đó, trở thành vật hy sinh. Mệnh lệnh của Địch Dũng vừa ra thì thủ hạ hắn liền lĩnh mệnh. Trong khoảng khắc đó, mấy chiếc xe liền khởi động rồi biến mất trong màn mưa. Lão bản, đặc công Mai Phục đã rút lui. Mấy phút sau, trong một biệt thự của hội sở Đường Hối, một tên đại hán người Nga liền bước lên báo lại cho Nạp Lan Ngũ Khải. Hắn chính là một tên bảo tiêu cấp A của một công ty bảo vệ có tiếng ở Nga, hắn đi vào Trung Quốc chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Nạp Lan Ngũ Khải. Nghe được tên bảo tiêu người Nga nói như thế thì Nạp Lan Ngũ Khải bóp tắt tàn thuốc, không có hé răng. Ngũ gia, Bùi Đông Lai đến Giang Lăng liền đi tới quân khu Giang Lăng, cho tới bây giờ vẫn chưa rời khỏi quân khu, hẳn là đi tìm Trần Quốc Đào rồi. Từ Mãng ở một bên, thấy Nạp Lan Ngũ Khải không nói lời nào thì do dự một chút rồi nói. Theo ý của tôi thì sở dĩ đám đặc công kia rút lui hơn phân nửa là cảm thấy Bùi Đông Lai tính toán mượn Trần gia nên bọn hắn không muốn giao du với kẻ xấu như chúng ta. Nạp Lan Ngũ Khải nghe vậy, cau mày, không có tỏ thái độ. Nếu tiểu tử đó muốn lợi dụng Trần gia thì chuyện này sẽ trở nên khó giải quyết, theo tôi thấy cần phải bàn lại. Từ Mãng nói ra quan điểm của mình. Nạp Lan Ngũ Khải híp mắt, nghiền ngẫm nhìn vào Từ Mãng. Cậu sợ sao? Sắc mặt Từ Mãng hơi đổi, kiên trì nói. Nếu như Diệp Thiếu đã quyết định khai đao với Bùi Đông Lai thì như vậy Bùi Đông Lai đã bị tuyên án tội chết, tự nhiên là tôi sẽ không sợ. Tuy nói như vậy nhưng mà ánh mắt của hắn không ngừng chớp chớp, điều này đã bán rẻ nội tâm của hắn thật sự sợ. Sợ là bởi vì trong kế hoạch lần này thì Nạp Lan gia là con cờ trong tay của Diệp Tranh Vanh, còn hắn chỉ là con cờ trong tay của Nạp Lan gia. Vì để cho Bùi Đông Lai trúng kế nên hôm nay toàn bộ mọi hoạt động trong hội sở Đường Hối đã ngừng lại, cả hội sở trừ Nạp Lan Ngũ Khải cũng năm tên bảo tiêu của hắn ra thì những người khác đều là thuộc hạ của Từ Mãng hắn. Cho nên, nếu như Bùi Đông Lai đến đây thì hắn Từ Mãng cũng không dễ chịu gì. Hắn sẽ trở thành vật bồi táng. Bởi vì biết được chuyện này, bởi vì sợ hãi, bất đắc dĩ mới khuất phục Nạp Lan Ngũ Khải cùng Diệp Tranh Vanh cho nên hắn không hy vọng Bùi Đông Lai đến đây. Mà hy vọng Bùi Đông Lai sẽ lợi dụng thủ đoạn bạch đạo để giải quyết trận tranh đấu này. Ngũ gia, tiểu tử đó sẽ không sợ tới mức không dám tới sao? Lúc này đây Hải Đông Viên liền mở miệng hỏi, hắn mà Từ Mãng khác nhau, một thân công phu của hắn đã luyện tới mức tận cùng, hắn ước gì Bùi Đông Lai đến tìm cái chết. Không dám tới. Ngay sau đó, trong bộ đàm truyền ra một giọng nói dồn dập. Cửa số 8, toàn bộ đã bị giết chết. Bọn hắn dường như chết cùng một lúc, đều bị người ta bắn nát đầu hơn nữa trên máy quay lại không thấy hình ảnh bọn hắn bị bắn, căn bản là không nhìn ra ai đã nổ súng. Đến rồi. Trong phút chốc, suy nghĩ này đã hiện ra trong đầu của đám người Nạp Lan Ngũ Khải. Pavlovsky, bọn hắn có bao nhiêu người? Xảy ra biến hóa bất ngờ làm cho Nạp Lan Ngũ Khải cả kinh, sau đó hắn liền bình tĩnh trở lại, cầm lấy bộ đàm hỏi lấy tên bảo tiêu tên là Pavlovsky kia. Lão bản, tôi không thể xác định được bọn hắn đến đây có bao nhiêu người, tôi đang dựa vào tiếng súng để tìm tung tích bọn chúng. Bên ngoài hội sở, Pavlovsky đang núp trong một bụi cây, trừng to mắt, một bên tìm tung tích đối thủ, một bên báo lại cho Nạp Lan Ngũ Khải. Hani, ngươi nói nhiều rồi đó.
Ngay sau đó, không đợi Pavlovsky hội báo xong, đột nhiên một giọng nói hấp dẫn vang lên. Trong màn đêm, Quý Hồng một thân áo khoác màu đỏ chẳng biết đã lúc nào đã xuất hiện phía sau Pavlovsky. Lộp bộp. Trong lòng Pavlovsky chấn động, theo bản năng liền rút súng ra rồi nhắm về phía Quý Hồng mà bắn. Nhưng mà, so với hắn thì Quý Hồng nhanh hơn. Trong lúc khẩu súng của Pavlovsky giơ lên thì chân phải của Quý Hồng đã động, một cước đá về phía cổ tay phải của Pavlovsky. Bốp! Một cước của Quý Hồng đá trúng cổ tay của Pavlovsky, đá bay khẩu súng trong tay hắn. Sau đó, Quý Hồng không dừng lại, nắm lấy đầu của Pavlovsky, tay phải đột nhiên vung lên. Xoẹt! Tiếng xé gió vang lên, một thanh chủy thủ trong tay Quý Hồng xuất hiện, một đạo bạch quang hiện lên. Phốc! Một đao chém ra, máu tươi liền phun ra. Ách! Thân mình Pavlovsky chấn động, sau đó hắn cố gắng giãy giụa nhưng mà bởi vì bị Quý Hồng nắm chặt nên giãy giụa đã trở nên vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu chảy ra, cảm nhận sinh mạng đang trôi đi. Thay ta gửi lời thăm hỏi về phía lão đầu kia. Quý Hồng tiến lên từng bước, nở ra một nụ cười chết người với Pavlovsky. Nói xong, nàng lại chém ra đao thứ hai. Phốc! Hàn quang hiện. Máu tươi bắn. Đầu của Pavlovsky bị Quý Hồng chặt xuống, thi thể của hắn liền ngã xuống đất. Pavlovsky, nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra? Pavlovsky, ngươi thế nào rồi? Quý Hồng giết chết Pavlovsky chỉ xảy ra trong vài giây đồng hồ, trong hội sở đường hối, Nạp Lan Ngũ Khải cùng với tên bảo tiêu người Nga tên là Rasa không nhận thấy được tin tức của Pavlovsky thì liền hô to. Ngũ gia, ngài sốt ruột rồi sao? Bùi Đông Lai đi đến bên cạnh Quý Hồng, cầm lấy bộ đàm lên rồi nhìn vào tầng cao nhất của hội sở. Bùi Đông Lai. Nghe được giọng nói của Bùi Đông Lai thì Nạp Lan Ngũ Khải cả kinh, sau đó trầm giọng nói với Tử Mãng ở bên cạnh. Để cho người của ngươi lập tức đổi tần số, ngoài ra để cho bọn chúng canh gác ở cửa thang lầu, cửa thang máy. Người có tên, cây có bóng. Nghe được cái tên Bùi Đông Lai này thì Tử Mãng bị dọa không nhẹ. Bất quá hắn biết rõ hôm nay hắn và Nạp Lan Ngũ Khải đã ngồi chung một con thuyền, vì thế cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng, cầm lấy bộ đàm rồi chuyển mệnh lệnh của Nạp Lan Ngũ Khải xuống. Lão bản, bọn hắn xuất hiện, có tổng cộng hai người, một nam một nữ, bọn hắn không có né tránh máy quay, cứ như thế mà đi một cách nghênh ngang. Sau đó, đột nhiên ở trong phòng điều khiển, giọng nói của một tên bảo tiêu vang lên. Mà, hơn nữa cái gì? Chẳng biết tại sao, nghe được giọng nói run rẩy của tên bảo tiêu này thì Nạp Lan Ngũ Khải cảm thấy một trận sợ hãi, vì thế hắn liền hét lên một tiếng, hắn muốn dùng phương thức này để làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng. Mà hơn nữa trong tay nữ nhân kia có mang theo đầu của Pavlovsky. Hỗn đản, người quan tâm đến cái đó làm gì? Ta chỉ cần biết có thể thấy được tung tích của bọn hắn không? Nạp Lan Ngũ Khải lớn tiếng nói. Được. Bọn hắn chẳng những nghênh ngang đi vào mà hơn nữa bọn hắn cũng không có che giấu tung tích của mình. Trong phòng điều khiển, tên bảo tiêu kia nhìn vào Bùi Đông Lai và Quý Hồng ở trên màn hình, lớn tiếng nói lại. Lời của tên bảo tiêu vừa nói xong thì trong văn phòng ở tầng cao nhất của hội sở, Rasaya vội vàng chạy đến bên cạnh một màn hình, trong màn hình Bùi Đông Lai và Quý Hồng đang nghênh ngang đi vào. Trong màn hình, Bùi Đông Lai mặc một chiếc áo khoác màu đen, dưới chân là một đôi giày bộ đội. Một đôi bao tay màu đen. Còn Quý Hồng thì mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, dưới chân là một đôi giày màu đỏ, bao tay màu đỏ cùng với một thanh chủy thủ. Giống như lời của tên trong phòng điều khiển kia vậy, Bùi Đông Lai và Quý Hồng giống như là cặp tình nhân đang đi dạo chơi, cứ như vậy mà nghênh ngang đi vào. Hai người này muốn làm gì? Thấy một màn như vậy thì tất cả các tên bảo tiêu của Nạp Lan Ngũ Khải đều thâm hỏi bản thân, bọn hắn đã làm nhiều nhiệm vụ, gặp qua không ít sát thủ. Nhưng mà chưa bao giờ bọn hắn thấy được có người dám giết người một cách trắng trợn như thế. Ha ha, Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, mày thật là một tên ngu xuẩn. Nạp Lan Ngũ Khải nghe vậy thì nhịn không được mà bật cười. Tử Mãng, lập tức kêu người của ngươi động thủ, có thể xử lý hắn thì càng tốt. Mi e nó chứ, nếu không xử lý được bọn hắn thì chỉ có thể quay lại cảnh bọn hắn giết người là tốt rồi. Rasa, ngươi tới phòng điều khiển đi. Hả? Nạp Lan Ngũ Khải vừa nói xong thì đột nhiên Quý Hồng và Bùi Đông Lai liền biến mất trong hình ảnh. Một lát sau, băng, 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 băng. Tiếng bốn viên đạn liền vang lên,
bốn viên đạn liền bắn chính xác vào bốn tên đại hán đang đứng trước đại lầu của hội sở. Phốc, 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 phốc. Trên màn hình, bốn gã đại hán bị bắn vỡ đầu, huyết hoa nở rộ. Ngu ngốc. Thấy một màn như thế thì Nạp Lan Ngũ Khải liền nắm lấy bộ đàm, lớn tiếng nói. Các ngươi đám ngu ngốc này, mau núp đi, không cần thò đầu ra, ta không cần hình ảnh các ngươi bị giết. Lão bản thân ái, nếu tên thiếu não Nạp Lan Ngũ Khải kia biết được trước đây chúng ta lẻn vào đây một cách thần không hay quỷ không biết thì hẳn sẽ sợ tới mức nào đây nhỉ? Mắt thấy Bùi Đông Lai dễ dàng giải quyết bốn tên đại hán kia thì Quý Hồng cũng không có khẩn trương mà tỏ ra nũng nịu. Cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai và nàng đang chơi một trò chơi đơn giản vậy. Không trả lời. Đột nhiên Bùi Đông Lai rút súng ra rồi nhắm về phía một cửa sổ trên lầu 2 rồi bóp cò. Bằng. Tiếng súng vang lên, Bùi Đông Lai bắn ra ngay tại chỗ, cả người đột nhiên bay lên, một tay cầm dây thừng, một tay cầm súng, hai chân dẫm vào vách tường, cả người giống như là một linh hầu vậy, hướng về phía trên mà nhảy lên. Hắn ở đây. Bằng. Bằng, 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 bằng. Cả hội sở đang im lặng bỗng vang lên một tiếng hét, sau đó từng tiếng súng liền vang lên. Trên không, chân phải Bùi Đông Lai đạp một cái, cả thân mình liền tung lên trời làm cho những viên đạn không thể bắn trúng hắn. Bằng, 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 bằng. Sau khi né hết những viên đạn kia, Bùi Đông Lai không để cho thân mình chạm đất thì hắn liền quyết đoán mà bóp cò. Phốc, phốc. Hai gã đại hán không kịp né tránh đã bị Bùi Đông Lai hạ gục, ngã xuống trong vũng máu. Ngoài ra, bốn tên còn lại cũng sợ tới mức liền trốn vào những bụi cây bên cạnh. Loảng xoảng. Sau khi bắn xong, thân mình Bùi Đông Lai liền thu lại, hai chân đá vào cạnh cửa thủy tinh rồi đi vào phòng. Nạp Lan Ngũ Khải, mày tưởng rằng thông qua đám phế vật người Nga kia thì có thể đối phó được với lão bản sao? Đầu của mày bị lừa đá vào rồi sao? Chẳng lẽ mày không biết lão bản của ta ngoài là cao thủ ra thì hắn lại là một siêu cấp binh vương sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai thuận lợi đi vào phòng thì Quý Hồng cười lạnh một tiếng, cả người giống như quỷ mị liền biến mất. Nhiệm vụ của nàng chính là xử lý lầu một cùng với phòng điều khiển. Sau khi đi vào phòng, Bùi Đông Lai liền bỏ súng xuống, sau đó hai tay cầm lấy hai khẩu súng tự động, đi đến cửa rồi dán tai vào cửa phòng, nghe động tĩnh ở bên ngoài. Trong hành lang. Hơn 10 tên đại hán đang đứng hai bên hành lang, bọn hắn dùng súng nhắm vào cửa phòng kia, hô hấp bọn hắn tỏ ra dồn dập, vẻ mặt khẩn trương, tay cầm súng run lên, cảm giác kia giống như lúc nào cũng có thể nổ súng vậy. Rất nhanh, Bùi Đông Lai thông qua thính lực biến thái của mình đã nghe được những tiếng thở dồn dập của những tên ở bên ngoài cửa, đã đoán được vị trí của đối phương. Két! Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Bằng, 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 bằng. Nghe được tiếng mở cửa thì hơn 10 tên đại hán trong cùng một lúc liền bóp cò, bắn về phía cửa phòng. Bằng, 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 bằng. Sau đó, coi như lúc hơn 10 tên đại hán không thấy được bóng dáng của Bùi Đông Lai mà không nổ súng nữa thì đột nhiên từ trong phòng xuất hiện hai khẩu súng tự động, hướng về phía hai đầu hành lang mà nhả đạn một cách điên cuồng. Phốc, phốc, phốc. Vài tên đại hán không kịp trốn tránh liền bị đạn bắn chung, kêu rên rồi ngã xuống vũng máu. Còn những tên còn lại thì liền rút đầu lại, không dám ló ra. Bịch, bụp, tiếng bước chân và tiếng máy chụp cùng vang lên một lúc, Bùi Đông Lai từ trong phòng đi ra, xuất hiện ở hành lang liền bị máy quay chụp lại. Ha ha, cuối cùng cũng chụp được, ra xa, mau mau lưu lại rồi gửi vào hòm thư đi. Thấy được hình ảnh Bùi Đông Lai trong tấm hình thì Nạp Lan Ngũ Khải liền lớn tiếng nở nụ cười. Lão bản, dây cáp của hội sở đã bị chặt đứt rồi. Không thể vào mạng. Rasa biến sắc, thất thanh nói. Ngoài ra, mạng Internet cũng không vào được. Cái gì? Tiếng cười của Nạp Lan Ngũ Khải dừng lại, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lão bản, nếu như bọn hắn có thể cắt đứng dây cáp thì cũng có thể cắt được dây điện của hội sở. Sau đó, không đợi Nạp Lan Ngũ Khải nói cái gì, đột nhiên Rasa hiểu được vì sao Bùi Đông Lai lại nghênh ngang đi vào hội sở, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Giống lớn nói. Hắn là cố ý làm như vậy, hắn cố ý làm như vậy để chúng ta thấy được cảnh hắn giết người. Ta thề trước Thượng Đế, người này chính là một kẻ điên. Lúc này, nghe được Rasa nói rằng Bùi Đông Lai cố gắng để lộ tung tích là vì muốn mình thấy được cảnh Bùi Đông Lai giết người thì Nạp Lan Ngũ Khải liền trực tiếp hoảng sợ.
Du Prasa, lập tức dùng di động chụp lại, sau đó rồi gửi đi. Khiếp sợ qua đi, Nạp Lan Ngũ Khải đột nhiên nhớ ra cái gì rồi lớn tiếng lên nói một câu, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại gọi cho cảnh sát để xin giúp đỡ. Lão bản, hắn đã cắt đi hệ thống mạng trong hội sở, chúng ta không thể gọi điện thoại đâu. Nghĩ đến cảnh Bùi Đông Lai giết người một cách đơn giản như thế thì trong giọng nói của Rasa toát ra sự sợ hãi thật sâu, trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, hắn và đám huynh đệ kia không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai. Lão bản, thực lực của hắn còn cường đại hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhất định lập tức rời khỏi đây. Bằng, bằng, giống như đáp lại lời nói của Rasa, ở lâu hai, hai tay Bùi Đông Lai cầm hai súng, vừa bước đi trong hành lang, vừa bóp cò. Tiếng súng vang lên, đầu người nổ tung. Vài tên thử thò đầu ra, trong nháy mắt liền bị đạn xuyên qua, banh chè ngay tại chỗ. Bên tai nghe Rasa nói thế, nhìn thấy cảnh Bùi Đông Lai giết người một cách thoải mái như thế thì trong lòng Nạp Lan Ngũ Khải liềm cảm thấy nguy cơ, thậm chí hắn còn không dám lên tiếng. Võ công cao tới đâu, cũng phải sợ thái đao. Luận công phu, hắn không sợ Bùi Đông Lai. Nhưng mà Bùi Đông Lai chẳng những là cao thủ võ học mà còn là cao thủ dùng súng. Sau đó, không đợi Nạp Lan Ngũ Khải quyết định thì trong màn hình, hai tay Bùi Đông Lai xách súng đi về phía cầu thang. Trước cầu thang, một gã thủ hạ của Từ Mãng thấy được đồng bọn của mình đều đã chết hết, xung quanh đều là máu tươi cùng óc thì hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn liền bỏ súng xuống, cả người sủi lơ nằm xuống mặt đất, thân hình cong lại giống như là một con tôm, không ngừng nôn ra. Đừng, đừng mà. Sau đó, hắn thấy được Bùi Đông Lai giống như là sát thần xuất hiện trước mặt hắn thì hắn liền kêu to lên. Bằng. Phốc. Tiếng súng vang lên, huyết hoa nở rộ. Từ Mãng, để người của ngươi tập trung ngay cầu thang, bất kể như thế nào cũng phải ngăn hắn lại. Thấy một màn như vậy thì Nạp Lan Ngũ Khải liền toát mồ hôi lạnh, hắn giống to lên. Rasa, gọi cho Sake Phu mau. Để cho hắn tìm phương pháp chụp lại hình ảnh rồi lập tức rút lui. Bọn hắn chỉ có hai người, căn bản không thể nào ngăn chúng ta được. Nạp Lan Ngũ Khải, tao có 100 biện pháp để giết mày, mày có thể nghĩ rằng sẽ trốn thoát được sao? Bùi Đông Lai cầm lấy bộ đàm lên, nghe được Nạp Lan Ngũ Khải nói như thế thì mỉm cười. Bá! Nghe được giọng nói hờ hững của Bùi Đông Lai, nhìn nụ cười như ác ma của Bùi Đông Lai thì trong lòng Nạp Lan Ngũ Khải liền nổi lên hàn ý. Hắn chỉ cảm thấy dường như bản thân đã lọt vào hầm băng, lạnh khắp từ đầu đến chân. Ngũ gia, đi thôi. Giờ phút này, rốt cuộc Hải Đông Viên Cung thu lại lòng khinh thị của mình đối với Bùi Đông Lai, dường như trong lòng hắn cũng hiểu rằng nếu bây giờ còn không đi thì sẽ không kịp nữa, vì thế hắn liền đi lên đỡ lấy Nạp Lan Ngũ Khải, ý bảo rời đi. Sake Phu, hãy mau lại những tấm ảnh kia rồi lập tức rút lui. Cùng lúc đó, Rasa cầm lấy bộ đàm gọi cho Sake Fu ở phòng điều khiển. Sake Fu thu được. Trong phòng điều khiển, Sake Fu liền nhanh chóng trả lời một câu rồi bắt đầu những tấm ảnh kia. Két. Sau đó, không đợi Sake Fu làm xong thì đột nhiên cửa phòng đã bị mở ra. Sake Fu nghe vậy thì trong lòng vừa động, thân thể liền nằm xuống, rút súng ra rồi bắn về phía cửa. Bằng. Tiếng súng vang lên bắn vào trước cửa. Lộp bộp. Mắt thấy mình bắn không trúng thì Sake Fu biến sắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Là ai? Phản ứng nhanh thật. Giống như trả lời câu hỏi của Sake Fu, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau hắn. Hả? Trong lòng Sake Fu chấn động, liền nằm ngửa lại, hai tay nắm súng, muốn bắn về phía sau. Vù! Không đợi Sake Fu bóp cò, một đạo bạch quang liền hiện lên, thanh chủy thủ liền bắn về phía Sake Fu. Xoẹt! Thanh chủy thủ sắc bén liền cắt trúng cổ tay của Sake Fu, máu tươi phun ra. Tê! Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến cho Sake Fu hít một ngụm khí lạnh. Hani, không nên từ chối a, kỳ thật thì sinh mạng trôi đi cũng không đáng sợ. Đối mặt với Sake Fu đã mất đi vũ khí thì Quý Hồng liền đi về phía Sake Fu, mỗi lần bước đi đều vang lên những tiếng xoạch, xoạch. Nghe được giọng nói nũng nịu của Quý Hồng. Nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt của Quý Hồng thì Sake Fu cảm thấy lông tóc cả người dựng lên, vì thế hắn liền nắm lấy cái ghế bên cạnh rồi ném về phía Quý Hồng. Vù! Quý Hồng nghiêng người né được, cả người bắn ra, trực tiếp bay thẳng đến trước người Sake Fu, chân phải nâng lên, hung hăng giẫm xuống mặt của Sake Fu.
Hani, làm sao ngươi không nghe lời thế? Quý Hồng mỉm người cúi đầu xuống. Sake Fu liền cảm thấy sợ hãi, hắn liền cố gắng giãy giụa để thoát khỏi. Ngoan, không nên giãy giụa. Quý Hồng mỉm cười, từ từ thay đổi vị trí bàn chân rồi dùng sức đè bẹp khuôn mặt của Sake Fu. Rắc, rắc, tiếng xương gãy vang lên, xương hàm của Sake Fu liền bị nghiền nát khiến cho Sake Fu cảm thấy đau đớn, hắn giống như là người điên mà giống lên. Giết, giết ta đi, ngươi, tên ác ma này. Ha ha, ta thích người khác gọi ta là nữ vương, chẳng lẽ ngươi không thấy tỷ tỷ đây giống như nữ vương sao? Quý Hồng cười một cách phóng đãng, sau đó nhìn thoáng lên màn hình thì thấy đám người Nạp Lan Ngũ Khải xuất hiện, nàng lại cúi đầu xuống, giống như là đang an ủi một đứa nhỏ vậy. Hani, địa ngục đang chờ ngươi. Bịch. Nói xong, chân phải Quý Hồng nâng lên, dùng sức dậm xuống đầu Sake Fu. Đầu Sake Fu giống như là quả dưa hấu, liền nứt toạc ra, tắt thở ngay tại chỗ. Sau khi hành hạ xong Sake Fu thì Quý Hồng đi đến bên cạnh màn hình, cầm lấy bộ đàm rồi hướng về phía Bùi Đông Lai mà truyền tin tức. Lão bản thân án, cửa thang máy lầu 4 có 12 người mai phục, còn về phần tên Nạp Lan Ngũ Khải ngu ngốc kia thì hiện tại hắn đang đi về phía thang máy. Bộp, bộp, bộp. Nghe được tin tức từ Quý Hồng thì Bùi Đông Lai không chút hoang mang, liền bước chân đi. Lão bản, thang máy không thể sử dụng, chúng ta chỉ có thể đi bằng thang bộ. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất Rasa đi tới thang máy thì phát hiện thang máy không thể sử dụng được. Ách! Nạp Lan Ngũ Khải cả kinh. Ngũ ra, hắn lên đây rồi. Sau đó, không đợi Nạp Lan Ngũ Khải lấy lại tinh thần thì giọng nói của một tên thủ hạ từ mãng vang lên trong bộ đàm. Ngăn hắn lại, bất kể như thế nào cũng phải ngăn hắn lại. Nạp Lan Ngũ Khải lấy lại tinh thần, lớn tiếng mà giống lên. Pằng, 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 pằng. Giọng nói Nạp Lan Ngũ Khải vập dứt thì dừng lại, cả người giống như tử thần xuất hiện, súng trong tay liền bóp cò, từng tiếng súng vang lên. Phốc, phốc. Mấy tên thủ hạ của Từ Mãng sớm đã sợ bể mật, đối mặt với những làn đạn của Bùi Đông Lai thì rất nhiều tên bị trúng đạn, còn những người không bị gì thì liền hét lên rồi lui trở về phòng. Xử lý hắn rồi sao? Trong hành lang lầu 6, Nạp Lan Ngũ Khải giống như là con kiến bò trên chảo, gấp đến độ phải xoay quanh. Chưa được, hắn giống như là u linh vậy, vừa xuất hiện thì liền nổ súng, những huynh đệ của chúng ta đã phản ứng chậm một chút, đã chết cả rồi. Mẹ nó, đám người các ngươi nhiều như vậy, cùng nhau nổ súng đi, tao không tin không giết được hắn. Nạp Lan Ngũ Khải tức giận đến chửi má nó. Không, không thể. Tài bắn súng của hắn rất con mẹ nó. Đúng à, ta không đi ra ngoài đây, ta con mẹ nó nhảy lầu cũng không đi ra ngoài. Ta sao, mũ sao và phần trăm và. Nạp Lan Ngũ Khải tức giận đến mức thiếu chút nữa là đập bộ đàm. Mắt thấy vài tên thủ hạ của Từ Mãng bỏ trốn thì Bùi Đông Lai cũng không có đuổi giết mà là một bên thay đạn, một bên đi lên tầng cao nhất. Ba, 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 kịch. Tiếng bước chân cùng với tiếng thay đạn vang lên. Giống như là tiếng gọi của tử thần, khiến cho Nạp Lan Ngũ Khải sợ tới mức phát run. Mày cùng hai người bọn hắn canh giữ ở cầu thang, một khi hắn xuất hiện thì lập tức xử lý hắn. Nạp Lan Ngũ Khải cố gắng điều chỉnh lại tâm tình rồi để cho Từ Mãng cùng hai tên bảo tiêu ở lại phục kích Bùi Đông Lai. Ngũ ra, tôi. Từ Mãng sớm sợ tới mức mặt không còn giọt máu. Lúc này nghe Nạp Lan Ngũ Khải nói để mình ở lại phục kích Bùi Đông Lai thì hắn sợ tới mức há mồm ra, cố gắng nói cái gì nhưng mà thấy được Nạp Lan Ngũ Khải trừng mắt thì hắn biết được nếu như hắn không làm theo lời của Nạp Lan Ngũ Khải thì hắn sẽ bị Nạp Lan Ngũ Khải xử lý, vì thế hắn liền biết điều mà ngậm miệng lại. So sánh với Từ Mãng mà nói thì tuy rằng Rasa và những tên đồng bọn của hắn bị sức chiến đấu khủng khiếp của Bùi Đông Lai làm cho khiếp sợ nhưng mà cho đến bây giờ thì hắn cũng biết chỉ có gạch ngói cùng tàn thì mới có con đường sống. Cho nên hắn không có bất kỳ dị nghị gì mà liền lấy súng ra rồi đi đến chỗ cầu thang. Từ Mãng thấy thế thì liền đến bên cạnh Rasa làm ra động tác đứng bắn nhưng mà tay cầm súng của hắn lại run lên. Thấy một màn như vậy thì Nạp Lan Ngũ Khải suy nghĩ một chút rồi mang theo Hải Đông Viên trở về văn phòng, cố gắng rời xa chiến trường. Lão bản thân ái, trên cầu thang có hai tên người Nga ngu ngốc, ngoài ra còn có Từ Mãng ở đó. Chân trước Nạp Lan Ngũ Khải vừa mới bước vào văn phòng thì giọng nói của Quý Hồng liền vang lên trong bộ đàm, truyền vào tai Bùi Đông Lai.
Còn về phần tên thiếu não Nạp Lan Ngũ Khải kia đã trở về văn phòng. Nghe được Quý Hồng nói như thế thì Bùi Đông Lai không chút hoang mang mà mở ba lô ra, sau đó hắn lấy ra một chiếc mặt nạ chống độc cùng với hai trái lựu đạn cay rồi hướng về phía trước mà ném tới. Xì, xì. Hai tiếng nổ liền vang lên, hơi cay trong hai quả lựu đạn liền thoát ra. Khụ, khụ. Thấy được khói trắng trong lựu đạn thì Từ Mãng sợ tới mức nằm sấp xuống đây, sau đó nước mũi của hắn liền chảy đầm đìa. So sánh với Từ Mãng mà nói thì Rasa và đồng bạn của hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, thấy được lựu cay nổ thì hắn liền ngừng thở rồi cùng chạy đi. Bằng, bằng. Nhưng mà, không đợi tụi hắn bỏ chạy thì Bùi Đông Lai đã xuất hiện rồi bóp cò, hai tên bọn hắn liền mất mạng ngay tại chỗ. Khụ, khụ, Bùi, Bùi thiếu. Nghe được tiếng súng, Từ Mãng một bên ho khan, một bên hướng về Bùi Đông Lai mà cầu xin tha thứ. Bên dưới giao cho cô, tốc chiến tốc thắng. Không để ý đến lời cầu xin tha thứ của Từ Mãng, Bùi Đông Lai liền dặn dò Quý Hồng một câu rồi đi đến bên cạnh Từ Mãng, sau đó xách Từ Mãng lên giống như là xách một con gà. Đừng, đừng mà. Bị Bùi Đông Lai xách trong tay, nghĩ đến Bùi Đông Lai sẽ giết mình thì Từ Mãng liền cầu xin tha thứ. Vù. Bùi Đông Lai liền ném Từ Mãng ra ngoài giống như là ném một bao rác vậy. Sau đó, Bùi Đông Lai liền đi về phía văn phòng của Nạp Lan Ngũ Khải. Vù. Vài giây sau, khi Bùi Đông Lai còn cách văn phòng nơi Nạp Lan Ngũ Khải ở khoảng 5 mét thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Hải Đông Viên lăn ra một vòng rồi một thanh chủy thủ từ trong tay hắn phóng ra. Vù. Bùi Đông Lai giống như là đã đoán trước được, bước chân dừng lại, ngửa người ra, thoát khỏi ám toán của Hải Đông Viên. Chết cho ta. Đánh lén không thành công, Hải Đông Viên liền nhảy lên, giống như là một cây cung bắn về phía Bùi Đông Lai. Tay phải của hắn vung lên, nhắm về phía cổ họng của Bùi Đông Lai mà chém tới. Vù, vù. Một quyền đánh ra, quyền chưa tới, quyền phong tới trước. Lấy thực lực của hắn, nếu Bùi Đông Lai trúng một chiêu này thì sẽ mất mạng tại chỗ. Đối mặt với một quyền toàn lực của Hải Đông Viên thì Bùi Đông Lai cũng không tránh mà dùng cứng đối cứng. Thất thương. Một quyền này chính là thất thương trong Bùi gia quyền. Dầm. Hai quyền chạm nhau, tiếng trầm đục vang lên, ám kình bùng nổ. Cảm thấy được quyền kình của mình đã bị Bùi Đông Lai triệt tiêu thì trong lòng Hải Đông Viên cả kinh, vội vàng thu quyền lại. Muộn rồi. Âm, 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 âm. Bốn tầng ám kình liền bùng nổ. Rắc. Tiếng vang giòn vang lên, xương cốt cánh tay phải của Hải Đông Viên đã nát vụi, huyết nhục mơ hồ. Lực đạo khủng bố làm cho cả người Hải Đông Viên bay ngược ra sau. Bằng. Tiếng súng vang lên. Phốc. Viên đạn liền bắn xuyên qua đầu của Hải Đông Viên. Bịch. Hải Đông Viên giống như một con chó chết nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hô, hô. Thấy một màn như vậy thì sau khi bị Bùi Đông Lai ném qua một bên thì mặt của Từ Mãng sợ tới mức không còn giọt máu, hơi thở trở nên dồn dập. Không để ý đến Từ Mãng. Bùi Đông Lai bước đi về phía văn phòng. Trong văn phòng, Nạp Lan Ngũ Khải cầm súng, núp ở sau bàn, vẻ mặt của hắn sợ hãi nhắm về phía cửa, tay cầm súng không ngừng vang lên. Đột nhiên, Nạp Lan Ngũ Khải thấy được Bùi Đông Lai xuất hiện ở trước cửa thì sợ tới mức cả người run lên, lập tức bóp cò. Bằng! Bắn ra nhưng mà không có bắn chúng vào Bùi Đông Lai. Ba, ba! Bùi Đông Lai giống như là không có việc gì. Đi thẳng về phía Nạp Lan Ngũ Khải. Bằng, bằng. Nạp Lan Ngũ Khải sợ tới mức trái tim trầm xuống, liền bắn hết cả băng đạn. Bắn xong, Nạp Lan Ngũ Khải ngừng thở, trợn tròn mắt kết quả lại không thấy được bóng dáng Bùi Đông Lai đâu cả. Mày không bắn nữa sao? Sau đó, đột nhiên Bùi Đông Lai xuất hiện bên cạnh Nạp Lan Ngũ Khải. Ực, Nạp Lan Ngũ Khải sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, mặt không chút máu mà nhìn vào Bùi Đông Lai. Hàm răng va vào nhau tạo thành những tiếng lập cập. Không, không phải do tôi, là do Diệp Tranh Vanh, là hắn muốn giết cậu, tôi chỉ là con cờ của hắn mà thôi. Thân thể của Nạp Lan Ngũ Khải trở nên cứng ngắc, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. Đừng, đừng mà. Bịch, bịch, bịch. Nói xong thì Nạp Lan Ngũ Khải liền ngồi dậy rồi giống như là một con chó Trung Quốc, quỳ lại Bùi Đông Lai, hắn muốn dùng phương thức này để sám hối để chuộc tội. Cầu xin Bùi Đông Lai tha thứ cho hắn. Tao sẽ không giết mày nhưng mà mày phải làm cho tao hai chuyện. Mặt Bùi Đông Lai không đổi, nói.
Cậu nói, chỉ cần cậu không giết tôi thì cậu kêu tôi làm gì thì tôi cũng sẽ làm theo. Nạp Lan Ngũ Khải nghe vậy thì liền giống như người chết đuổi vớ lấy được một cọng cỏ, hắn tỏ ra kích động, hắn biết rằng nếu đêm nay Bùi Đông Lai dám đại khai sát giới thì như vậy Bùi Đông Lai tuyệt đối sẽ dám làm thịt Nạp Lan Ngũ Khải hắn. Chuyện thứ nhất, Từ Mãng đã phản bội tao, giết loại người này chỉ khiến tao thêm bẩn tay. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai ngồi xuống, cầm lấy khẩu súng đưa cho Nạp Lan Ngũ Khải. Hắn chuẩn bị chạy trốn, mày giúp tao giết hắn. Nếu như mày để cho hắn chạy thoát thì tao sẽ làm thịt mày, đương nhiên là mày có thể lựa chọn nổ súng về phía tao. Nói xong, Bùi Đông Lai đưa súng cho Nạp Lan Ngũ Khải. Hô! Nạp Lan Ngũ Khải thở ra một hơi, sau đó cầm lấy súng rồi chạy ra khỏi văn phòng. Trong hành lang, Từ Mãng hoàn toàn bị dọa phá mật, hướng về phía cầu thang mà chạy trốn. Bằng, 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 bằng! Tiếng súng vang lên. Lúc này đây... Nạp Lan Ngũ Khải liền bóp cò, đạn liền bay ra, bắn trúng vào đầu Từ Mãng, làm cho hắn mất mạng tại chỗ. Cả quá trình đều bị máy quay lại, bất quá Nạp Lan Ngũ Khải còn có thể nghĩ tới điều này sao? Tôi đã giết chết Từ Mãng, chuyện thứ hai là gì? Mắt thấy Từ Mãng đã chết thì Nạp Lan Ngũ Khải liền thử một hơi, đi vào văn phòng, vẻ mặt sợ hãi hướng về phía Bùi Đông Lai mà hỏi. Tục ngữ nói, oan có đầu nợ có chủ. Mày nói là Diệp Tranh Vanh muốn giết tao nhưng mà bây giờ hắn lại không có ở đây. Bùi Đông Lai mỉm cười, nói. Chuyện thứ hai chính là mày hãy giúp tao dẫn hắn đến đây, chỉ cần mày làm được điểm này thì tao sẽ bỏ qua cho mày, ân oán giữa Bùi gia và Nạp Lan gia cũng sẽ bị xóa bỏ. Được. Nạp Lan Ngũ Khải liền đáp ứng, đối với hắn mà nói thì giờ này kêu hắn giết vợ của hắn để giữ mạng sống thì hắn cũng sẽ làm. Thấy Nạp Lan Ngũ Khải đáp ứng thì Bùi Đông Lai cũng không có hé răng. Hô, hô, hô. Nạp Lan Ngũ Khải hít vào sâu ba hơi, điều chỉnh lại tâm tình, sau đó lấy điện thoại ra nhưng nghĩ đến tín hiệu ở đây đã bị phá thì lập tức nhìn về phía Bùi Đông Lai. Tao đã khôi phục lại rồi. Bùi Đông Lai ngồi ở trên ghế, chờ Nạp Lan Ngũ Khải gọi điện. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Nạp Lan Ngũ Khải liền gọi cho Diệp Tranh Vanh. Diệp Thiếu. Điện thoại được chuyển, sắc mặt của Nạp Lan Ngũ Khải liền biến đổi, hắn liền trở nên hưng phấn. Tên khốn kiếp Bùi Đông Lai kia đã bị tôi bắt được. Đầu bên kia điện thoại lúc này Diệp Tranh Vanh đang ở đại viện thị ủy nghe được Nạp Lan Ngũ Khải nói như thế thì ngẩn ra, sau đó hỏi. Làm sao ông bắt được hắn? Tối hôm nay sau khi vào Giang Lăng thì hắn liền đến quân khu Giang Lăng, luôn luôn không lộ diện khiến cho đám đặc công rời đi, tôi cũng vốn chuẩn bị rời đi. Kết quả là ngay khi tôi rời đi thì hắn đã tiến vào hội sở, giết đi mấy người bên tôi, cuối cùng lại bị hộ vệ của tôi là Hải Đông Viên đánh lén, khiến cho hắn bị thương, hiện tại hắn đang nằm trong tay của tôi. Nạp Lan Ngũ Khải nói xong thì nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai. Diệp Tranh Vanh, tao cho mày biết, cha của tao chưa chết, nếu mày dám động vào một cọng lông của tao thì đợi ngày cha tao về sẽ làm thịt cả trên dưới Diệp gia chúng mày. Bùi Đông Lai âm thầm tán thưởng khả năng diễn xuất của Nạp Lan Ngũ Khải, sau đó hắn liền phối hợp với Nạp Lan Ngũ Khải. Bùi Đông Lai, chuyện cho đến bây giờ mà con mẹ nó mày còn dám cuồng à? Tao cho mày biết, cha của mày đã chết rồi. Cho dù hắn còn sống thì sao? Rơi vào trong tay của Diệp Thiếu thì mày nhất định phải chết. Nạp Lan Ngũ Khải lại mở miệng. Hắc, Nạp Lan Ngũ Khải, thật không ngờ rằng ông lại có thể bắt sống được hắn. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Tranh Vanh nghe được cuộc đối thoại giữa Bùi Đông Lai và Nạp Lan Ngũ Khải thì không nhịn được mà cười to, sau đó dường như nhớ ra cái gì, hỏi. Đúng rồi, ông có chụp được ảnh cảnh hắn giết người không? Không có, tên vương bát đản này rất giàu hoạt, hắn lợi dụng tần số để làm quấy nhiễu hệ thống hình ảnh trong này, bất quá, tại hiện trường có đầy đủ chứng cứ chứng minh hắn đã nổ súng giết người. Nạp Lan Ngũ Khải nói xong thì dừng lại một chút. Giọng nói có chút cung kính. Diệp Thiếu, ngài nói xem nên đưa hắn cho cảnh sát hay là để ngài tới đây định đoạt. Ta sẽ qua đó bây giờ. Diệp Tranh Vanh cười lạnh nói. Ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Đô, đô. Nói xong, Diệp Tranh Vanh cúp điện thoại. Diệp Tranh Vanh vô cùng hận cậu, điều hắn hy vọng nhất là cậu còn sống, hướng về hắn mà cầu xin tha thứ. Hơn nữa. Thân phận của hắn có chút đặc thù cho nên sẽ không cùng cảnh sát đi cùng, một mình hắn sẽ đến đây. Nạp Lan Ngũ Khải khẩn trương nhìn về phía Bùi Đông Lai.
Nạp Lan Ngũ Khải, so với tưởng tượng của tao thì mày là người rất thông minh. Bùi Đông Lai cũng đồng ý cách nói của Nạp Lan Ngũ Khải, bởi vì đứng ở góc độ của Diệp Tranh Vanh thì lấy tính tâm cao khí ngạo của hắn thì tự nhiên là hắn muốn trước khi giao Bùi Đông Lai hắn cho cảnh sát thì Diệp Tranh Vanh hắn sẽ vũ nhục bản thân mình một phen, làm cho mình phải quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, để tiết mối hận trong lòng. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn để cho Nạp Lan Ngũ Khải gọi Diệp Tranh Vanh đến đây. Ngoài ra, hiện giờ cả nước cũng đã bắt đầu hành động tảo hắc. Hội sở đường hối chết nhiều người như vậy sẽ trở thành chuyện lớn, Diệp Tranh Vanh lần này muốn xuôi nam là vì muốn kiếm chiến tích, cho nên hắn tự nhiên sẽ không muốn dính đến những chuyện này, vì chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường làm quan của hắn. Những việc cậu bảo thì tôi đã làm rồi, có thể thả tôi đi được chưa? Nạp Lan Ngũ Khải lấy hết dũng khí, nói. Đợi Diệp Tranh Vanh đến đây thì tao sẽ thả mày ra. Mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi mà nói. Nạp Lan Ngũ Khải nghe vậy cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện mà giống như một tên nô tài đứng ở một bên, ở trong lòng không nhịn được mà thầm hỏi, hắn sẽ làm thịt Diệp Tranh Vanh sao? Trong màn đêm, sau khi xử lý xong một gã đại hán thì Quý Hồng lấy dụng cụ hồng ngoại trong tay ra, thì thấy được trong màn ảnh chỉ còn hiện lên ba chấm đỏ. Thấy được một màn như vậy thì Quý Hồng biết rõ cả hội sở này trừ bản thân nàng ra thì chỉ còn lại Bùi Đông Lai và Nạp Lan Ngũ Khải. Lão bản, toàn bộ đám người kia đã xuống điện Diêm Vương uống cà phê cả rồi. Thấy được không còn một ai sống sót thì Quý Hồng liền đem dụng cụ kia bỏ lại vào trong túi, sau đó lấy bộ đàm ra nói với Bùi Đông Lai. Diệp Tranh Vanh sẽ đến đây, cô hãy ra trước cửa đứng đi, để phòng Diệp Tranh Vanh chạy trốn. Trên tầng cao nhất của hội sở, Bùi Đông Lai đứng khoanh tay nhìn xuống cửa sổ rồi nói. Yên tâm đi lão bản thân ái, Diệp Tranh Vanh dù có chấp cánh cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cậu. Quý Hồng mỉm cười rồi trả lời, trong lòng nàng hiểu được đây mới chỉ là bước đầu tiên, tuồng hay còn ở phía sau. Cùng lúc này, Diệp Tranh Vanh đang lái xe đến hội sở đường hối. Trong xe, vẻ mặt Diệp Tranh Vanh tỏ ra hứng phấn, thậm chí cũng là do quá hưng phấn nên dù trời mưa to, đường đen như mực nhưng hắn vẫn lái xe với một tốc độ rất nhanh. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, tao vốn tưởng rằng mày có thể chơi với tao vài hiệp. Hiện giờ xem ra thì tao đã đánh giá mày quá cao rồi. Vẫn là ông nội nói đúng, mày căn bản không phải là loại người giống tao, cái hũ cuối cùng cũng là cái hũ, vĩnh viễn không có cơ hội đứng chung với đồ sứ. Sau khi xe chạy ra khỏi nội thành thì ánh đèn của hội sở đường hối đã hiện ra phía trước, khóe miệng Diệp Tranh Vanh nở ra nụ cười đắc ý cùng khinh thường. Mày cho rằng sau khi cha của mày mất đi thì thế lực phía sau của hắn sẽ giúp mày, hoặc là nói ra mặt giúp mày sao? Hay là mày cho rằng người của Tần gia sẽ ra mặt giúp mày? Hắc, đó là chuyện không có khả năng xảy ra, không có thể lực nào muốn ra mặt giúp một người chết cả. Còn về phần Tần gia thì tao nghĩ lấy tác phong gió chiều nào thì xoay chiều ấy của đám bọn hắn sẽ thờ ơ mà đứng nhìn, cho dù Tần Đông Tuyết có khóc, quỳ đi chăng nữa thì Tần Hồng Sơn cũng sẽ không ra mặt. Như vậy, bằng vào tội danh mày giết người thì tao cũng có thể tống mày vào 18 tầng địa ngục rồi. Đương nhiên nếu như mày cùng với Tần Đông Tuyết nữ nhân ngu ngốc kia đồng ý quỳ xuống cầu xin tao tha thứ thì tao cũng có thể bảo vệ cái mạng chó cho mày. Ha ha, ha ha ha. Nói xong, trong đầu Diệp Tranh Vanh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng ấy, hắn không nhịn được mà cười phá lên. Bá! Ngưng cười, Diệp Tranh Vanh liền tăng tốc, chạy nhanh về phía hội sở đường hối. Một phút sau, khi xe của hắn sắp đến hội sở thì điện thoại của hắn lại rung lên. Có chuyện gì? Diệp Tranh Vanh cầm lấy di động, thấy được số gọi đến là của Nạp Lan Ngũ Khải thì hắn nghĩ đến có chuyện gì xảy ra, lập tức hỏi. Diệp Thiếu, người của tôi đã chết hết, vì đề phòng tên khốn kiếp kia chạy trốn nên toàn bộ người của tôi đã trở lại hội sở, ngay cả hiện trường cũng chưa kịp rửa sạch. Ngài hãy lái xe đến phía dưới lầu của hội sở đi, tôi sẽ ở đó chờ ngài. Trên tầng cao nhất của hội sở, Nạp Lan Ngũ Khải dựa theo chỉ thị của Bùi Đông Lai mà nói lại với Diệp Tranh Vanh. Được. Diệp Tranh Vanh nghe vậy, mỉm cười lên tiếng, cúp điện thoại. Rất nhanh, Diệp Tranh Vanh đã lái xe vào cửa của hội sở, trên đường đi thì hắn thấy vài vũng máu cùng vài thi thế của mấy tên đại hán, hắn liền lập tức thu lại ánh mắt, trực tiếp lái xe vào hội sở. Cùng lúc đó, máy quay ở phía trước cửa liền lóe lên, đã chụp được hình ảnh xe của Diệp Tranh Vanh đi vào hội sở. Rất nhanh, xe của Diệp Tranh Vanh đã đi đến trước hội sở, hắn thấy được một mình Nạp Lan Ngũ Khải đang đứng đó đợi hắn.
Thấy được Nạp Lan Ngũ Khải thì Diệp Tranh Vanh cũng không có một chút cảnh giác, hắn liền giẫm phanh lại. Hắn ở đâu? Khi xe dừng lại, Diệp Tranh Vanh liền bước xuống xe, vẻ mặt tỏ ra hưng phấn hướng về phía Nạp Lan Ngũ Khải mà hỏi. Không trả lời. Ách! Nạp Lan Ngũ Khải trầm mặc khiến cho Diệp Tranh Vanh ngẩn ra, hắn liền cảm thấy được có chút quái dị. Trong trí nhớ của hắn thì Nạp Lan Ngũ Khải mỗi khi nhìn thấy hắn thì giống như là chó thấy chủ vậy, làm gì có cảnh bây giờ hắn lại đứng thờ ơ ở đó, không trả lời câu hỏi của hắn. Ta hỏi ông, Bùi Đông Lai đang ở đâu? Cảm thấy được có chút quái dị thì trong lòng Diệp Tranh Vanh vô cùng bất mãn, hắn liền bước đến phía Nạp Lan Ngũ Khải, rồi lớn tiếng chất vấn. Ú là la, Diệp Thiếu, cuối cùng thì ngài cũng đến. Giống như là trả lời câu hỏi của Diệp Tranh Vanh, đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng của hắn. Lão bản nhà ta đã đợi ngài rất lâu rồi. Lộp bộp, Diệp Tranh Vanh nghe vậy, trong lòng liền chấn động vội dừng bước lại rồi quay ra sau. Rõ ràng thấy được Quý Hồng mang một chiếc áo khoác màu hồng đứng ở trong mưa. Vẻ mặt của nàng mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hướng, giống như là người du khách đi vào công viên xem những con khỉ diễn xiếc vậy. Quý Hồng. Đột nhiên thấy được Quý Hồng thì đồng tử của Diệp Tranh Vanh liền phóng to, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, trực tiếp đứng sững sờ ngay tại chỗ. Bộp. Rất nhanh, Diệp Tranh Vanh liền lấy lại tinh thần. Hắn không nói hai lời liền bước chạy về phía chiếc Audi A6L kia của mình. Diệp Thiếu, lão bản nhà ta đang có mặt ở đây, thế mà ngài lại muốn bỏ đi sao? Chẳng phải là ngài muốn phụ ý tốt của hắn sao? Thân hình Quý Hồng vừa động, ngăn Diệp Tranh Vanh lại, hài hước nhìn vào Diệp Tranh Vanh, nũng nịu cười nói. Quý Hồng, cô là một người thông minh, cô nên biết bây giờ Bùi Vũ Phu đã chết, Bùi Đông Lai cũng đã bước vào con đường cùng, hắn sẽ không cố gắng được bao lâu. Cô đi theo hắn thì chỉ có một con đường chết. Mắt thấy Quý Hồng ngăn mình lại thì trong lòng Diệp Tranh Vanh liền run lên, bất quá tâm lý của hắn cũng rất tốt cho nên hắn không đem vẻ sợ hãi kia lộ ra trên mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Quý Hồng, gằn từng chữ. Nếu như cô không muốn xong đời giống như hắn thì hiện tại cô thu tay lại vẫn còn kịp. Khanh khách, nghe được giọng nói trấn định của Diệp Tranh Vanh thì Quý Hồng giống như là nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời này. Nàng đứng trong mưa mà cười to. Bên tai nghe được tiếng cười phóng đãng của Quý Hồng, nhìn vào bộ dạng xinh đẹp của Quý Hồng thì trong lòng Diệp Tranh Vanh trầm xuống, tiếp tục nói thêm. Chỉ cần hiện tại cô đồng ý phủi sạch quan hệ với hắn, lấy thực lực của Diệp ra có thể cam đoan cô sẽ không liên quan gì đến chuyện này cả, người gặp tai họa chỉ là một mình Bùi Đông Lai mà thôi. Ngoài ra, cô còn có thể tiến vào Diệp ra, hưởng thụ mọi quyền lợi của Diệp ra. Lấy năng lực của cô, nếu như có Diệp gia ở phía sau nâng đỡ thì sau này cô có thể ở thương giới mà hô mưa gọi gió. Quả nhiên là Diệp gia đại thiếu A, chết đến nơi rồi mà còn khoác lác vô sỉ A. Lại nghe được Diệp Tranh Vanh nói như thế, Quý Hồng thu lại nụ cười, cười lạnh nói. Mấy lời nói của rồi của mày thì cha của mày là Diệp Cấm đã nói với tao hai lần. Mày cảm thấy rằng ở Diệp gia thì lời của Diệp Tranh Vanh mày có trọng lượng hay là lời của thằng cha mày là Diệp Cấm có trọng lượng hơn? Mặc dù Diệp Tranh Vanh biết được Quý Hồng là con tư sinh của Diệp Cấm nhưng mà hắn cũng không biết chuyện Diệp Cấm liên hệ với Quý Hồng, lúc này nghe Quý Hồng nói như thế thì hắn liền ngẩn ra sau đó trong lòng vừa động, liền dùng bài khổ nhục kế. Chị cũng đã nói rằng cha hy vọng chị trở lại Diệp gia, hy vọng nhà chúng ta có thể sum họp. Một khi đã như vậy thì chị cần gì phải bán mạng cho Bùi Đông Lai kia chứ? Nếu chị làm như vậy thì sẽ cùng hắn chôn cùng mà thôi. Diệp Thiếu. Ngài là người ăn trên ngồi trước, tôi chỉ là một tiểu tạp chủng không nên sống trên thế gian này mà thôi, tôi làm gì có tư cách làm chị của ngài chứ, càng không có tư cách làm con của Diệp Thư Ký A. Quý Hồng nở ra nụ cười trào phúng nhìn vào Diệp Tranh Vanh giống như là đang nhìn một tên ngốc, sau đó lạnh giọng nói. Tao có chôn cùng với Bùi Đông Lai hay không thì không biết nhưng mà bây giờ mày đã là miếng thịt ở trên thớt, lúc nào Bùi Đông Lai cũng có thể sâu xé mày. Bây giờ mày tự đi lên hay là để tao động thủ giúp mày? Cô, cảm nhận được vẻ hàn ý lạnh lẽo trong giọng nói của Quý Hồng, rốt cuộc sắc mặt của Diệp Tranh Vanh cũng thay đổi, dù hắn có cố gắng đi thế nào chăng nữa cũng không thể ngăn được vẻ khiếp sợ hiện lên trên mặt. Bộp, mắt thấy Diệp Tranh Vanh thờ ơ thì Quý Hồng liền vung tay lên, một phát chụp lấy cổ áo của Diệp Tranh Vanh rồi kéo hắn đến trước người nàng. Quý Hồng, nếu bọn mày dám động vào tao thì Diệp gia sẽ giết hết chúng mày. Đến lúc đó thì chúng mày sẽ không còn con đường dung thân trong nước này nữa,
nếu đi ra nước ngoài thì chúng mày cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Tranh Vanh biết được chênh lệch giữa mình và Quý Hồng cho nên hắn không có giãy giụa, mà là lôi Diệp Gia ra để hù dọa Quý Hồng. Diệp Tranh Vanh, tốt nhất là mày nên cầu nguyên ông trời để cho lão bản lưu lại mạng sống cho mày. Quý Hồng cười lạnh một tiếng rồi bóp lấy cổ của Dương Viễn, giống như là xách một con gà rồi đi về phía hội sở. Chẳng lẽ Bùi Đông Lai thật sự dám làm thịt Diệp Tranh Vanh? Nghe được Quý Hồng nói như thế thì Nạp Lan Ngũ Khải đứng ở phía sau liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống. Lý Chí nói cho hắn biết, Diệp Tranh Vanh chính là nhân vật phong vân đời thứ tư của Diệp gia, là người kế tục trong tương lai của Diệp gia, nếu như Bùi Đông Lai giết chết Diệp Tranh Vanh thì Diệp gia tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực mà trả thù cho Diệp Tranh Vanh. Ngay cả như thế, khi đã thấy được hành động đêm nay của Bùi Đông Lai thì Nạp Lan Ngũ Khải thấy được hiện tại Bùi Đông Lai đã đi lên vách núi. Sớm hay muộn cũng phải nhay xuống, có giết Diệp Tranh Vanh cũng không khác gì. Cùng lúc này, sắc mặt của Diệp Tranh Vanh trở nên xám xịt giống như xác chết, hắn muốn mở miệng nói cái gì nhưng mà có lẽ là do nguyên nhân bị Quý Hồng bóp cổ nên hắn chỉ có thể phát ra những tiếng Không để ý đến sự giãy giụa của Diệp Tranh Vanh, Quý Hồng trực tiếp xách lấy Diệp Tranh Vanh rồi đi vào hội sở. Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển, Bùi Đông Lai đang ngồi ở trên ghế. Lẳng lặng hút thuốc đợi Diệp Tranh Vanh đến. Két. 30 giây sau, tiếng bước chân dừng lại, Quý Hồng mang theo Diệp Tranh Vanh sắc mặt trắng bệch đi vào, còn Nạp Lan Ngũ Khải thì đi ở phía sau. Vù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đi vào phòng, Quý Hồng không nói hai lời liền ném Diệp Tranh Vanh xuống. Bịch. Thân thể của Diệp Tranh Vanh liền nện xuống đất, cơn đau làm cho cả người hắn cong lại, không ngừng run lên. Phù phù. Một bên, Nạp Lan Ngũ Khải liền quỳ xuống đất, mặt dán sát vào đất, vô cùng hoảng sợ mà cầu xin. Bùi thiếu, tôi đã làm những việc ngài nói rồi, xin ngài tha cho tôi. Nạp Lan Ngũ Khải. Diệp Tranh Vanh vốn bị dọa đến không nhẹ nhưng mà lúc này thấy được Nạp Lan Ngũ Khải giống như là con chó Trung Quốc quỳ xuống cầu xin Bùi Đông Lai thì hắn liền cố nén cơn đau trên người, giận dữ gầm lên một tiếng. Nạp Lan Ngũ Khải. Dường như ông chủ của mày rất bất mãn với mày. Bùi Đông Lai mỉm cười phun ra một ngụm khói. Nạp Lan Ngũ Khải nghe vậy thì trong lòng liền động, hắn lập tức ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dự tợn nhìn về phía Diệp Tranh Vanh rồi quát. Diệp Tranh Vanh, con mẹ nó, đến lúc nào rồi mà mày còn tỏ ra xạo quần như thế sao? Mày cho rằng mày có thể còn sống mà rời khỏi nơi này sao? Con mẹ nói, tao nói cho mày biết, đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Mày! Mắt thấy Nạp Lan Ngũ Khải chửi thẳng vào mặt của mình thì Diệp Tranh Vanh tức giận đến cả người run lên. Mẹ nó, con mẹ nó, mày muốn chết thì cũng không cần phải lôi tao theo a. Dường như Nạp Lan Ngũ Khải có thể đoán được tâm ý của Bùi Đông Lai cho nên đang lúc nói chuyện thì hắn liền vọt về phía Diệp Tranh Vanh rồi tát một cái vào mặt Diệp Tranh Vanh. Bốp! Tiếng bạt tai vang lên, Diệp Tranh Vanh bị một tát cả Nạp Lan Ngũ Khải ngã lăn xuống đất. Mày dám đánh tao? Diệp Tranh Vanh thấy Nạp Lan Ngũ Khải chẳng những chửi mình mà còn động thủ liền lập tức choáng váng. Không đợi Nạp Lan Ngũ Khải mở miệng trả lời, Bùi Đông Lai đã bóp tàn thuốc, mỉm cười nói. Giết Diệp Tranh Vanh, tôi sẽ tha cho ông. Ách! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì cả Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Ngũ Khải liền đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Ông cũng có thể lựa chọn không làm. Khi nói chuyện thì Bùi Đông Lai rút ra một khẩu súng. Tốc độ rút súng rất nhanh khiến cho người khác hoa cả mắt. Hô, hô. Lại nghe Bùi Đông Lai nói như thế, nhìn khẩu súng trong tay Bùi Đông Lai, cảm nhận được sự uy hiếp của Bùi Đông Lai thì hơi thở của Nạp Lan Ngũ Khải dồn dập. Nạp Lan Ngũ Khải, hắn không dám giết tao, hắn chính là muốn mượn dao giết người, nếu như mày giết tao thì mày cũng không sống được. Dường như đã nhìn ra dụng ý của Bùi Đông Lai, Diệp Tranh Vanh liền hét lên. Họng súng trong tay Bùi Đông Lai liền nhắm vào Nạp Lan Ngũ Khải. Ta cho ông 3S để lựa chọn. 1. Chết đi. Bùi Đông Lai mới hô lên 1 thì Nạp Lan Ngũ Khải liền dùng hành động thực tế để trả lời, chỉ thấy mặt của hắn trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, giống như là dã thú đánh về phía Diệp Tranh Vanh. Thấy được hành động của Nạp Lan Ngũ Khải thì Quý Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trong tay không có vũ khí.
cho nên Nạp Lan Ngũ Khải đã đánh ngã Diệp Tranh Vanh rồi bàn tay liền bóp cổ của Diệp Tranh Vanh, không cho hắn thoát ra. Hô, hô, cổ bị bóp chặt, hơi thở Diệp Tranh Vanh trở nên dồn dập, khuôn mặt liền đỏ lên, hai tay của hắn không ngừng vẫy lên, cố gắng giãy giụa. Nhưng mà, lúc này Nạp Lan Ngũ Khải đã hạ quyết tâm, hơn nữa bản thân của hắn cũng là người trong Hắc Đạo cho nên vô luận là lực lượng hay kinh nghiệm đánh nhau cũng hơn Diệp Tranh Vanh, vô luận Diệp Tranh Vanh cố gắng như thế nào thì cũng không thể giãy giụa. Hô, hô, dần dần, hơi thở Diệp Tranh Vanh càng trở nên dồn dập, khuôn mặt liền biến thành màu gan heo, hai mắt lồi ra, hai chân không ngừng đạp lên, cố gắng giãy giụa lần cuối. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai đứng dậy rồi đi đến phía sau Nạp Lan Ngũ Khải. Hô, hơi thở Diệp Tranh Vanh trở nên yếu ớt, hai mắt trừng xoe, giống như lúc nào cũng có thể chết đi. Bù, coi như lúc Diệp Tranh Vanh sắp chết thì đột nhiên tay phải của Bùi Đông Lai chém ra, một phát liền bắt lấy đầu của Nạp Lan Ngũ Khải dùng sức kéo một cái kéo Nạp Lan Ngũ Khải về phía sau. Hô, khụ, hô, khụ. Tranh thủ lúc đó, Diệp Tranh Vanh liền há mồm mà hít thở. Tuy rằng Nạp Lan Ngũ Khải không biết Bùi Đông Lai vì sao phải ngăn cản hắn nhưng mà hắn cũng không có giãy giụa. Diệp Tranh Vanh, mùi vị tử vong dễ chịu không? Bùi Đông Lai ngồi xuống bên cạnh Diệp Tranh Vanh, mỉm cười hỏi. Không trả lời, Diệp Tranh Vanh chỉ thở lấy. Khoảng 30 giây sau, Diệp Tranh Vanh liền nhìn về phía Bùi Đông Lai. Giờ phút này, thân là Diệp đại thiếu gia thì ánh mắt của hắn nhìn về phía Bùi Đông Lai không còn tỏ vẻ giống như là ngồi trên cao nữa, cũng không có lộ ra hận ý khắc cốt minh tâm, nếu có thì đó chính là sợ hãi. Diệp Tranh Vanh, vừa rồi tao đã cho mày thể nghiệm cảm giác tử vong. Hiện tại tao cho mày thấy quá trình tử vong. Bùi Đông Lai mở miệng, nụ cười trên mặt không giảm. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế, nhìn nụ cười giống như ác ma trên mặt Bùi Đông Lai thì Diệp Tranh Vanh sợ tới mức cả người cứng ngắc. Mà Nạp Lan Ngũ Khải thì ý thức được cái gì, hô to. Cậu nói không giết tôi mà. Lời hứa hẹn của tao đối với địch nhân còn rẻ hơn trinh tiết của kỹ nữ nữa. Mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi mà mở miệng. Từ bắp chân rút ra một thanh chủy thủ rồi vung lên. Phốc! Một đao chém ra, động mạch của Nạp Lan Ngũ Khải liền xuất hiện một vết rách, máu tươi liền bắn ra. Mày cái tên vương bát đản này. Nạp Lan Ngũ Khải giống như là kẻ điên, cố gắng phản kháng. Phản kháng không có hiệu quả, Bùi Đông Lai lấy tay đè đầu của Nạp Lan Ngũ Khải xuống đất rồi chém xuống. Xoẹt, 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 xoẹt. Chém liền bốn đao. Toàn bộ gân tay, gân chân của Nạp Lan Ngũ Khải đã bị cắt đứt. A, à, cơn đau truyền đến làm cho Nạp Lan Ngũ Khải kêu rên lên. Hô, hô, tiếng kêu rên kia truyền vào tai của Diệp Tranh Vanh khiến cho hơi thở của Diệp Tranh Vanh trở nên dồn dập, hai tay của hắn liền chống lấy thân mình, không ngừng mà lùi về sau. Giờ phút này, hắn chỉ muốn tránh xa Bùi Đông Lai càng xa càng tốt. Tao đã từng học qua 108 thủ pháp bức cung. Trong đó dịch cốt này là đứng nhất. Thấy hành động của Diệp Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai mỉm cười, tay phải lại vung lên. Phốc! Giơ tay chém xuống. Tay của Bùi Đông Lai nắm lấy bắp chân của Nạp Lan Ngũ Khải. A, a! Nạp Lan Ngũ Khải đau đến cả người run lên, không ngừng mà kêu rên. Xoẹt, xoẹt! Bùi Đông Lai cũng không để ý đến, thanh chủy thủ trong tay hóa thành những đạo tàn ảnh, không ngừng cắt trên chân của Nạp Lan Ngũ Khải. Đem thịt trên chân của Nạp Lan Ngũ Khải cắt sạch, chỉ còn lại một đoạn xương cốt nhiễm máu. Quẹ! Tận mắt thấy thủ đoạn của Bùi Đông Lai, nhìn thấy đống thịt trước mặt Bùi Đông Lai, nhìn xương đùi của Nạp Lan Ngũ Khải thì Diệp Tranh Vanh liền hé miệng, không ngừng nôn ra. Mày, tên ác ma! Nạp Lan Ngũ Khải lại mở mồm mắng, nhưng mà lúc này bởi vì đã mất máu quá nhiều nên giọng nói của hắn đã nhỏ đi. Cái gọi là dịch cốt chính là cắt thịt hết ra. Chỉ để lại xương mà thôi. Ánh mắt của Bùi Đông Lai vẫn dừng lại ở trên người Diệp Tranh Vanh nhưng mà thanh chủy thủ trong tay của hắn không ngừng vang lên, mỗi lần cắt là mỗi lần phát ra những tiếng xoẹt. Xoẹt, làm cho lông tơ người ta phải dựng đứng. Giết, giết tôi đi, van xin cậu hãy giết tôi đi. Thân thể Nạp Lan Ngũ Khải run lên, ánh mắt của hắn tỏ ra cầu xin nhìn về phía Bùi Đông Lai rồi nói. Diệp Tranh Vanh, lúc nãy Nạp Lan Ngũ Khải đã đánh mày. Lấy tính khí kiêu ngạo của mày thì nhất định mày muốn giết hắn, có đúng không? Mắt thấy Nạp Lan Ngũ Khải muốn chết thì Bùi Đông Lai dừng tay, hắn đứng dậy,
đưa thanh chủy thủ đang dính đầy máu cho Diệp Tranh Vanh, rồi cười nói. Tao cho mày một cơ hội, hắn đã không động đậy được nữa, mày có thể giết hắn. Đừng, đừng, đừng qua đây. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn Bùi Đông Lai đang đi tới gần thì Diệp Tranh Vanh liền không nôn nữa, vẻ mặt hắn tỏ ra hoảng sợ nhìn vào Bùi Đông Lai. Giết người rất đơn giản, chỉ cần mày dùng dao cắt đứt cổ họng của hắn, hoặc là đâm vào trái tim của hắn thì hắn sẽ chết ngay. Đừng, đừng qua đây mà. Tôi van xin cậu đừng lại đây. Lại nghe được giọng nói hờ hững của Bùi Đông Lai thì thân là đại thiếu gia của Diệp gia thì cả người Diệp Tranh Vanh liền sụi lơ nằm trên mặt đất, không ngừng kêu gào. Sợ. Giờ khắc này, Diệp Tranh Vanh thật sự sợ. Tuy rằng trên đầu của hắn là quầng sáng của Diệp gia, tuy rằng hắn có quyền định đoạt vận mệnh thậm chí là cái chết của người khác. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ giết người. Cho nên, khi Bùi Đông Lai vung tay cắt từng thớ thịt trên người của Nạp Lan Ngũ Khải thì Diệp Tranh Vanh hắn liền lui ra. Nỗi sợ hãi này quả thật là không thể dùng lời nào để hình dung được. Bùi Đông Lai, là tôi sai rồi, tôi không nên trêu chọc cậu. Tôi van xin cậu, van cậu không nên giết tôi. Chỉ cần cậu không giết tôi thì sau này tôi sẽ không đối nghịch với cậu nữa. Giờ phút này, Diệp Tranh Vanh đã quên đi việc sau khi nghe cái chết của Bùi Vũ Phu thì hắn liền tỏ ra vui mừng khi người ta gặp họa. Hắn cũng quên đi việc bản thân hắn mang theo Nạp Lan Ngũ Khải xuôi Nam, tính toán muốn đùa chết Bùi Đông Lai. Hắn càng quên đi lúc đi trên đường thì hắn từng ảo tưởng đến cảnh Bùi Đông Lai giống như là một con chó Trung Quốc, quỳ trước mặt hắn, cầu xin sự tha thứ của hắn. Hắn giống như là một con chó Trung Quốc, không ngừng quỳ lại Bùi Đông Lai. Hắn muốn dùng phương thức này để cầu xin Bùi Đông Lai buông tha cho hắn. Bùi Đông Lai, mày cho rằng sau khi cha của tao chết đi thì mày có thể tùy tiện đùa chết tao sao? Mắt thấy Diệp Tranh Vanh hoàn toàn bị hù sợ thì Bùi Đông Lai lại ngồi xuống, dùng thanh chủy thủ từ từ nâng cầm Diệp Tranh Vanh lên, lạnh giọng hỏi. Hoặc là nói, mày thật cho rằng tao không dám giết mày sao? Không có, thật không có mà. Nghe được lời nói lạnh như băng của Bùi Đông Lai, cảm nhận được hàn ý toát ra từ thanh chủy thủ thì cả người Diệp Tranh Vanh cứng ngắc, lông tơ nổi lên, không ngừng lắc đầu. Tao vốn muốn để cho mày và Nạp Lan Ngũ Khải đi xuống Diêm Vương Điện uống cà phê nhưng mà nếu làm như thế thì tao cảm thấy là rất tiện nghi đối với mày. Bùi Đông Lai dừng lại ở khuôn mặt hoàn toàn sợ hãi của Diệp Tranh Vanh, nói. Tao sẽ cho mày nhớ kỹ ngày hôm nay. Dẫn hắn đi. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai đứng lên. Không trả lời, Quý Hồng bước đến bên cạnh Diệp Tranh Vanh, một tay xách lấy Diệp Tranh Vanh rồi cùng Bùi Đông Lai rời đi. Bên ngoài hội sở, mưa xuân càng lớn, hạt mưa rơi đầy ngoài sân. Mày muốn làm gì? Nước mưa rơi xuống người Diệp Tranh Vanh làm hắn tỉnh táo thêm một chút, hắn không nhịn được mà mở miệng hỏi. Xoạch, xoạch. Trả lời Diệp Tranh Vanh chính là tiếng bước chân của Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng trầm mặc khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng Diệp Tranh Vanh càng tăng lên, hắn không tin Bùi Đông Lai có thể dễ dàng buông tha cho hắn. 5 phút sau, Bùi Đông Lai mang theo hắn ra khỏi hội sở. Mày rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Tranh Vanh lại mở miệng hỏi, giọng nói của hắn run run. Nói xong, thì hắn nhìn thấy Bùi Đông Lai từ từ lấy trong túi quần ra một chìa khóa giống như là chìa khóa xe rồi bấm vào. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hội sở Đường Hối liền sụp đổ, biến thành một đống hoang tàn. Ách! Diệp Tranh Vanh trừng to mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Bùi Đông Lai. Không phải là mày muốn tìm chứng cứ phạm tội của tao sao? Bùi Đông Lai quay đầu lại, mỉm cười đối Diệp Tranh Vanh, nói. Tao cho mày chứng cớ, chờ mày đùa chết tao. Ông, nghe được Bùi Đông Lai nói như thế, nhìn vụ nổ trước mặt thì đầu của Diệp Tranh Vanh liền nghiêng qua một bên, trực tiếp bị hù mà bất tỉnh. Vù, Quý Hồng liền mở dù ra, một tay cầm Diệp Tranh Vanh, một tay che dù cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai xoay người, nhanh chóng rời đi. Diêm La Hàng Thế. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp phố lớn ngõ nhỏ của Giang Lăng, từng chiếc xe cảnh sát chạy nhanh như bay về phía hội sở Đường Hối. Tất cả chuyện này đơn giản là bởi vì vụ nổ xảy ra ở hội sở Đường Hối. Cửa của hội sở Đường Hối, bởi vì sự việc phát sinh quá đột ngột nên sau khi nghe được mệnh lệnh thì cảnh sát của Giang Lăng liền mau chóng đến hiện trường,
khi tới đây thì cảnh sát liền không cho những người ngoài tới gần, bọn hắn đang đợi lãnh đạo thượng cấp đến. Tính chất của vụ việc này không phải người như bọn hắn có thể giải quyết được. Tất cả những nhân vật máu mặt của Giang Lăng đang đón xe đến đây. Lúc này, trong xe, người nào người này để lộ ra vẻ nghiêm túc. Nghiêm túc là bởi vì bọn hắn biết được đây là giết người, còn vụ nổ chính là sự kiện khủng bố. Ở thời đại hiện nay thì bất kỳ một địa phương nào nếu phát sinh ra một vụ án giết người, để cho nhân dân biết thì sẽ trở thành tiêu điểm. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi nghe tin xong thì bọn hắn đuổi tới đây. Hơn nữa địa điểm xảy ra vụ án lại là tại hội sở Đường Hối, một hội sở có tiếng ở Giang Lăng cũng như trong quốc nội. Lúc này đây, bởi vì cả nước đang tiến hành hành động tảo hắc lấy tính nghiêm trọng của vụ án này thì cũng đủ kinh động đến những vị đại lão nắm quyền trên đỉnh Kim Tự Tháp. Sốt ruột không chỉ có riêng bọn hắn mà còn có cả Dương Viễn. So với những người khác thì Dương Viễn lại biết được những tin tức phát sinh trong tối hôm nay nhưng mà hắn lại không biết quá trình cụ thể. Sau khi nhận được tin của vụ án thì hắn liền liên hệ với Diệp Tranh Vanh nhưng kết quả lại không thể liên lạc được. Dương Thư Ký, đại đội đặc công cùng các đồng chí của Cục An ninh đã đến hiện trường, đã bắt đầu kiểm tra hiện trường. Kiểm tra được trong hiện trường không còn ai sống sót, trong đó tìm được 16 thi thể, người chết phần lớn là bị súng bắn chết, mà hơn nữa là bị đạn bắn vào ngay ấn đường. Thư ký của Dương Viễn liền bước đến bên cạnh báo lại tin tức cho Dương Viễn nghe, lúc báo cáo thì giọng nói của hắn liền tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Ngoài ra, cả hội sở Đường Hối đã bị người ta dùng thuốc nổ san bằng thành bình địa, trải qua nhận định của các đồng chí trong Cục An ninh thì đây có thể là loại thuốc nổ XXX có tính công phá mạnh nhất. Nghe được thư ký của mình nói như thế thì chân mày của Dương Viễn nhíu lại, không có tỏ thái độ. Trước mặt thì cảnh sát của khu vực, Cục An ninh, hơn nữa những trung đội khác của Giang Lăng đang đi đến hội sở Giang Lăng. Thư ký thấy Dương Viễn không nói gì thì bổ sung thêm. Đến phòng cảnh sát của tỉnh. Dương Viễn trầm ngâm, rồi ra lệnh. Đúng vào 2 giờ 30 sáng hôm nay tổ chức cuộc họp, yêu cầu những đơn vị và người phụ trách tham gia đầy đủ. Cũng để cho cảnh sát của tỉnh lấy lời khai của người dân xung quanh, mặt khác là báo lại cho Phó Thị trưởng Diệp Tranh Vanh, gọi cậu ta đến tham dự hội nghị luôn. Vâng, Dương Thư Ký. Thư ký cung kính trả lời rồi bắt đầu lấy điện thoại ra gọi điện cho những người phụ trách. Xin lỗi, thuê bao quý khách. Ân. Liên tục gọi 3 cuộc, nhưng cả 3 cuộc đều truyền ra giọng nói của vị tiểu thư trực tổng đài đã khiến cho thư ký của Dương Viễn ngẩn ra, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Có chuyện gì thế? Dương Viễn thấy như vậy thì liền hỏi. Dương Thư Ký, điện thoại văn phòng cùng với điện thoại di động của Diệp Thư Ký gọi không được. Thư ký của Dương Viễn vội vàng báo. Nếu không thì để tôi gọi cho thư ký của cậu ta. Trước tiên cậu hãy gọi cho thư ký của Diệp Thị trưởng đi, xem thứ hai người có ở một chỗ không. Nếu như thư ký của Diệp Thị trưởng không biết Diệp Thị trưởng đang ở đây thì lập tức gọi cho các đồng chí của Cục Cảnh sát, để bọn họ tìm Diệp Thị trưởng, mau lên. Dương Viễn cố ý để gọi Diệp Tranh Vanh đến tham gia hội nghị chính là muốn tìm kiếm Diệp Tranh Vanh, lúc này nghe thư ký của mình nói như thế thì hắn liền ra lệnh. Nói xong, nghĩ đến việc Diệp Tranh Vanh có thể bị giết thì Dương Viễn liền toát ra mồ hôi lạnh. Chấm. Cùng lúc này, Bùi Đông Lai và Quý Hồng đã trở lại quân khu Giang Lăng. Tiểu Bùi, cậu sẽ không động thủ với Diệp Tranh Vanh đó chứ? Trong biệt thự số 1 của quân khu, vẻ mặt Trần Quốc Đào tỏ ra lo lắng hỏi Bùi Đông Lai. Trần Quốc Đào vốn nghĩ Bùi Đông Lai chỉ là uy hiếp, dọa Diệp Tranh Vanh một chút mà thôi nhưng thật không ngờ Bùi Đông Lai lại làm ra động tĩnh lớn như thế. Bùi Đông Lai gật gật đầu, lại lắc đầu. Sốt cuộc là có hay không? Trần Quốc Đào nóng nảy, ở hắn xem ra, lấy động tĩnh tối hôm nay thì cho dù hắn có hỗ trợ Bùi Đông Lai hết thảy thì cũng chưa chắc cam đoan Bùi Đông Lai có thể bình yên vô sự. Còn nếu như Bùi Đông Lai giết chết Diệp Tranh Vanh không chỉ nói hắn, cho dù Tiêu gia lão thái gia ra mặt, cũng chưa chắc có thể giữ được Bùi Đông Lai. Dù sao, Diệp Tranh Vanh chẳng những là phó thị trưởng thường vụ của Giang Lăng, mà còn là nhân vật đầu lĩnh đời thứ tư của Diệp gia. Đây cũng là lúc Bùi Đông Lai rời khỏi quân khu thì hắn đã nhắc nhở Bùi Đông Lai không nên chơi với lửa. Cháu để cho Nạp Lan Ngũ Khải bóp cổ hắn, làm cho hắn thiếu chút nữa chết đi. Hơn nữa còn làm trò trước mặt hắn giết chết Nạp Lan Ngũ Khải, sau đó ở trước mặt hắn làm nổ tung hội sở Đường Hối. Ách! Không đợi Bùi Đông Lai nói hết, Trần Quốc Đào liền cả kinh há to miệng sau đó thì hắn liền ngồi dậy, vô cùng khẩn trương hỏi.
vậy cậu có giết hắn hay không? Không có. Bùi Đông Lai lắc đầu. Phù. Nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai thì Trần Quốc Đào thở ra một hơi rồi ngồi xuống, vẻ mặt âm tình bất định nhìn Bùi Đông Lai, nói. Ta biết cậu làm như vậy là để uy hiếp Diệp gia cũng như Diệp Tranh Vanh, nhưng mà tại sao cậu lại làm những trò đó ở trước mặt hắn? Là cố ý. Bùi Đông Lai hơi nheo mắt lại, giọng nói lạnh như băng. Sau khi cha cháu chết thì Diệp Tranh Vanh liền hạ đao với cháu. Cháu sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Vẻ mặt Trần Quốc Đào ngạc nhiên. Tiểu Bùi, tính chất nghiêm trọng của chuyện này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cậu. Ngạc nhiên đi qua, Trần Quốc Đào nhắc nhở một câu, thấy được Bùi Đông Lai không có tỏ ra sự hãi thì trong lòng vừa động. Tiểu Bùi, có phải là cậu còn giấu ta chuyện gì không? Cũng không tính là giấu, chính là không muốn nói rõ ràng cho ngài. Bùi Đông Lai cũng biết Trần Quốc Đào lo lắng cho mình nên liền đem toàn bộ kế hoạch của mình nói ra. Cùng lúc đó, sau khi nhận được một cuộc gọi thì thư ký của Dương Viễn liền vội vàng hướng về phía Dương Viễn, nói. Dương thư ký, dựa vào tin tức của các đồng chí cảnh sát thì tín hiệu của điện thoại Diệp thư ký đang ở trong trúc viện cửa thị ủy. Đi đến trúc viện của thị ủy. Dương Viễn buột miệng nói ra, trong lòng hắn vô cùng khẩn trương. Khẩn trương là bởi vì hắn biết, nếu là Diệp Tranh Vanh chết tại đây thì cái đầu của hắn cũng sẽ bị hái xuống. 30 phút sau, Dương Viễn đã đi đến trúc viện của thị ủy. Trước cửa, mấy gã phụ trách bảo vệ thấy Dương Viễn đi đến thì liền cúi chào. Tối hôm qua, các cậu có thấy Diệp thị trưởng rời đi không? Dương Viễn mang theo vài phần lo lắng mà hỏi. Báo cáo thủ trưởng, rạng sáng hôm qua thì Diệp thư ký lái xe đi một mình. Một tên binh lính liền nói. Vậy đã trở về chưa? Dương Viễn lại hỏi. Tên lính kia có chút nghi hoặc mà lắc đầu, nói. Báo cáo thủ trưởng, Diệp thị trưởng vẫn chưa trở về. Chưa trở về. Đi với tôi cùng tới chỗ ở của Diệp thị trưởng. Trong lòng Dương Viễn chấn động, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, mặc dù lính gác nói cho hắn biết rằng Diệp Tranh Vanh chưa trở về nhưng mà hắn cảm thấy nếu như Diệp Tranh Vanh đã rời đi thì không thể nào không mang theo di động. Hắn muốn đến xem. Vâng thủ trưởng. Tên lính gác liền cúi chào rồi lĩnh mệnh. Mấy phút sau, Dương Viễn cùng hai tên lính gác đã đi vào chỗ ở của Diệp Tranh Vanh, đây là một tòa biệt thự hai tầng. Nghĩ biện pháp mở cửa, mau. Mắt thấy gõ cửa phòng mà không ai đáp lại thì Dương Viễn trầm giọng quát. Vâng, thủ trưởng. Hai gã lính gác liền trả lời sau đó dùng phương pháp đặc thù để mở cửa. Các cậu hãy ở bên ngoài chờ tôi. Mắt thấy cửa đã mở ra thì Dương Viễn liền để cho hai tên lính gác ở bên ngoài, một mình hắn đi vào. Nói xong, Dương Viễn không nói gì nữa, một mình đi vào biệt thự. Trong đại sảnh của biệt thự là một mảnh tối đen, Dương Viễn cầm trong tay một cái đèn pin do một gã lính gác đưa, soi soi rồi tới mở đèn trong đại sảnh lên. Ngọn đèn sáng lên, Dương Viễn phát hiện được ở đây không có Diệp Tranh Vanh vì thế hắn liền đi về phía phòng ngủ. Két! Cửa phòng ngủ được mở ra thì Dương Viễn thấy được Diệp Tranh Vanh đang nằm trên giường. Đã chết rồi sao? Trong lòng Dương Viễn trầm xuống, vội vàng mở đèn lên rồi bước lên. Trong phòng ngủ, Dương Viễn mặc đồ ngủ, nằm ở trên giường cũng không có thấy được Dương Viễn đến. Ân, thấy được hơi thở phập phồng của Diệp Tranh Vanh thì trong lòng của Dương Viễn cũng an tâm. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà Diệp Tranh Vanh rời khỏi đây, sau đó thần không biết quỷ không hay mà trở về? Trong phút chốc, trong lòng Dương Viễn hiện ra hai nghi vấn. Hắn liền bước lên trước, vỗ vào bả vai Diệp Tranh Vanh. Diệp thị trưởng. Không có phản ứng. Diệp thị trưởng. Diệp Tranh Vanh liền lay mạnh hơn, lớn tiếng kêu. Vẫn không có phản ứng. Thấy vậy thì Dương Viễn liền dùng sức lay lay bả vai của Diệp Tranh Vanh. Diệp thị trưởng. Diệp thị trưởng. Đừng, đừng mà, a. À. Ngay sau đó, một tiếng chu hoảng sợ liền vang vọng khắp biệt thự. Diệp Tranh Vanh từ trong giấc mộng bừng tỉnh, hắn lại không biết ác mộng chân chính mới bắt đầu. Tiểu Diệp, thấy được đầu Diệp Tranh Vanh đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch thất thanh kêu rên thì Dương Viễn liền hoảng sợ sau đó hắn liền nắm chặt lấy bả vai của Diệp Tranh Vanh, cố gắng làm cho Diệp Tranh Vanh tỉnh táo trở lại. Ực, hô, hô, bên tai nghe được lời kêu gọi của Dương Viễn, nhìn thấy khuôn mặt của Dương Viễn thì Diệp Tranh Vanh liền nuốt một ngụm nước bọt, sau đó thở dồn dập. Tiểu Diệp, cậu làm sao thế?
Mắt thấy Diệp Tranh Vanh dần dần thanh tỉnh, Dương Viễn buông tay ra hỏi. Không trả lời. Hình ảnh Nạp Lan Ngũ Khải bóp cổ hắn, hình ảnh Bùi Đông Lai dịch cốt Nạp Lan Ngũ Khải, hình ảnh cả hội sở Đường Hối nổ tung. Tất cả những chuyện tối hôm qua liền hiện lên trong đầu của Diệp Tranh Vanh. Quẹ! Trong đầu hiện ra Bùi Đông Lai vung đao cắt từng miếng thịt của Nạp Lan Ngũ Khải thì Diệp Tranh Vanh chỉ cảm thấy dạ dày của mình run lên rồi liền nôn ra. Thấy một màn như vậy thì Dương Viễn cũng không có hỏi thêm mà đợi Diệp Tranh Vanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Lúc chờ đợi thì lý trí nói cho Dương Viễn biết rằng tối qua Diệp Tranh Vanh đã trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng, nếu không thì hắn cũng không có bộ dạng này. Bùi Đông Lai. Sau khi nôn xong thì ngay cả miệng Diệp Tranh Vanh cũng không lâu, vẻ mặt kinh hồn hô lên tên của Bùi Đông Lai. Tiểu Diệp, cậu nói chuyện phát sinh ở hội sở Đường Hối. Nghe được Diệp Tranh Vanh gọi tên Bùi Đông Lai thì đồng tử Dương Viễn phóng to, nhịn không được mà mở miệng. Đúng, là Bùi Đông Lai, đều do tên tạp chủng Bùi Đông Lai kia làm. Mồm Diệp Tranh Vanh há to, thở hổn hển, nói. Tiểu Diệp, cậu không nên kích động, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Thấy được bộ dạng như thế của Diệp Tranh Vanh thì Dương Viễn cũng không có phát hỏa mà là nhẫn nại hỏi. Cho tôi một điếu thuốc. Dương Viễn vô lực nhắm mắt lại. Lắc đầu, sau đó mở mắt ra, ý bảo Dương Viễn cho hắn một điếu thuốc. Dương Viễn giữ im lặng, từ trong túi của mình lấy ra một gói thuốc rồi châm cho Diệp Tranh Vanh một điếu. Dưới ánh đèn, Diệp Tranh Vanh liền dùng sức hút lấy điếu thuốc lấy. Dần dần, nỗi sợ hãi trên mặt Diệp Tranh Vanh đã biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm. Tối hôm qua, Bùi Đông Lai lẻn vào hội sở Đường Hối để giết người, hơn nữa hắn còn lợi dụng Nạp Lan Ngũ Khải gọi điện cho tôi. Đem tôi dẫn dụ đến nơi ấy, thiếu chút nữa là hắn để Nạp Lan Ngũ Khải giết tôi, hơn nữa hắn còn làm trò, trước mặt tôi hắn hành hạ Nạp Lan Ngũ Khải đến chết. Nói tới đây, trong đầu Diệp Tranh Vanh không khỏi nhớ lại cảnh tượng đêm qua, tay cầm điếu thuốc của hắn liền run lên. Sau đó hắn liền hút lấy một hơi rồi phun ra một ngụm khói, tiếp tục nói. Không chỉ có thể, hắn còn trước mặt tôi mà làm nổ tung cả hội sở. Nghe được Diệp Tranh Vanh nói như thế thì Dương Viễn hoàn toàn bị sợ ngây người. Đúng vậy. Hắn giống như là một pho tượng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Làm sao có thể? Tại sao hắn lại dám làm thế? Dương Viễn không ngừng hỏi điều này ở trong lòng mình nhưng mà không biết được đáp án. Bởi vì, ở hắn xem ra, nếu như Bùi Đông Lai tính toán cá chết lưới rách thì hắn cũng không lưu lại mạng sống cho Diệp Tranh Vanh. May nếu như Bùi Đông Lai không muốn Ngọc Thạch Câu Phần thì bản thân Dương Viễn hắn không thể tưởng tượng được, Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế. Đây chính là giết người rồi cho nổ tung trước mặt Diệp Tranh Vanh A. Quả thật là một khiêu khích trắng trợn. Tên điên, hắn là một tên điên. Diệp Tranh Vanh bóp tất tàn thuốc, giọng nói âm trầm nhưng mang theo vài phần sợ hãi. Chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn. Hắn đúng là một tên điên. Dương Viễn nói phụ họa sau đó cười lạnh. Người điên thông thường sẽ chết sớm, hắn cũng không phải là ngoại lệ. Lập tức phái người bắt hắn quy án. Diệp Tranh Vanh nghe vậy thì liền xem bản thân mình giống như là quan tòa, nỗi sợ hãi trong lòng đã biến mất, thay vào đó là vẻ hận ý khắc cốt minh tâm. Ta muốn cho hắn phải ném trải cuộc sống trong ngục giam, từ từ tra tấn hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Những người chịu trách nhiệm đang đến hiện trường vụ án. Một hồi tôi sẽ tổ chức một cuộc hội nghị, sau khi hội nghị kết thúc thì lập tức phái người đến bắt hắn đem về quy án. Dương Viễn gật đầu, đột nhiên trong lòng vừa động. Nếu như hắn dám làm như thế trước mặt cậu thì chẳng lẽ là hắn sẽ không để lại chứng cứ ư? Ân. Diệp Tranh Vanh nghe vậy, cũng là ngẩn ra. Theo sau, không đợi Diệp Tranh Vanh mở miệng thì Dương Viễn liền rút điện thoại, gọi cho nhân vật số 1 của cảnh sát Nam Tô. Rất nhanh được thoại đã được chuyển. Dương thư ký, tình hình hiện trường sao rồi, có phát hiện gì không? Dương Viễn nói vào vấn đề. Dương thư ký, dựa vào tình hình của hiện trường thì đây có thể là một vụ sống mái với nhau. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của nhân vật số 1 của cảnh sát Nam Tô trở nên ngưng trọng. Hai bên ở hiện trường bắn nhau, sau đó bên thắng lợi liền làm nổ tung cả hội sở, muốn hủy diệt chứng cứ. Hiện trường có lưu lại chứng cứ gì không? Dương Viễn liền nói điểm quan trọng. Cả hội sở đều bị nổ tung, không để lại bất cứ chứng cứ gì. Nhân vật số 1 của cảnh sát Nam Tô nhíu mày, nói.
Bởi vì tối qua mưa lớn, thêm vào nữa là đại viện của hội sở đều được làm từ bê tông và đá cẩm thạch nên không để lại dấu chân, vì thế chúng ta chỉ có thể tìm kiếm chứng cớ trong 16 thi thể kia thôi, hiện tại pháp y đang kiểm tra thi thể. Lộp bộp, trái tim của Dương Viễn liền trầm xuống, trong lòng hắn có thể khẳng định Bùi Đông Lai đã lau sạch chứng cớ. Dương thư ký, cá nhân tôi cho rằng, chỉ dựa vào 16 thi thể kia thì rất khó tìm ra chứng cớ. Nhân vật số 1 của cảnh sát Nam Tô kia do dự một chút rồi nói. Bởi vì, ở hiện trường chúng tôi còn phát hiện ra thi thể của người ngoại quốc, tôi đã liên hệ với cảnh sát quốc tế để tiến hành xác minh thân phận của những người này. Nếu không có gì bất ngờ thì những người này có lẽ là sát thủ hoặc là lính đánh thuê, mà vụ án này rất có thể là do bọn hắn gây nên, thủ pháp gây án và cách hủy diệt chứng cứ thật sự rất chuyên nghiệp. T. Dương Viễn nghe vậy thì tức giận đến hít vào một hơi. Hung thủ rõ ràng là Bùi Đông Lai, ở đâu mà ra người ngoại quốc được. Một lát nữa, ở hội nghị, ông hãy báo lại tình hình. Dương Viễn liền làm ra chỉ thị, không đợi đối phương đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hiện trường không có chứng cứ gì sao? Diệp Tranh Vanh thấy vẻ mặt nổi giận đùng đùng của Dương Viễn thì ý thức được cái gì? Lên tiếng hỏi. Dương Viễn gật đầu, nói. Tên vương bát đản này còn giảo hoạt hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Chẳng trách hắn dám trước mặt ta làm những chuyện này thì ra là hắn tự tin không để lại chứng cớ. Diệp Tranh Vanh nghe vậy, cũng là tức giận đến không nhẹ, theo sau cũng nghiến răng nghiến lợi, nói. Hừ, hắn cho rằng hắn không lưu lại chứng cớ thì ta sẽ không có cách nào làm thịt hắn sao? Ân, nghe được Diệp Tranh Vanh nói thế thì trong lòng Dương Viễn vừa động lập tức hắn liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Tranh Vanh. Dưới chế độ quốc gia hôi lông như Trung Quốc này thì nhiều khi có chứng cớ hay không cũng không quan trọng là có người nào đứng ra chịu tai ương hay không. Tiểu sách sau khi chết thì những của cải lưu lại của nó đã bị Bùi Đông Lai cướp đi, về phần tập đoàn Đông Hải kia thì không nói, từ mãng lại đi nhờ vả Bùi Đông Lai, trở thành người phát ngôn cho Bùi Đông Lai ở Giang Lăng này. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh làm ra quyết định, thì Dương Viễn liền nghĩ đến cách tạo chứng cớ để bắt Bùi Đông Lai. Chúng ta có thể lấy cái chết từ mãng để làm chứng cớ, trước hết là triệu tập Bùi Đông Lai, sau đó từ từ kiếm chứng cớ, có thể kiếm ra được chứng cớ thì tốt nhất, nếu không thì chúng ta liền dùng biện pháp mạnh để cạy miệng hắn ra. Đúng vậy. Hai tay Diệp Tranh Vanh nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi. Chờ khi hắn rơi vào tay cảnh sát, cho dù hắn không muốn thì cũng phải nhận tội, đến lúc đó ta muốn cho hắn phải trả lại toàn bộ cả gốc và lời lại. Lúc 2 giờ 30 sáng. Dương Viễn chủ trì buổi hội nghị có liên quan đến vụ án ở hội sở Đường Hối. Các đồng chí, dựa vào những tin tức hiện hữu thì bước đầu chúng tôi suy đoán đây là một vụ sống mái giữa các băng đản. Nhưng mà so với những vụ án trước thì vụ án này lại nghiêm trọng hơn, phần tử phạm tội chẳng những công khai giết người, hơn nữa lại dùng bom làm nổ tung cả hội sở Đường Hối. Sau khi buổi hội nghị kết thúc thì giọng nói của Dương Viễn vang lên. Trước mắt, cả nước đã bắt đầu hành động tảo hắc. Hành động này còn chưa kết thúc mà tỉnh của chúng ta lại xảy ra vụ án nghiêm trọng như thế, đây quả thật là một cái tát vào mặt mọi người, lại càng gây hấn đến uy nghiêm của pháp luật chúng ta. Chúng ta nhất định phải mau chóng phá án, cấp cho nhân dân Nam Tô cùng với cấp trên một công đạo. Sau đây, tôi sẽ sắp xếp mọi việc một chút. Dương Viễn nói tiếp. Thứ nhất, sau khi hội nghị kết thúc thì tôi sẽ tự mình đến gặp Chu Bí Thư và Ngô Tỉnh Trưởng để báo lại. Thứ hai. Những báo cáo liên quan sẽ được lên cho bộ AQJ, bộ gì không biết. Thứ ba, để cho pháp y kiểm tra cẩn thận 16 thi thể kia, cần phải cố gắng tìm ra chứng cứ của hung thủ. Thứ tư, những cảnh sát giao thông lập tức xem lại những băng ghi hình, coi thử tối qua có những người hay nào hiểm nghi lảng vảng ở hiện trường không. Thứ năm, tính cho đến trước mắt thì chúng ta có thể khẳng định đây là một vụ án sống mái giữa các băng đản, mà từ mãng người chết trong vụ án này lại là người nắm giữa thế lực đen ở Nam Tô. Mà căn cứ vào tin tức thì công ty Giang Cảnh của Từ Mãng chính là một công ty con của tập đoàn Đông Hải, vì muốn điều tra chân tướng một cách rõ ràng, nếu các đồng chí của Cục Cảnh sát lập tức đến Đông Hải để tìm những người có liên quan để hiệp trợ cảnh sát điều tra. Thứ sáu, trong hồ sơ cấp trên đã nói rõ, nghiêm cấm bất kỳ những người tham gia cuộc họp này không được truyền tin tức trong cuộc họp này ra ngoài, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Vương Cục trưởng, ông hãy theo tôi đến văn phòng. Sau khi làm ra an bài thì Dương Viễn nhìn Vương Cục trưởng một cái rồi đứng dậy rời khỏi hội trường. Vương Cục trưởng,
theo tôi được biết thì tối qua chủ tịch tập đoàn Đông Hải là Bùi Đông Lai và CEO của tập đoàn Đông Hải là Quý Hồng đã vào Giang Lăng, trước mắt hai người bọn họ đang ở quân khu Giang Lăng. Vì để tránh xung đột giữa cảnh sát và quân đội nên một lát nữa ông hãy tự mình dẫn đội của mình đến tìm bọn họ để hiệp trợ điều tra. 2 phút sau, Dương Viễn trầm giọng nói với Vương Cục trưởng. Vương Cục trưởng vội vàng gật đầu lĩnh mệnh. Vâng, Dương Thư Ký. Ngoài ra, tối hôm qua, Diệp Thị trưởng từng lái xe xuất hiện xung quanh đoạn đường của hội sở đường hối, vì tránh không để cho những phiền toái không cần thiết xảy ra thì ông hãy để cho người của mình xóa đi những hình ảnh đó. Dương Viễn lại mở miệng, giọng nói không thể nghi ngờ nhưng mà hắn lại không biết hắn đã bị Bùi Đông Lai đẩy vào vực sâu. Trong màn đêm, một chiếc Audi A6L có biển số xe cảnh sát Giang Lăng cùng với 5 chiếc xe cảnh sát lao vút trong màn đêm. Trong chiếc Audi A6L, thân là nhân vật số 1 của cảnh sát Nam Tô thì Vương Xuân Hổ đang ngồi ở phía sau, trong tay hắn đang cầm lấy một điếu thuốc này đã cháy hơn một nửa bất quá Vương Xuân Hổ cũng không có nhận ra điều này. Vẻ mặt của hắn đang tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Ngưng trọng là bởi vì Vương Xuân Hổ hắn hiểu được dụng ý câu nói cuối cùng của Dương Viễn, hắn cũng nhìn ra vụ án đêm nay cũng không đơn giản. Hắn càng rõ ràng, cho dù Bùi Đông Lai có phạm tội đi chăng nữa thì cũng không tới phiên hắn xử lý. Cho nên, Dương Viễn để hắn mang người đến quân khu Giang Lăng để bắt Bùi Đông Lai thì mục đích không còn nói cũng biết. Sau đó, hắn liền nhíu chặt mày, vẻ mặt âm trầm bất định. Hắn đã quyết định. Mấy phút sau, 6 chiếc xe đã chạy đến cửa của quân khu. Khi xe dừng lại thì một tên cảnh sát trong xe liền đi xuống, bước lên nói chuyện với mấy tên lính gác. Đồng chí, chào cậu, tôi là Đặng Quốc là cục trưởng của cục điều tra của tỉnh, đây là thẻ công tác của tôi. Đặng Quốc dẫn người đi tới, không đợi tên lính gác hỏi thì hắn đã nói ra thân phận. Chào ngài, thủ trưởng. Tên lính gác liền cúi chào. Sau đó liền cầm lấy thẻ công tác, coi sơ qua rồi cung kính hỏi. Thủ trưởng, đã trễ thế này rồi, xin hỏi ngài có chuyện gì? Vương Cục trưởng có chuyện quan trọng muốn nói với Trần Tư lệnh, làm phiền đồng chí hãy thông báo dùm. Đặng Quốc nói. Được, xin ngài chờ một chút. Tên lính gác liền cúi chào rồi xoay người đi vào gọi điện. Ước chừng 5 phút sau, tên lính gác đi ra, bước đến trước người Đặng Quốc rồi nói. Thật có lỗi. Thủ trưởng, đã để ngài đợi lâu. Dựa vào chỉ thị của thượng cấp thì tôi không thể để ngài đi vào được, nếu có chuyện gì thì ngày mai ngài hãy đến. Đã làm phiền đồng chí rồi. Đặng Quốc nghe vậy thì trong lòng cười khổ, hắn biết rõ, đừng nói là hắn, cho dù Vương Xuân Hổ đến nơi này cũng không dám làm càn. Vương Cục trưởng, lãnh đạo của quân khu không cho chúng ta vào, nói có chuyện gì thì sáng mai hãy đến. Đặng Quốc đi đến chiếc Audi A6L. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói lại cho Vương Xuân Hổ. Trở về. Vương Xuân Hổ làm ra chỉ thị. Vâng. Đặng Quốc cúi chào rồi trở về xe của mình. Rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát liền biến mất trong màn đêm. Trong Audi A6L, Vương Xuân Hổ lấy điện thoại ra rồi gọi cho Dương Viễn. Dương Thư Ký, lãnh đạo của quân khu không cho chúng tôi đi vào. Chỉ sợ sáng mai cần ngài ra mặt mới được. Tôi đã biết. Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt Dương Viễn tỏ ra khó coi trả lời một câu, sau đó nói. Nếu bên này không có tiến triển gì thì đêm nay cậu hãy điều tra ở những phương diện khác, nếu có tin tức gì thì liền báo lại cho tôi. Vất vả cho ông rồi, Vương Cục trưởng. Dương Thư Ký đã nói quá lời, đây là chức trách của tôi. Vương Xuân Hổ khách sáo một câu, sau đó thấy được Dương Viễn cúp điện thoại thì trong lòng thở phào. Cùng lúc đó. Dương Viễn liền bấm số điện thoại của Diệp Tranh Vanh. Tiểu Diệp, người của quân khu không cho chúng ta đi vào, nói ra để sáng mai tự tôi ra gặp. Điện thoại được chuyển, Dương Viễn như có suy nghĩ gì đó, nói. Theo tôi được biết thì từ sau khi đại bỉ võ trong nước kết thúc thì mặc dù Bùi Đông Lai không có đi qua quân khu nhưng mà bởi vì hắn đã giúp quân khu Giang Lăng lấy được vinh quang, giúp cho Trần Quốc Đào nở mày nở mặt. Nên Trần Quốc Đào đã giữ chức phó đội trưởng đại đội đặc chủng Đằng Long cho Bùi Đông Lai, đây là nói Trần Quốc Đào muốn bảo vệ hắn. Nói tới đây, Dương Viễn cố ý ngừng lại, hắn tin ra Diệp Tranh Vanh có thể hiểu được ý tứ của mình. Nếu như Trần Quốc Đào ra mặt bảo vệ cho Bùi Đông Lai thì cho dù sáng mai hắn đến cũng chẳng thấm vào đâu. Một mặt, Bùi Đông Lai là thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long, địa phương không thể quản chế,
Về phương diện khác thì cho dù bản thân hắn là đại biểu của giới quan trường địa phương nhưng mà ở trong mắt Trần Quốc Đào thì hắn cũng không tính là gì. Dương thư ký, sáng mai phiền ngài đến gặp Trần Quốc Đào, nếu như ông ta không giao người thì sự tình phía sau cứ giao lại cho tôi. Diệp Tranh Vanh nói xong, vẻ mặt cười lạnh. Chuyện lớn như vậy, áp lực lớn như vậy, tôi không tin Trần Quốc Đào có thể bảo vệ được hắn, tôi càng không tin Trần Quốc Đào vì Bùi Đông Lai mà sẽ trở mặt cùng với Diệp gia. Được. Dương Viễn đúng là chờ những lời này cho nên không có ý kiến gì. Cùng lúc đó, trong thư phòng tướng quân lâu của quân khu Giang Ninh. Tiểu tử, vừa rồi cảnh sát tỉnh đã đến đây, bị ta đuổi về rồi. Trần Quốc Đào bóp tắt tàn thuốc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vào Bùi Đông Lai, âm thầm cảm khái lá gan của Bùi Đông Lai khá lớn, hắn cười khổ. Sự việc đã đến mức mày, chẳng khác gì là cung đã trên nỏ không thể bắn đi. Hy vọng tốt nhất là đúng như lời của cậu, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Xin thủ trưởng yên tâm, tôi có thể xử lý tốt chuyện này. Bùi Đông Lai cúi chào, cấp ra câu trả lời thuyết phục. Trần Quốc Đào không vậy thì trong lòng không khỏi thở dài, nếu không phải bị Diệp gia bước đến mức này thì thanh niên trước mặt đây tuyệt đối sẽ trở thành một tiêu phi thứ hai, thậm chí sẽ trở thành một thanh quân đao sắc bén của Long Nha, thậm chí là của quân đội của nước Cộng Hòa, thậm chí hắn có thể giống như Long Vương Diệp Cô Thành. Trở thành niềm kiêu ngạo của toàn quân. Thời gian không còn sớm nữa, đi nghỉ đi. Cảm thán trôi qua, Trần Quốc Đào khoát tay. Bùi Đông Lai gật đầu sau đó cúi chào Trần Quốc Đào, vẻ mặt chân thành nói. Cảm ơn ngài, Trần Gia Gia. Ít lời thôi, mau cút đi cho lão tử. Trần Quốc Đào tức giận mắng. Bùi Đông Lai nghe vậy thì ấm lòn, rồi cười cười, đi ra khỏi thư phòng. Diệp Thạch a Diệp Thạch. Nếu ông cứ khăng khăng vì thằng cháu không có tiền đồ kia của mình mà đưa một siêu cấp binh vương của quốc gia đi con đường khác, như thế sẽ tạo thành tai họa đối với Diệp gia, đồng thời cũng là một tổn thất đối với quốc gia. Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi, sắc mặt Trần Quốc Đào phức tạp, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mặc dù là đoán được Trần Quốc Đào sẽ vì Bùi Đông Lai mà ra mặt nhưng mà vừa rạng sáng thì Dương Viễn liền dẫn người đi đến quân khu Giang Lăng. So với tối hôm qua thì lúc này Trần Quốc Đào chẳng những hạ lệnh để người của Dương Viễn đi vào, hơn nữa lại tự mình ở trong phòng làm việc gặp mặt Dương Viễn, điều này có thể nói là đã cấp mặt mũi cho Dương Viễn. Dương thư ký, không biết là ông mang theo các đồng chí của cục cảnh sát đến nơi này của tôi là muốn làm gì? Đợi cho Dương Viễn ngồi xuống thì Trần Quốc Đào liền mở miệng hỏi, giọng nói của hắn hơi lộ vẻ không tốt. Là như vậy, Trần tư lệnh. Cảm nhận được sự không tốt trong giọng nói của Trần Quốc Đào thì Dương Viễn cũng không cảm thấy tức giận mà là kể ra. Tối hôm qua, ở hội sở đường hối đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng, phần tử phạm tội chẳng những công khai giết người, hơn nữa còn làm nổ tung cả hội sở đường hối, tính chất của vụ án vô cùng nghiêm trọng, điều này đã làm cho cấp trên coi trọng vụ án này. Chẳng lẽ cần người của tôi giúp đỡ sao? Trần Quốc Đào uống một ngụm nước trà, rồi hỏi. Không phải. Lúc này. Dương Viễn giống như là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời, chỉ có thể cố nén trong lòng, nói. Dựa vào điều tra của cảnh sát, thì hai bên tham gia vào vụ án đều là phần tử xã hội đen, trong đó có Tử Mãng, là thủ lĩnh xã hội đen của Nam Tô. Vậy có quan hệ gì với quân khu? Có lẽ là không muốn cùng Dương Viễn nói nhiều nên mỗi lần mở miệng thì Trần Quốc Đào đều nói vào điểm quan trọng, giọng nói tỏ ra không kiên nhẫn. Dương Viễn trầm giọng, nói. Dựa vào tin tức mà chúng tôi thu được thì công ty Giang Cảnh của Từ Mãng là một công ty con của tập đoàn Đông Hải. Mà hôm qua thì chủ tịch của tập đoàn Đông Hải là Bùi Đông Lai cùng CEO của công ty là Quý Hồng đã đến Giang Lăng, hiện tại đang ở quân khu. Tôi nghĩ muốn mời hai người bọn họ về để hiệp trợ điều tra vụ án lần này. Dương thư ký, chẳng lẽ cảnh sát Nam Tô không thể giải quyết vụ án này sao? Trần Quốc Đào đặt chén trà xuống, tức giận nói. Tại hiện trường. Cảnh sát không tìm ra chứng cứ, lại đến quân khu kêu tôi để người của tôi đến hiệp trợ điều tra, ông không biết điều này là rất hoang đường ư. Chẳng lẽ ông cảm thấy rằng người của tôi đã tham gia vào vụ án tối qua sao? Không phải, Trần Tư lệnh, ngài hiểu rồi, chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vụ án nên mới mời hai người bọn họ mà thôi. Vẻ mặt Dương Viễn tỉnh bơ. Mong rằng quân khu hãy phối hợp với chúng tôi. Giọng nói của Trần Quốc Đào chuyển lạnh. Găng từng chữ. Phối hợp thì được nhưng mà không có văn kiện thì các ông đừng hòng mang người của tôi đi. T.
Mặc dù ở trước khi đến liền đoán được loại kết quả này, nhưng mà nghe được giọng nói không khách khí của Trần Quốc Đào thì Dương Viễn tức giận đến hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét nhưng mà hắn liền áp chế cơn giận dữ, nói. Thật có lỗi, tư lệnh, quấy rầy rồi. Không tiễn. Trần Quốc Đào nâng chung trà lên, chậm rãi phun ra hai chữ. Bá. Sắc mặt Dương Viễn lại biến đổi, khóe mắt hơi giật giật, sau đó liền rời khỏi văn phòng. 10 phút sau, sắc mặt Dương Viễn tỏ ra khó coi đi xe rời khỏi quân khu. Trong xe, Dương Viễn liền đem toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy nhắn tin rồi gửi cho Diệp Tranh Vanh. Trong văn phòng, Diệp Tranh Vanh thấy được tin nhắn thì liền hận đến nghiến răng. Sau đó, hắn liền đi qua đi lại trong văn phòng, cuối cùng là cắn răng bấm lấy số điện thoại của Diệp Thạch. Ta đã nghe nói chuyện xảy ra tối qua, song phương chẳng những bắn nhau, hơn nữa còn làm nổ tung cả một tòa nhà, việc này có liên hệ với cháu không? Điện thoại được chuyển, giọng nói của Diệp Thạch liền truyền ra, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Nghe được Diệp Thạch nói như thế thì Diệp Tranh Vanh cũng không có giấu giếm mà đáp. Có. Cái gì? Diệp Thạch lại hỏi, trong giọng nói đã tràn ngập uy nghiêm. Cảm nhận được sự uy nghiêm trong giọng nói của Diệp Thạch thì Diệp Tranh Vanh liền cảm thấy áp lực. Áp lực rất nhiều, hắn liền nói. Ông nội là như vậy, tối hôm qua Bùi Đông Lai dẫn người lén vào hội sở Đường Hối rồi giết mọi người trong đó, hơn nữa hắn còn ở trước mặt cháu mà hành hạ Nạp Lan Ngũ Khải đến chết, rồi còn làm nổ tung cả hội sở Đường Hối. Cái gì? Nghe được Diệp Tranh Vanh nói như thế thì Diệp Thạch cũng ngẩn ra. Cháu nói chuyện tối qua là do Bùi Đông Lai làm sao? Vâng, ông nội. Nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua thì Diệp Tranh Vanh cảm thấy hoảng sợ hơn nữa còn là sỉ nhục, giọng nói tràn đầy vẻ hận ý. Chẳng những là hắn làm, vốn hắn cũng muốn định giết cháu nhưng mà hắn nói nếu làm như vậy thì sẽ tiện nghi cho cháu nên hắn liền làm ra mọi chuyện trước mặt của cháu. Hắn nói cho dù cháu nắm chứng cớ của hắn thì cũng không thể làm gì hắn. Quả thật là không coi phép tắc ra gì. Diệp Thạch nghe vậy giận tím mặt. Nghe được giọng nói tức giận của Diệp Thạch thì Diệp Tranh Vanh thêm mắm thêm muối, nói. Ông nội, hắn chính là muốn gây hấn với Diệp gia chúng ta, lại càng muốn gây hấn đến uy nghiêm của pháp luật. Cảnh sát bắt hắn về quy án chưa? Sắc mặt Diệp Thạch âm trầm hỏi. Chưa, tên hỗn đản này rất giàu hoạt, tối qua hắn cho nổ tung cả hội sở để hủy diệt toàn bộ chứng cớ, hơn nữa hôm qua ở đây mưa to nên toàn bộ hội sở đều không để lại dấu vết gì. Diệp Tranh Vanh nghiến răng nghiến lợi, nói. Cháu vốn là muốn dùng cách mời hắn đến điều tra để đề phòng hắn chạy trốn, tranh thủ kiếm chứng cớ nhưng mà hiện tại hắn đang ở quân khu Giang Lăng, Trần Quốc Đào không giao người ra, trừ phi là có văn kiện. Trần Quốc Đào nghĩ hắn muốn làm gì thì làm sao? Sắc mặt Diệp Thạch trở nên vô cùng âm trầm. Ông nội, Bùi Đông Lai quả thật là một kẻ điên giết người không chớp mắt. Dường như là cảm thấy được Diệp Thạch đã tức giận nên Diệp Tranh Vanh liền cho thêm một mồi lửa. Nếu như chúng ta không thừa dịp lần này để bắt hắn thì không người nào cam đoan hắn có thể tiếp tục làm ra những chuyện như vậy hay không. Càng không người nào cam đoán đối tượng tiếp theo của hắn là ai. Chuyện này cháu không cần lo, để đó cho ta xử lý. Diệp Thạch lạnh giọng trả lời một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, sắc mặt Diệp Thạch âm trầm, liền bấm số của thư ký. Dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ, nói. Lập tức yêu cầu mọi người đến dự hội nghị, có liên quan đến vụ án ở Giang Lăng, thời gian bắt đầu là 9 giờ. Vâng, XX. Cảm nhận được Diệp Thạch đã tức giận nên thư ký cũng không có suy nghĩ nguyên nhân mà liền đồng ý, sau đó đợi Diệp Thạch cúp điện thoại thì hắn mới bắt đầu gọi điện cho những người có liên quan. 9 giờ. Tại cuộc họp. Diệp Thạch đã làm ra chỉ thị, đem vụ án ở Giang Lăng lần này trở thành một vụ án quan trọng, yêu cầu trong 3 ngày phải phá được án, yêu cầu các cơ quan tương ngành lập tức phái người đi xuống Giang Lăng để tìm ra chân tướng. Lập tức phái người đi tới báo lại tình huống cụ thể cho lãnh đại JW, để người trong quân đội phối hợp điều tra vụ án lần này. 10 giờ 30, người phụ trách bộ ga liền đến văn phòng của Tiêu Nguyên Thanh, rồi giao lại văn bản có liên quan đến vụ án ở Giang Lăng. Sau đó cũng đưa cho Tiêu Nguyên Thanh xem văn bản của cuộc họp lúc nãy. Từ trong miệng của người phụ trách bộ ga thì Tiêu Nguyên Thanh biết được vụ án lần này có liên quan đến Bùi Đông Lai. Sau khi biết được điều này thì Tiêu Nguyên Thanh nhíu mày, hắn không trực tiếp trả lời người phụ trách của bộ ga mà để cho ông ta đi về, hắn đích thân gọi điện để nói chuyện với Diệp Thạch.
Sau khi người phụ trách của bộ ga rời đi thì Tiêu Nguyên Thanh gọi điện cho Trần Quốc Đào. Lão Trần, có chuyện gì? Điện thoại chuyển được, Tiêu Nguyên Thanh hành văn gãy gọn hỏi han. Thủ trưởng, ngài nói đến vụ án ở Giang Lăng sao? Mặc dù Trần Quốc Đào cùng Tiêu Nguyên Thanh là chiến hữu sinh tử, quan hệ cá nhân của hai bên rất tốt nhưng mà đối mặt với lời chất vấn của Tiêu Nguyên Thanh thì hắn lựa chọn cách giải quyết chung, trực tiếp xưng hô Tiêu Nguyên Thanh là thủ trưởng. Ừ. Giọng nói Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra ngưng trọng. Lúc nãy Diệp Thạch đã triển khai cuộc họp, đem vụ án lần này để cho số một lo liệu. Vừa rồi người của bộ ga đến báo lại với tôi, nói cho tôi biết trong đám người chết kia có một người có quan hệ đến tập đoàn Đông Hải. Cảnh sát muốn mang Bùi Đông Lai về hiệp trợ điều tra, kết quả là ông lại không chịu giao người ra. Lão Tiêu, chẳng lẽ ông không nhìn ra được điều khác biệt trong đó ư? Trần Quốc Đào hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ân. Tiêu Nguyên Thanh ngẩn ra, như có suy nghĩ gì. Tôi cũng không gạt ông, sau khi Bùi Vũ Phu chết thì Diệp gia liền khai đao với Bùi Đông Lai. Hành động tảo hắc lúc trước chính là nhắm về phía Bùi Đông Lai. Vì đề phòng Diệp gia trả thù nên trong thời gian sớm nhất Bùi Đông Lai đã đá tất cả những gì không sạch sẽ trong tập đoàn Đông Hải ra ngoài. Kết quả là tiểu tử Diệp gia không cam lòng, hắn liền đi tới Giang Lăng, liên hợp với Nạp Lan gia ở Đông Bắc, thiết kế hãm hại Bùi Đông Lai, muốn tống Bùi Đông Lai vào 18 tầng địa ngục. Thiết kế hãm hại. Tiêu Nguyên Thanh nhíu mày. Trần Quốc Đào nói rõ. Đúng vậy, chính là hãm hại. Mặt khác. Tối hôm qua đến giờ thì Bùi Đông Lai luôn không rời khỏi quân khu, điểm này tôi có thể làm chứng cho nó. Còn về phần cái gọi là hiệp trợ điều tra thì bọn chúng chỉ muốn mang Bùi Đông Lai về, đem bô kít dội lên trên người Bùi Đông Lai mà thôi. Lão Trần, ông xác định đây là hãm hại. Tiêu Nguyên Thanh nói xong, lại nhắc nhở nói. Chuyện này không phải nhỏ, ông không nên khinh thường. Lão Tiêu, nếu như ông không tin Bùi Đông Lai bị hãm hại thì tôi có thể để Bùi Đông Lai đi cùng cảnh sát. Để hiệp trợ điều tra. Trần Quốc Đào trầm giọng nói. Nhưng mà phải cam đoan trong quá trình hiệp trợ điều tra thì lính của tôi không bị dụng hình. Được. Tiêu Nguyên Thanh thoáng do dự rồi liền đáp ứng.